Rồi cô Né với lại mẹ của Nguyễn Thị Thanh Dung, chị Hoài cũng cho đi rồi. Rồi cả nhà chấm bài chia sẻ livestream cho Hoài nha. Chấm bài chia sẻ livestream cho Hoài nè. Mấy chị ơi. Tổng xã kho hết tất cả các mặt hàng cho tất cả các chị em nhà mình luôn nha. Rồi mọi người chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng. Sáng hôm nay Hoàng sẽ xã kho tất cả luôn. Quần áo, mỹ phẩm, thời trang, giày dép gì, túi xách gì thì xã hết luôn mấy chị nha. Rồi chia sẻ livestream lên cho Hoàng nha mấy tình yêu ơi. Chia sẻ nhanh lên mấy chị. Chia sẻ nhanh lên. Hello Thanh Trúc nè. Hello Thoa Huỳnh nè. Rồi mấy chị em ai vào xem livestream mấy chị chia sẻ cho Hoàng với nha. Mấy chị chia sẻ cho Hoàng, Hoàng cũng chia sẻ livestream nè. Rồi mấy chị nào vào xem được livestream mấy chị chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Hôm nay là Hoàng tổng xã kho tất cả các ngành hàng ở kho luôn. Mọi người nhanh tay chia sẻ livestream với Hoàng nè, nhanh tay chia sẻ livestream với Hoàng nha. Rồi để Hoàng tổng xã kho đón Tết sớm cho mấy chị em ơi. Nhanh lên nha mấy chị, chia sẻ livestream vào nhanh với Hoàng nè mấy chị ơi, rất là nhiều đồ luôn. Hôm nay Hoàng bán tri ân hết cho mấy chị nha. Chị nào chưa đủ đơn thì mình vô lựa thêm cho đủ đơn. Chị nào chưa mua gì thì mấy chị nhanh tay vào đây mua nè. Chờ Hoàng chút xíu nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ kiểm lại lần nữa nha Hân. Kiểm lại hàng cho đủ đúng nha Hân. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng. Hàng này là hàng của khách đây đúng không? Khách xã đúng không? Rồi có cái cục hàng ở kia đây với chị luôn. Hàng của khách xã luôn, không ai vô với chị. Cái cục hàng mới đưa về. Khách này không đủ đơn hả? Rồi ok, không đủ đơn thì để Hoàng xã ra luôn. Rồi cả nhà nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng. Rồi hàng này là hàng xã của khách ra này, nên là Hoàng bán giá cho mọi người luôn. Rồi cái này là tẩy trắng răng nha. Hàng này là xã của khách ra, Hoàng bán tri ân cho mấy chị. Hai hộp này thôi, hàng xã thôi nha. Chứ còn bình thường không có bán giá này mấy chị. Rồi xe cho mấy chị 35.000. Chốt cho Hoàng là tẩy trắng răng 35.000. Tẩy trắng răng 35.000. Cái này người ta đang bán 55.000 á. Cái này người ta đang bán là 55.000. Hàng của khách thì Hoàng bán cho khách là 45.000. Hàng này bây giờ lên giá là 45.000 rồi. Hoàng người ta thì bán là 55 nhưng Hoàng bán cho khách là 45. Bây giờ xã của khách ra Hoàng bán cho mấy chị 35.000 một hũ tẩy trắng răng. Rồi mấy chị chia sẻ livestream mới chốt nha. Chị chốt hai hũ này thôi, tại vì hàng xã ra của khách Hoàng mới bán vậy thôi nha. Chị nào lấy tẩy trắng răng chốt lên cho Hoàng là tẩy trắng răng. Cái này là tẩy trắng răng từ tinh chất cao dừa và bạc hà, giúp là trắng răng này sạch hơi thở này, trị mảng bám này, và đặc biệt là rất là thơm tho miệng luôn mấy chị. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha, tẩy trắng răng này mấy chị nè. Một hộp lớn nó tặng kèm một hộp nhỏ nữa mấy chị, đánh cùng với kem đánh răng, bao răng miệng sạch sẽ thơm tho luôn mấy chị nha. Chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Rồi chị nào lấy chốt hàng này Hoàng xã của khách nên bán tri ân cho mấy chị thôi. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Hàng này là Hoàng xã của khách nên Hoàng bán giá này. Rồi chị nào đang xem được livestream chấm bài cho Hoàng luôn. Chị nào đang xem được livestream chấm bài cho Hoàng. Rồi một cái áo này Hoàng bán cho mấy chị nè, 10.000. Ai lấy áo 10.000 comment cho Hoàng là áo 10.000 nha. Rồi áo này Hoàng bán cho mấy chị là 10.000 nè. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Form này là 40 đến cỡ 55kg mặc vừa, comment cho Hoàng là áo 10 nha. Hoàng bán cho khách là 20.000 nè. Hoàng bán cho khách là 20.000 nè mấy chị nè. Rồi giờ xả cho mấy chị 10.000. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là áo 10. Hàng này là của khách nha, không đủ đơn Hoàng xả ra cho nên là bán giá lỗ luôn cho mấy chị luôn á. Rồi nhanh tay chia sẻ livestream cho Hoàng chốt nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cái áo này comment cho Hoàng là áo 10 nha. Form này là 40 cho đến 55kg mới mặc vừa, chị nào béo quá là không mặc vừa đâu. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha, hàng xã của khách nè. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng áo 10. Rồi mấy chị chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng đi. Mấy chị chấm bài chia sẻ livestream cho Hoàng nha, để chuẩn bị Hoàng bán đồ tri ân cho mấy chị nè. Em ơi xíu nữa lựa cho chị chút nữa, bé Thuận đóng xong á, em nói bé Thuận là lựa giúp chị là một cái quần rinh đùi màu xám, một cái quần rinh đùi màu xanh.
Rồi nè mấy chị nè, với lại Hoàng Khui có cục hàng bơm bơm, Hoàng bán sale cho mấy chị nè. Rồi nhanh tay chia sẻ livestream Hoàng bán hàng này là với giá lỗ nha mấy chị nha. Chia sẻ livestream Hoàng mới chốt á. Rồi ok, áo 10 này cho Út Thảo nè. Ok nè, cả nhà mình chia sẻ livestream lên cho Hoàng nè mấy chị ơi. Ok nè, cho Út Thảo nè, áo 10 nè. Ok, áo 10 cho Út Thảo nè. Trời ơi, cái đầm sơ mi nè. Cái đầm sơ mi là bữa gì ta? Hình như là bé Nguyễn Diễm mua không có đúng không? Rồi, nè, để cho Nguyễn Diễm cái nè. Trời ơi, chắc nó mừng hú hồn luôn á. Thiệt luôn á, gạch tên đi em. Người mua thì chờ hoài không có, chờ mà phải nói là khóc luôn không có. Còn người mua được thì lại như thế này đây. Mà cái con bé này là bữa chị đã cảnh cáo trên livestream rồi, nó nói là nó 70 kg, chị nói là 70 kg mua không có vừa đâu. Chắc chắn mua hàng không thì mua, đừng có làm vậy. Mất công mà không vừa rồi mang tội. Em chắc chắn lấy mà chị, hàng tới thì bưu tá hẹn á thì là nó hẹn mấy ngày sau. Hẹn mấy ngày sau nhưng mà mấy ngày sau xong rồi hàng tới thì nó lại không có tiền hay sao đó, biết gì nó. Tên Tiên Tiên nè, ở Bình Dương nè. Tào lao mới lao hết sức. Cái đồ người ta không có bán mới má thì cái chứ tào lao thì cái chứ. 70 kg thì thôi chứ. Bơm hàng này xong biết bữa nữa lên tạ luôn á. À. Rồi mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Rồi mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng. Rồi một cái quần trắng này nè, nó bị bụi ở đây một xíu luôn, chốt cho Hoàng quần tặng luôn mấy chị. Rồi tặng luôn cho mấy chị nè, một cái quần màu trắng, size này là size gì đây? Size này là size S ha. Size này là size S nha, nhưng mà cái quần trắng này là nó có bụi tại vì Hoàng đi Hoàng về rồi cái bị ni lông nó bị rách ra đó, cho nên nó làm bụi cái khúc này xíu nha. Rồi chốt cho Hoàng mã tặng luôn. Cái mất công bán cái màu trắng cho mấy chị em mà dơ về mấy chị em cũng bất đền luôn nha, là chốt cha nó tặng luôn đi cho nó khỏe cái con người. Thà tặng luôn đi. Rồi chị nào lấy comment cho Hoàng là quần tặng nha mấy chị nha. Quần tặng nè. Ok nè, quần tặng cho Đặng Oanh nè. Đặng Oanh là khách từ đó giờ chưa bao giờ có quà tặng đúng không? Ok, Hoàng tặng cho khách nè. Ưu tiên cho khách chưa bao giờ được nhận quà tặng bao giờ Hoàng sẽ tặng nha mấy chị nha. Rồi ok cho Đặng Oanh nè. Ok cho Đặng Oanh nè. Không đồng nè. Ok này, quần này size S thì nói chung nó cũng nhỏ lắm. Mấy chị em thích thì ham vậy thôi chứ nó cũng nhỏ. Rồi cái áo xịn sò của tôi nè mấy má. Áo này bán 35.000, giờ không có bán. Hàng nó xịn ơi là xịn luôn. Đây, một cái áo mà giá bán 170.000. Đây, hàng sốt của Hoàng bị bơm về đây. Rồi, bán luôn cho mấy chị em mình 25.000 luôn. Ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Cái này là một áo hoa hồng nè. Một áo hoa trắng nè. Một áo hoa hồng, một áo hoa trắng phôm này 65 kg mặt vừa. Hàng này hàng bơm nên là bán bất chấp giá luôn nha cả nhà nha. Rồi, bán xả xui luôn. Rồi mấy chị nào lấy chốt cho Hoàng một cái áo hoa trắng tay loe nè. Với lại một cái áo hoa hồng tay loe nè. Trời ơi, nó đẹp một cách giả mang con ngang luôn. Bán 35.000 không có bán. Mà bây giờ hả, phải xả ra. Vừa là bị bơm về tốn tiền ship hai dòng vừa xả ra luôn. Rồi mấy chị, nhanh tay chốt lên cho Hoàng nè. Hoa hồng nè, hoa trắng nè. Mấy chị biết cái áo này là đẹp, nó xịn như thế nào mà chứ hàng xốp mà. Em bán đâu bao giờ còn. Mà khách bơm về đó mấy chị, mới còn thôi chứ không bao giờ còn luôn. Hoa trắng cho chị Xuân Nguyễn nè. Chị Xuân Nguyễn thấy chị Bình mặc cái áo hoa hồng đẹp chưa? Đó, rất là đẹp và xịn luôn á. Nhiều người hỏi luôn cái này mấy chị may cũng không đẹp như vậy luôn mà. Ok nè, cho chị Xuân Nguyễn nè, 25.000 nè, em sale 25.000 luôn. Rồi ok nè, cái này là cho Nga Nguyễn nè, em sale 25.000 luôn mấy chị. Tại vì hàng bơm về nên Hoàng sale luôn 25.000 luôn. Rồi ok nè, hoa hồng là cho hoa Nga Nguyễn nè, hoa trắng là cho Xuân Nguyễn nè, hết nha mấy chị. Rồi ok, Nga Nguyễn cái, Xuân Nguyễn cái là hết nè mấy chị nè. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Đây nè mấy chị nè, một cái quần này là size S luôn. Một cái quần size S nhưng mà cái này là eo cũng tới 70 luôn á mấy chị. Rồi bán luôn 20.000 cho mấy chị. Eo này là tới 70 luôn nha, size S nhưng mà eo này tới 70 luôn, bán 20.000 luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là quần hồng 20.000 mấy chị. Chốt cho Hoàng là quần hồng 20.000 nè mấy chị nè. Chị nào lấy comment lên cho Hoàng là quần hồng 20. Quần hồng 20 nhớ chị, size này là size S nha, size S là vòng eo 70 á. Ok nè, cho cẩm quần nè, bán 20.000. Rồi chia sẻ livestream cho Hoàng nha mấy chị nha, chia sẻ đi mấy chị ơi. Rồi ok, cho cẩm quần nè. Mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng đi. Hoàng xả ra là Hoàng bán hết cho mấy chị luôn. Ok nè, cho cẩm quần nè mấy chị nè. Rồi cái áo này nè, bán 35.000 giờ xả cho mấy chị 25.000 luôn.
25 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là mã caro hồng. Cái áo này cũng vậy, quá trời người hỏi không có mà mua, thảm chưa. Áo này là hàng shop, giá bán trên đây là tới 180 ngàn luôn nè. Như vậy nè, cái form này là dưới 60 ha. Chị nào cao thì 60kg ok, chốt cho Hoàng caro hồng 25 luôn. Caro hồng 25 xả cho mấy chị 25 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là mã caro hồng 25 nha. Có được có cục hàng bơm mà, chứ nó bơm nhiều cái té xỉu luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Đây được có cục à. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là caro hồng 25 ngàn mấy chị. Caro hồng 25 ngàn nha. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng 35 ngàn, Hoàng sale 25 ngàn cho mấy chị luôn á. Sale luôn cho mấy chị luôn. Rồi cái áo này Hoàng nói là một cách là nó đẹp dã man luôn. Cái lúc đó là quá trời chị hỏi luôn mà không có còn để mà bán luôn. Đẹp lắm, mặc lên form rất là chuẩn luôn. Nó là dạng như là sơ mi kiểu, sơ mi kit gì đó, đẹp lắm. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Rồi quần này Hoàng cũng xả của khách ra luôn nè mấy chị nè. Nè. Rồi quần này nè mấy chị, xả cho mấy chị 28 ngàn luôn. 28 ngàn mấy chị chốt lên cho Hoàng nè. Quần này 28 ngàn. Quần này là 35 ngàn giờ, xả cho mấy chị 28 ngàn luôn. Viền đen nha mấy chị nha. Rồi form này là 60kg trở lại mặt vừa, 60kg trở lại mặt vừa nha. Quần có túi này ở dưới bo ống như vậy nè, chất rất là dày và rất là ấm luôn. Chốt cho Hoàng là viền đen nè mấy chị. Chốt cho Hoàng viền đen 28 ngàn. Mấy chị nhìn nè, chất quần này ha. Có đồ thể thao không? Có đồ thể thao, đồ thể thao ở đằng sau á chị ơi. Nhưng mà bây giờ nó còn ít lắm, không biết là chị mặc size nào. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng là viền đen nè. Chất quần nè mấy chị nè, rất dày và ấm và đẹp luôn. Sale 28 ngàn nha. Đây nè mấy chị nè. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng quần viền đen nha. Viền đen 28 ngàn. Còn một hai cái gì đó. Đây của khách xả ra đây, Hoàng xả cho mấy chị luôn. Viền đen 28 ngàn cho Hoàng nha mấy chị. Nhanh tay lên mấy chị nha. Hàng này là xả ra cho nên là Hoàng bán giá có 50% giá thôi đó. Rồi một bộ bướm hồng này nè, Hoàng xả luôn cho mấy chị luôn, nhanh gọn lẹ luôn. 42 ngàn. Bộ pyjama chất vải KT Thái nha. Form này là 40kg nè, cho đến 55-56kg mặc vừa. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là bướm hồng, xe cho mấy chị 42 ngàn luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha, 42 ngàn. Đây chị nào lấy comment lên cho Hoàng 42 nha. Bộ pyjama 42 ngàn. Chị nào lấy thì chốt nha. Chị nào lấy thì chốt pyjama 42 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy pyjama 42 comment cho Hoàng bướm hồng 42 nha. Hàng này là hàng xã của mấy chị kia kìa. Một cái quần rinh size 26 mà 26 trước ai lấy đây. Mà lại cũng à trời ơi, cái quần này của con bé kia. Chút nó lựa hai cái quần rinh đùi màu xám với lại quần rinh đùi màu xanh này. Đó, gói cái cục hàng đó cho con bé kia quên đi. Viền đen cha Long. Viền đen này cha Long Nguyễn này. Ok này, khách mới cho hàng thông tin số điện thoại rồi. Ok này, 28 ngàn Long Nguyễn này. Cái hàng này là xả của khách ra nha mấy chị ơi. Bán giá này luôn. Viền đen này, chất này là siêu đẹp luôn. Cái quần này Hoàng bán 45 ngàn á mấy chị. Quần đó Hoàng bán 45 ngàn á. Hàng này Hoàng xả của mấy chị ra nè. Lục Thị Minh thì thật cũng không đủ đơn. Rồi mấy chị. Rồi cái này là legging trơn màu đen nè. Legging trơn màu đen nha. Hàng này là Quảng Châu. Ngày hôm qua Hoàng bán cho nhiều chị mua lắm rồi. Đây, hàng này là hàng Quảng Châu nè mấy chị nè. Rất là đẹp luôn. Form này bao 65kg trở lại mặt vừa. Chất như vậy nè, bao 65kg trở lại mặt vừa. Mấy chị ngày hôm qua Hoàng thử rồi, hôm nay Hoàng lười thử lắm tại nó còn sót có một hai cái thử chi. 28 ngàn, chị nào lấy chốt cho Hoàng legging màu đen. Form này 45kg nha mấy chị, 65kg mặt vừa luôn. Rồi đây nè, chất co giãn như vậy nè, hàng may trần đáy hết luôn. Đây, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Đây, legging màu đen nha, chốt cho Hoàng là quần đen cũng được. Quần đen mấy chị, 28 ngàn. Quần đen này 28 ngàn luôn. Xả hết cho mấy chị, mẫu này là trước là bán 4 mấy ngàn á. Đây, bây giờ chị đang cho mấy bé nhân viên xếp gói cho em nè. Giờ chị mới cho mấy bé xếp cho em nè, ok cho Cẩm Quỳnh nè. Đó, giờ chị đang cho mấy đứa xếp gói cho em chứ. Bữa nó bỏ vô cái hũ này tính xả ra luôn rồi. Này, không thấy đủ đơn á. Ok, 28 ngàn này cho Cẩm Quỳnh nè. Quần 28 ngàn cho Cẩm Quỳnh nè. Hương Anna ha, em có lựa gì thì em lựa. Hay là để cho em lựa hết cái line này đi ha. Để em lựa hết cái line này đi ha. Rồi áo 18 ngàn luôn với chị. Áo này 18 ngàn luôn. 18 ngàn một cái áo thun hàng xốp nha. 18 ngàn một cái áo thun hàng xốp đẹp chưa. Form 40kg, quần 28, Trần Thi. Em ơi, cái quần đen trơn mà legging kia kìa. Còn không cho chị một hai cái gì đi, cho hai khách. Cái quần nó đẹp dã man luôn. Rồi mọi người nè, áo này là hàng shop nha. Đây giá bán là 115 ngàn nè mọi người nè.
Rồi bây giờ Hoàng sale luôn 18.000 thôi, sale luôn 18.000. Đây là áo thun form ôm nha, 40kg đến 65kg cũng vừa, nhưng mà nó là form ôm nha mấy chị nha, không phải là form rộng tay lửa đâu. Chị nào lấy áo 18 comment cho Hoàng là áo 18 xả luôn. Rồi đưa đây, Trần Thi một cái ok. Bỏ vô cái bị chứ mất ra chi. Rồi ok cho Trần Thi một cái này, 28 nè. Trần Thi nè, một quần 28 nè. Quần đen cho Long Nguyễn nè. Rồi ok nha. Rồi chị nào lấy nữa thì báo Hoàng. Form này á, là đến 65kg mặc vừa luôn á, rất là đẹp luôn. Long Nguyễn nè, 28.000 nè. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng là áo. Thôi bây giờ bán cái này luôn cha đó đi, 15.000 đi. Chị nào lấy áo xanh comment áo xanh 15 luôn đi cho nó gọn. Còn hai cái áo chứ mấy, bán luôn cho nó gọn. Chị nào lấy áo xanh 15 comment cho Hoàng là áo xanh 15 nha. Áo này là hàng sốt mấy chị ơi, nó đẹp giả mang luôn. Chị nào chia sẻ livestream Hoàng bán 15.000 cũng được. Đây nè mấy chị nè, đây nè, áo hàng xốp rồi mấy chị coi đi. Giá bán này 115.000 một cái áo này, rất là xịn sò luôn. Rồi Hoàng bán 15.000 cho mấy chị luôn, kệ nó. Mấy chị chia sẻ livestream Hoàng bán lỗ cũng vui nữa. Rồi ok Hương Anna, cái này em, cái áo màu xanh này hôm qua mình còn không? Còn hai cái hôm qua em lấy rồi. Không còn cái nào, còn đúng hai cái thôi hả? Mới lấy rồi hả? Dạ. Ok nè. Không có tìm lại kỹ đi. Chứ chị nhớ hôm qua là còn 2 3 4 cái gì đó mà. Ok nè, Hương Anna một áo 15 nè. Đồ thể thao ở đằng sau đó em, bao nhiêu ký mặc vừa em. Ok nè, cho Út Trần nè, Út Trần một áo 15 nè. Út Trần này vậy là hết rồi, được hai áo cho hai chị và Hoàng xã luôn, được hai áo cho hai chị nha. Xem Trần không có, Đặng Hà không có, đồ thể thao chị đang có ở đằng sau đó em. Em lấy cái áo khoác xịt ra cho khách xem đồ thể thao đi em. Đồ thể thao thì mọi người phải biết size Hoàng mới like nha, chứ nó lung tung sò bung hết like cực lắm. Rồi một cái áo dây nè, Hoàng xem cho mọi người 15.000 luôn. Áo dây của Đỗ nha, đó đồ thể thao ở đằng sau đó, nhưng mà nó rất là nhiều size. Mọi người bao nhiêu ký mặc size gì mới bắt đầu like được ha. Rồi áo 15 luôn cho Hoàng này, áo dây này 15 luôn. Chất vải là satin luôn nha, rất là xịn sò của Đỗ như vậy nè. Form 40kg, 55kg mặc vừa, chốt cho Hoàng là áo dây 15 nha. Đây, bộ tay dài là bé chất nỉ à, không phải chất nỉ đâu em, chất gì, nói chung là chị không biết chất gì. Nhưng mà nó rất là mịn và đẹp luôn. Mà nó còn ít nha. Rồi ai lấy áo này chốt cho Hoàng. Ủa Trần Thi nè, có đơn nè. Trần Thi thì để lại cho nó nè. Ủa phải không? 15.000 đó, ok, có đó của Trần Thi mà. Áo giờ mua thêm đó. Tăng Hậu, khách này là khách mới. Rồi bây giờ xả luôn cái quần đen ống rộng này cho mấy chị nè. Rồi quần đen ống rộng rồi Hoàng xả luôn 35.000. Chị nào lấy chốt cho Hoàng đen ống rộng 35. Còn được 1, 2 cái gì đó Hoàng không biết, xả luôn cho mấy chị nè. Đen ống rộng 35. Form này là 40kg nha, cho đến 65kg mặc vừa, xả 35.000 cho mấy chị luôn. Rồi con em 60kg hả, 60kg em lấy size L đi. Mang size L là cho chị màu gì em. 110.000 hai bộ ha, 60kg lấy size L mặc cho thoải mái. Rồi đây ai lấy chốt cho Hoàng đen ống rộng Hoàng xả luôn 35.000. Cái quần này Hoàng bán 4 mấy 50.000 hay 5 mấy ngàn Hoàng cũng nhớ nữa. Bây giờ Hoàng xả luôn mấy chị nha. Nói chung là hôm nay Hoàng xả con tất cả luôn á. Mấy chị nào mà chia sẻ livestream rồi Hoàng sẽ ưu tiên chốt cho. Ok là cho Nguyệt Lê nè. Cái quần đen ống rộng này là mặc hơi bị xịn và đẹp luôn. Chị nào lấy báo Hoàng. Chị nào lấy báo Hoàng nha. Đen ống rộng còn 1, 2 cái gì đó Hoàng xả luôn. Đen ống rộng. Quần này bữa bán 35 đúng không? Giờ Hoàng xả luôn 29.000 luôn. Hàng trong cái này của khách bỏ ra là Hoàng xả hết. Rồi chị nào lấy quần caro. Form này lớn mấy chị nha. Chị nào mà 60-62kg là bao chen xà beng được hết mấy chị nha. Đây mà chất là siêu dày và siêu đẹp luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng caro xả luôn 29.000. Còn 1-2 cái gì đó của ai xả ra xả vô Hoàng bực quá Hoàng xả luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng caro. Nói cho caro này 29.000. Chất rất là dài. Form này á ha, form này á là tới 65kg cũng mặc vừa nha mấy chị nha. Chị nào cao 65, chị nào lùn 60-62 gì đó. Quần đen hả em ơi, coi quần đen ống rộng còn không, chị xả 35.000. Cái quần đó chị xả 35.000 là chị buồn lắm luôn á mọi người. Bây giờ thật ra là không có hàng để bán, để Hoàng mặc thử vô cho mấy chị coi. Rất là sang và rất là đẹp luôn cái quần đen này nè. Hàng shop nó bán 100 mấy chục ngàn luôn. Rồi Hoàng xả cho mấy chị em nhà mình là 35.000 luôn nha. Đây nè mấy chị nè, chị nào lấy quần đen này chốt cho Hoàng là quần đen này 35 nha. Còn 1-2 cái gì nè, quần đen ống rộng nè. À, rồi cái đen caro này cho Thanh Loan nè. Cái này 29.000. Đen caro này 29.000. Từ từ nhân viên chị nó đang làm màu ra rồi chị cho xem ơi. Ok nè cho Thanh Loan nè. Thanh Loan này 29.000 nè. Thanh Loan 29.000 em ơi. Rồi chút nữa em tìm cái bộ thể thao mà size XL á, cho chụp hình gửi qua cho cô Văn Tâm. Đó cô, ừ đúng rồi cô Văn Tâm. Rồi mấy chị,
quần đen ống rộng ok cho Thanh Trúc này. Hoàng nói cái quần này á, mọi người mua về mà mọi người không hài lòng, Hoàng đền tiền cho mọi người gấp đôi. Cái đó 15 ngàn em, cái đó 15 ngàn. Rồi ok nè, cái quần đen ống rộng cho Thanh Trúc nè. Ok, quần đen ống rộng cho Thanh Trúc nha. Thanh Loan á, à, quên cô Băng Tâm, mẹ của Thanh Loan. Cái này là Thanh Trúc quần đen ống rộng nè. Thanh Trúc quần đen ống rộng 35 ngàn nè. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng à, một cái quần đen cho thêm trần. Hoàng còn mấy cái à, xả lỗ luôn cho mọi người luôn, cho thêm trần này. Hỏi Bảo Vy, Bảo Vy cái quần đen này mặc đẹp không Bảo Vy? Siêu đẹp luôn đúng không? Ủa mua mất tiêu rồi. Đây, cho thêm trần một cái quần đen ok nè. Thêm trần một cái quần đen ok nha. Quần đen ống rộng Hoàng xả luôn, xả luôn nha, chốt rất là đẹp luôn. Hoàng xả luôn 35 ngàn. Ok, cho thêm trần này không em? Không có đồ bé đó, 22 mấy ký đâu. Chỉ còn sót cái đồ bé cỡ tầm 10 ký thôi. Ai muốn mua thì Hoàng xả lỗ luôn cho. Cái này là cho thêm trần nè, chứ không có đồ bé lớn. Bây giờ là Hoàng cũng hết nhập luôn rồi. Rồi một cái quần kia caro em, cái quần caro mà chị vừa like sale 29 ngàn á, cho Như Quỳnh một quần. Cái quần caro em. Rồi caro Hoàng sale 29 ngàn luôn nha mấy chị nha. Sale 29 ngàn luôn. Caro không phải, còn một cái sắp khác nữa. Một cái sắp cái quần ống rộng mặc đẹp lắm. Đó, hỏi Bảo Vy coi quần ống rộng mặc đẹp không. Rất là đẹp luôn. Ok, cho Long Nguyễn một quần ống rộng này. Ok, bỏ xuống đây. Long Nguyễn một quần ống rộng. Trời ơi, cái quần ống rộng này có cột chung với cái quần đen Quảng Châu. Quần đen ống rộng này ok nè. Chốt cho Long Nguyễn một quần này. Cái đó là quần Quảng Châu mà, còn quần đen quần khác nữa. 35 ngàn Hoàng xã luôn. Cho Long Nguyễn nè. Cho Long Nguyễn nè. Ok, chào em Lê Nguyễn Lê Thanh Trúc nha. Long Nguyễn nè, ok nè. 35 ngàn nè. Rồi còn một cái cuối cùng nữa, chị nào lấy báo Hoàng. Quần đen ống rộng Hoàng còn một cái cuối cùng nữa nha mấy chị nha, là hết luôn. Mẫu này là Hoàng xả 35 ngàn là xả lỗ luôn rồi. Xin thưa mọi người chứ mặc rất là đẹp luôn. Mẹ mình mặc cũng sang mà mình mặc cũng sang luôn. Tại vì màu đen rất là dễ mặc đồ luôn. Mẹ Hoàng mặc cũng rất là sang mà Hoàng mặc cũng rất là đẹp luôn. Chất vải là siêu mọi người, siêu mịn và siêu đẹp luôn. Cái quần này trong shop là không dưới 150 ngàn đâu. Ai lấy báo Hoàng, form này 40-65kg mặc vừa luôn nha. Còn một cái quần cuối cùng này, chị nào muốn lấy báo Hoàng, còn một quần cuối cùng thôi, xả luôn 35 ngàn. Đó, hết với chị nha. Rồi, chị Như Quỳnh là một cái quần caro màu đen đúng không? Quần caro đen này hôm nay Hoàng xả 29 ngàn luôn chị em. Cái đó 39 ngàn em. Thu Hà Đinh đưa cho chị cái quần đó. Ok này, Như Quỳnh này, một cái caro. Caro này Hoàng xả 29 ngàn. Như Quỳnh này, mấy chị cứ comment vào hàng chốt, hàng chốt từ từ nha mấy chị nha. Đưa cho chị cái quần đó cho Thu Hà Đinh. Thu Hà Đinh một quần ống rộng ok em. Là hết luôn đúng không? Em tìm coi thử còn sót cái nào không em ơi. Chứ bữa sau là nó sót ra là cực lắm. Thu Hà Đinh này 35 ngàn nè. Rồi nè, đồ bé gái 10kg lần sau đó em. Chỉ còn mấy bộ thôi, còn mấy bộ 10kg size nhỏ mới còn đó, còn size bự là bán hết rồi nên là sale luôn. Nè, kiểm tra cái chân nó lộn cái quần ống rộng vô trong đây á. Rồi mấy chị, quần caro này nè Hoàng sale cho mấy chị luôn 29 ngàn. Chị nào lấy comment lên cho Hoàng 29 ngàn quần caro này nè ha. Chị nào lấy chốt báo Hoàng này, cái quần caro này là form 40kg 65kg mặc vừa, Hoàng 69kg nha mấy chị nha. Hoàng 69kg chất là vải là siêu dày luôn. 69kg Hoàng mặc thử cho mấy chị coi thôi, chứ còn thật ra thì Hoàng mặc đây nè. Hoàng 69kg nha mấy chị nha, 69kg. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là caro màu đen, hàng này Hoàng xả cho mấy chị 29 ngàn luôn. Đây, quần là có túi luôn như vậy nè, chất như vậy nè. Đó mấy chị. Rồi xả luôn 29 ngàn, chị nào lấy nhanh tay lên giúp mày. Caro màu đen, sale nhanh cho mấy chị 29 ngàn. Form này 65kg mấy chị mặc vừa, tại Hoàng là 69kg lận mấy chị, Hoàng 69kg luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là caro màu đen nha mấy chị nha. Rồi bây giờ Hoàng lên, chị nào lấy caro đen comment đi. Hàng này là còn sót một ít nữa, Hoàng sale cho mấy chị luôn rồi đó. Xả kho nghỉ luôn rồi, xả bốn, xả lỗ luôn chứ không phải là xả bốn luôn. Rồi mấy chị lấy báo Hoàng nha, caro này, quần đẹp chưa? Chất vải rất là dày luôn nha, mà form là lớn luôn. 50kg đến 65kg bao vừa luôn. Mấy chị lùn mới là không vừa thôi. Mấy chị mà có chiều cao trung bình là vừa hết. Rồi Hoàng còn một cái caro màu hồng thôi mấy chị. Caro đen Hoàng còn 2-3 cái. Caro hồng này Hoàng còn một cái. Chị nào lấy caro hồng, chốt caro hồng này mấy chị nè. Chị nào lấy caro hồng, comment caro hồng. Chị nào xem bài, xem live stream được chấm bài trên cho Hoàng mấy chị. Xả luôn 29 ngàn này, xả lỗ luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là caro hồng nha. Rồi size L đâu cho chị Hoàng xem em. Size L, bộ thể thao size L nè. Cho chị đủ màu. Một bộ màu, một bộ màu cam và bộ màu gì nữa.
Rồi, đây là bộ thể thao size L này mọi người. Size L này chị nhớ nó rất là nhiều màu luôn á. Caro màu gì chị Như Quỳnh ơi? Như Quỳnh là em chốt caro màu đỏ rồi, à màu đen rồi. Chị lấy caro màu hồng hay sao? Rồi đây, cái form này là từ 60kg đến 65kg mặc vừa, cỡ size L nha. Size L còn 3 màu này hả? Size L chị nhớ nó có nhiều màu lắm rồi. Nó có xanh biển, xanh gì nữa mà. Rồi đây mấy chị, đây cái bộ này là size L này mấy chị nè. Bộ này size L thì nó sẽ cỡ dao động là từ 55kg ha, 55kg lù, còn đến cỡ 65kg thì cao cao. Đó, nói chung là như vậy mấy chị cân đối mấy chị mua ha. Nó sẽ, đây là chốt cho Hoàng từ 2 bộ trở lên nha. 110.000 2 bộ. Nói chung là bộ này quá đẹp luôn. Chồng Hoàng còn chưa đủ màu nữa mấy chị này. Bên trong là có dây rút nha, quá đẹp luôn. Bộ này mà mình ra shop thể thao mình mua là không bao giờ dưới 180.000 một bộ đâu. Nên đó là hàng vải dởm chứ chưa kể là vải xịn mà trần đáy như vậy luôn nè mấy chị. Hoàng thật sự luôn, rất là đẹp. Cái này nè mấy chị chốt lên cho Hoàng là cam ha. Thật ra là nó màu đỏ cam nha, nhưng mà mấy chị chốt cho Hoàng là màu cam. Tại vì Hoàng có cái màu đỏ này nữa mấy chị nè. Chị nào lấy cam chốt cam. Chốt cho Hoàng 2 bộ nha mấy chị nha. Như Quỳnh caro màu đen có rồi chị ơi. Có rồi nha. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là mã đỏ nè. Size này là size L nha mấy chị nha. Hoàng đang like size L. Rồi size L này mấy chị cỡ 55kg đến cỡ 65kg giúp Hoàng. 65kg cao nha. Mặt trừ hao rồi mấy chị. Rồi đỏ. Rồi cái này chốt cho Hoàng là tím. Em kiểm tra cái bộ xanh biển trên canh kia là size gì em. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là mã tím nha mấy chị nè. Chị nào lấy tím chốt tím. Nó nói tím thôi chứ đâu phải là màu tím đâu mấy chị. Cái này là em nói tím thôi chứ bộ này nói chung là bộ đen thì đúng hơn á. Rồi đó, rồi chị nào lấy tím đen chốt tím đen thì L đó thì chị mới nói là đem xuống đây cho chị like. Rồi một bộ này chốt cho Hoàng là xanh biển mấy chị nè. Bộ này xanh biển quần xanh. Rồi bộ này là xanh lá. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh lá. Rồi đó, size L là nhiều màu nhất mấy chị, là đến 5 màu luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Rồi ok, caro màu đen cho Thanh chốt nha. Bộ nỉ ấm cho bé còn không? Bộ nỉ ấm cho bé hả? Rồi mấy chị, từ từ đã. Rồi rồi, caro màu đen cho Thanh chốt nè. Ok nè, caro màu đen cho Thanh chốt nè. 29.000 nè. Cái này Hoàng xả lỗ mấy chị ơi, xả lỗ á. À, để mà nghỉ Tết luôn, màu đen là chị Như Quỳnh có rồi. Bộ nỉ còn size nhỏ em chị, cam với xanh cho Cẩm Quỳnh. Xanh gì em ơi? Xanh lá hay là xanh lá hay là xanh biển em ơi, xanh lá hay xanh biển báo chị. Rồi ok nè, cho Phương Thúy Trần là một bộ màu đen nè với một bộ màu xanh lá. Ok Phương Thúy Trần nè. Rồi bộ này mà khách Hoàng mua là khen đáo khen để luôn mấy chị nha. Nó đẹp một cách là nhức nách luôn. Nên mấy chị này chất vải thì siêu dày luôn. Đẹp lắm. Rồi ok nè, chốt cho. Rồi cái này là cho Phương Thúy Trần nè. Phương Thúy Trần là bộ này đúng không? Bộ màu xanh lá với lại bộ màu đen. Ok nè, Phương Thúy Trần nè. Phương Thúy Trần hôm nay Hoàng xả hết mấy chị. Mấy chị chia sẻ live stream vợ ở đây với Hoàng. Rất là nhiều đồ Hoàng xả lỗ cho mấy chị luôn. Mấy chị mà ra khỏi live stream mà tiếc lắm luôn á. Hôm nay là Hoàng xả hết. Tại vì Hoàng sẽ về quê ngoại cho nên là nghỉ Tết sớm hơn dự tính luôn. Mấy chị nhanh tay nha. Mua nha, Phương Thúy Trần. Ok chết rồi, Hoàng ghi lộn tên gì rồi. Phương Thúy Trần nè. Phương Thúy Trần ok nè. Rồi em là lấy tím đen với cam nha chị. Ok, lấy chị một bộ tím đen em. Một bộ tím đen với cam. Ok em nè, cam này cho Cẩm Quỳnh nè. Lấy một bộ tím đen nữa. Cam này cho Cẩm Quỳnh nè. Cẩm Quỳnh nè. Chị nào lấy nhanh tay báo Hoài nha. Rồi mấy chị, chị đâu lấy nhanh tay lên. Còn hai cái, còn lấy một cái cho. Ủa mày màu xanh không à? Ồ màu tím đó chị Hoàng hết rồi. Màu tím đen đó chị Hoàng hết rồi. Chính xác chưa em? Tím đen đó hết rồi em à. Hết rồi nha Cẩm Quỳnh nha. Em lấy màu xanh biển này đi. Hoặc là em lấy màu đỏ đi. Do còn cái màu kia hết rồi. Màu kia hết rồi em à. Đây em lấy màu đỏ. Hoặc là em lấy màu xanh biển nè. Đây nè. Trời ơi, màu đỏ đẹp nhất mắt chưa mấy chị nè. Đây, màu đỏ nè, em Cẩm Quỳnh nè. Với lại màu xanh biển, cái này nói chung lại là Hoàng về mấy trăm bộ. Nhưng mà mấy chị cũng đã lựa tơi tả hết rồi. Cho nên đó là nó còn cái chừng này thôi mấy chị. Rồi, ai lấy chốt là cho Hoàng nè, xanh biển nè em nè. Em lấy xanh biển hoặc là em lấy đỏ đi. Màu tím đen đó chị Hoàng hết rồi ha.
hoặc là màu xanh lá. Nói chung là còn bốn màu đó, xanh lá, đỏ, cam, xanh biển ha. Rồi ai lấy chốt lên cho Hoàng, không có 35kg. Tại vì đồ này đồ thể thao người lớn, size S nhỏ nhất cũng phải cỡ 40kg mặc mới ok. 35kg nhỏ lắm, tại vì cái này là thể thao của người lớn mà. Rồi đây size S nhỏ nhất thì 35kg cũng vừa. Đây này Cẩm Quỳnh nè, em lấy cái màu xanh biển này, hoặc là em lấy màu đỏ, hoặc là em lấy màu xanh lá giúp chị nha. Chị chốt cho em một bộ cam rồi, rồi em chọn màu khác cho Hoài nha. Em chọn màu khác cho chị Hoài nha. Rồi lấy chị ba bộ cho con trai. Chị ơi, ba bộ, chị ghi ba bộ cho con trai. 10 năm em chưa biết lấy, tại vì cái này nó có size mấy chị, nó có size S, M, L, XL, 2XL, tùy theo số ký mà mặc size, chứ không phải là mấy chị lấy ba bộ về sao mấy chị mặc vừa 80kg, mấy chị lấy cái bộ 60kg là cũng là khóc rồi mấy chị. Phải, cái này là hàng, này là hàng sale nên mới có giá cực kỳ rẻ như vậy luôn. Nhưng mà mấy chị phải mặc vừa cái form nào mới lấy được chứ, không vừa sao lấy được, không vừa sao lấy được. Rồi mấy chị nhân tay chốt lên cho Hoài nha. Rồi chị nào mà lấy thì nhớ kèm size cho Hoài. Cẩm Quỳnh thì chị chốt cho em được bộ màu cam rồi đó. Còn bộ màu tím kia thì tím đen kia không có, em có thể chọn màu khác giúp chị. Rồi còn xíu nữa em lấy cái móc treo lên. Nói chung lại là bộ màu đỏ, tính giá 29.000 em. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ livestream giúp Hoài nha. Rồi bây giờ Hoàng lên đồ tiếp cho mấy chị nha. Hoàng lên đồ tiếp đây. Rồi có một cái quần caro màu này là màu trắng, màu xám nè. Mấy chị chấm bài chia sẻ live cho Hoài. Có một quần này Hoàng bán mini game cho mấy chị cho vui nè, 25.000. À là cái quần mà ba mấy ngàn á, con chị 55kg hả? 55kg thì không biết là mặc sai 55 nhưng mà tùy chiều cao. Bé còn bộ nào 15kg không? Hình như còn một bộ xanh đậm 15kg đúng không? Đâu mất tiêu rồi. Bộ xanh đậm 15kg của bé đâu rồi? Không biết đâu. Ai mua đó? Chứ hôm chị cứ chốt trang của bạn nhà á. Hả? Ủa không biết. Ồ, chiều qua về em thấy cũng còn mà. Bộ xanh số 4. Bộ không biết có chốt cho ai không thì không biết nữa. Hình như hồi tối chốt cho ai đó hay sao? Giờ sao nhớ được. Rồi con chị 55kg chiều cao luôn chị. Nói chung lại là bé mập hay bé lùn nữa. Cái quần này em xe cho mọi người nè. Xanh dương hả? Chết mẹ rồi. Kêu xanh dương là chị không biết xanh nào luôn. Mình kêu là xanh lá với xanh biển, nó kêu xanh dương là xanh này đấy hả? Xanh dương là xanh nào em? Chị đâu có kêu xanh dương đâu. Chị kêu là xanh biển hoặc xanh lá. Em đừng kêu xanh dương. Xanh dương là thiệt sự là chị là xanh dương là xanh nào? Theo em cảm nhận là xanh dương là xanh nào? Này. Xanh này hả? Còn xanh biển là cái màu của pyjama kia chị. Pyjama này là xanh biển nè. Đâu, pyjama nào đâu? Xanh dương mà, ừ xanh đậm nữa. Cái này là biển, còn này dương, còn này lá. Ông nội, tao không biết đường tính luôn. Là bộ này hả Cẩm Quỳnh? Thiệt sự là từ đó giờ là cái màu xanh là chị rối nhất. Màu xanh cái gì mà xanh dương, xanh biển, xanh gì tùm lum hết là chị chết. Cẩm Quỳnh bộ này đúng không? Là con bé Hân nó nói là bộ không, này theo nó là xanh dương đây. Cái chỗ chị là chị không biết nha. Cho Cẩm Quỳnh này, Cẩm Quỳnh này. Mấy chị hàng của em là không có đồng kiểm, cho nên là mấy chị mua, mấy chị thích size nào mấy chị lựa size đó, chứ em là không có cho đồng kiểm. Ok cho Út Trần nè. Đó, mấy chị khách mới là em thì em cũng muốn bán cho mấy chị lắm, nhưng mà em không có cho đồng kiểm đâu. Cho nên là mấy chị cân đối vừa cái size mấy chị mua. Em bán lỗ rồi là em không có cho đồng kiểm hàng gì đâu. Rồi cái gì ta? Chị Quốc Đại đúng không? Ba bộ cho con trai đúng không? Ba bộ thì bây giờ là 55kg hả? 55kg mặc size L xanh biển hả? Ok. Số nào lớn nhất thì lấy, nó học lớp 4 hả? Chắc nó mặc size L cũng được á ha. Đưa chị Hoàng coi thử bộ size L 55kg. Nó học lớp 4 55kg, chắc bộ này không biết có được không? Có thể là hơi rộng xíu. Mà nó mặc không? Hả? Nó mặc không? Không, xe S nhỏ lắm, xe S mặc vừa đâu. Nó 55kg mà xe S mặc vừa gì được không được. Xe L mà thằng Việt nó mặc vừa á. Thằng Việt em rảnh quá, thằng Việt nó cao. Còn cái đứa mà nó học mà nó mặc vừa. Nó vừa là đúng rồi, tại vì nó cao, nó ốm. Còn con người ta mới học lớp 4 mà nó 55kg là chứng tỏ là nó cũng béo. Mình phải lấy trường hao ra cho nó, hiểu không? Chứ không phải là còn cái đứa 4 mà 55kg luôn. Thì đó là em thấy là nó mập đúng không? Chứng tỏ là cái đứa mà lớp 4 mà 55kg là nó khá là tròn trịa và mập đó. Mình lấy size M là cái chừng nó mặc không được luôn á, nó phải lấy size L. Nói chung lại là em lấy lại cân đối, em lấy cái size lớn hơn một xíu cho bé mặc rộng, chứ em không có lấy cái size chật nha chị nha. Chị xem thấy ok thì lấy. Ví dụ như mà cái bộ size L em đang bán này nè, thì là đối với người mà ra thanh niên rồi đó, ra thanh niên rồi 65kg vẫn vừa nha, nhưng hơi body một xíu đó, đó là ra thanh niên này.
Có nghĩa là ra một chàng thanh niên rồi thì 65kg mặc vừa, nhưng mà bé nhà chị mới học lớp 4 thì em nghĩ là nó cũng phải lấy size này mới được. Người ta ra thanh niên rồi mà người ta mới mặc cái size L thôi mà bé. Chứ như con cũng út sự á, cái thằng cu mới học lớp 2 mà nó cũng lấy tới size L nữa là cái thằng cu đó đó. Tại vì nó mới học có lớp 2, lớp 3 nhưng mà nó lại 40-mấy kg. Cho nên là mỗi lần út sự nó mua về nó phải cắt cái áo thôi. Cái bề ngang nó vừa, còn cái bề này thì nó phải dài rồi. Đó. Cho nên nó phải cắt thôi. Lái size L được á, cháu chị cũng mặc size L em à. Đúng rồi chị Hoàng Anh nói đúng rồi, em thì em cũng độ cỡ size L mới mặc được. Chứ size M, size S là không ổn. Tại vì 55kg mà học lớp 4 là nó cũng hơi tròn rồi đó. Rồi lấy size L đi chị ha, cho nó thoải mái. 45kg mà học lớp 4 mặc size gì chị? Nói chung lại là size M đi ha. Tùy theo là nó muốn mặc rộng rãi hay là muốn mặc ôm ôm thì chị không biết. Nhưng mà hàng này là nó trần đáy hết. Cho nên là cho dù có căng ra như vậy nè, cũng không có bao giờ mà bị rách đâu. Hoàng mặc có một bộ đồ Hoàng căng rằng luôn mà không bị rách luôn nè. Có nghĩa là hàng này nó may trần đáy mà. Rồi chị lấy chị ba bộ ba màu đi em. Một bộ màu này nè, rồi còn ba màu chứ mấy, một bộ màu cam nè, với một bộ màu xanh bi này nè. Size L ok, vừa càng rộng càng tốt. Vậy là size lấy cho chị size L để chị xem ok thì báo nha. Mà hàng em là không có đồng kiểm nha chị. Hàng tới ok là nhận hàng thôi, chứ không có đồng kiểm với chị nha. Nha. Nói chung lại là hàng lỗi là em bao cho mấy chị, em bán cho mấy chị là, nói chung mấy chị mới thì mấy chị sợ thôi, chứ em thì em bán đó giờ mấy năm trời rồi. Mà lô thể thao này đẹp nhất từ đó giờ của em nè. Em lựa chị 3 bộ chị ok không? Ok á thì là em chốt hàng ha. Nhân viên của em sẽ alo ha. Alo chốt đơn cho chị, hoặc là chị nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger là đi hàng. Đây nè chị nè, sẽ có một bộ màu cam như vậy nè ha chị ha. Đồ của chị là sẽ có một bộ cam như vậy nha, có ba bộ ba màu thôi. Rồi một bộ đỏ nè. Em bây giờ em còn có ba màu thì em lấy cho chị ba màu thôi. Cái này mấy chị có thể hỏi khách nhà em. Em bán đó giờ là riêng cái lô thể thao là đẹp nhất trong tất cả các lô thể thao luôn. Đó, ba bộ nè, ba màu này nè. Chị Quốc Đại chị thấy ok thì báo em nha. Hàng em không đồng kiểm. Hà, tại vì hàng Tết mà nó la ta lơi tởi hết mà đồng kiểm gì được với chị. Đó, đây. Chị Quốc Đại chị thấy ok thì báo em. Đây còn 3 bộ như vậy là 3 màu. Chỉ có 3 bộ này thôi, em hết rồi, em cũng hết màu luôn rồi. Chị lấy 3 bộ 3 màu đó có ok không thì báo em. Rồi còn lớp 4 là 45kg thì chắc lấy xem M đi em. Rồi xong nha. Rồi Hoàng qua mẫu này mấy chị. Chị nào ưng lấy cái gì nữa thì lấy, còn không lấy nữa thì Hoàng qua mẫu đây. Qua mấy chị nha. Còn một cái này nè, cái quần caro này hơi đẹp này, nó không phải là caro màu đen hay caro màu gì. Mấy này, cái này mấy chị chốt cho Hoàng là mã số 1 đây, cái nào là màu đen chứ. Mã số 1 xả luôn cho mấy chị 29.000 nè. Mã số 1 xả luôn. Ok, không đồng kiểm chị mua đồ em rồi mà. Ủa vậy ha, rồi ok chị mua đồ em rồi thì biết tính em rồi ha. Rồi ok nè, bỏ cái này cho chị Quốc Đại nè. Rồi chị nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger cho em ha. Hay là nhân viên em alo gì đó thì tùy chị. Chị nhắn tin thì mấy đứa nó khỏi alo, còn chị không nhắn tin thì mấy đứa nó sẽ alo ha. Rồi mấy chị, chốt lại cho em mã số 1. Form này là dưới 62, 65kg cũng được ha, 65. 65kg trở lại mặc vừa, 65 thì cao xíu thì mấy chị chốt cho em mã số 1 xe cho mấy chị 29.000. Hàng rất là xịn sò luôn như vậy nè mọi người nè, chất mịn nè. Đây. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là mã số 1 29.000. Mã số 1 29.000 mấy chị, Hoàng là đồng xả kho hết tất cả các thứ luôn á, xả lỗ luôn mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha, mã số 1 mấy chị. Quá đẹp luôn, màu đen đẹp giả mang chưa mấy chị. Xả luôn 29.000, hàng này Hoàng bán 45.000 mấy chị, giờ xả luôn 29.000 đó. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng, đẹp miễn chê luôn. Rồi mã số 1 cho Kim Sang nè. Chị em. Cái này của ai? Cho chị Quốc Đại em. Ok nè, cho Kim Sang nè, một mã số 1 29.000 nè. Cái này là quá đẹp mấy chị, cái quần mã số 1 này đẹp lắm. Rồi ok nè, một mã số 1 nè, cho Su Su nè, là Nguyễn Huỳnh nè, ok nè. Nguyễn Huỳnh nè, 29.000 nè. Cái quần quá đẹp lộng lẫy luôn mấy chị. Mã số 1 cho chị Hiền Phạm nè, ok nè. Mã số 1 cho chị Hiền Phạm nè, 29.000 nè. Ok nè, mã số 1 cho chị Hiền Phạm 29.000 nha. Chị nào lấy chốt nhanh lên cho em. Mã số 1 cho chị Hiền Phạm rồi ok, mã số 1 cho Đặng Oanh. Rồi, cái này nó đẹp giả mang luôn. Cái quần này đẹp quá mấy chị ơi. Mà em xả em cũng buồn nhưng mà tổng xả kho luôn. 29.000 nè, cho chị Đặng Oanh nè, có cho Đặng Oanh nè. Mã số 1 cho Sen Đá nè. Ok nè, mã số 1 cho Sen Đá nè. Dạ 165. Ủa hai bộ 101, bộ 55. Rồi hai bộ hai màu size M, em lựa cho chị size M hai bộ coi em.
lựa cho chị size M 2 bộ. Rồi mã số 1 hoàn toàn mấy cái này nè, chị nào lấy báo về nha. Cái này là xả kho luôn rồi mấy chị ơi. Size M này, Kim Mai này, size M là chị Hoài còn cái bộ màu này với bộ màu này. Còn hai màu thôi đúng không? Size M còn màu gì nữa không? Size M chỉ còn có hai màu này thôi này, Kim Mai ok báo chị nha. Size M chỉ còn hai màu này thôi, Kim Mai ok báo chị nè ha. Rồi nha. Rồi cái quần này nè mấy chị nè, 45kg nha, cho đến là 60-65kg mặc vừa, 45.000 giờ hoàn xả 29.000. Quần rất là đẹp luôn, Hoàng để xa xa cho mấy chị dễ nhìn nè. Đây cái quần như vậy nè. Rồi ai lấy chốt lên cho Hoàng nè, mã số 1, 29.000 cái quần như 29.000 nè mấy chị nè, coi nè. Đẹp chưa, 29.000 đây. Form này 65kg cũng vừa. Đây chất co giãn như vậy nè. Nè mấy chị nè, 29.000 luôn. Hàng này 45.000 giờ hoàn xả kho 29.000. Tan mạc đầy đủ siêu đẹp luôn. Đây có túi đầy đủ luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng. Ok là Kim Mai là hai bộ này nè. Ok cho Kim Mai nè, hai bộ nè. Trời ơi cái bộ thể thao này bây giờ có còn đâu. Ok cho Kim Mai nè. Mã số 1 chị nào lấy báo Hoàng. Mã số 1 là Hoàng còn 1-2 cái nữa thôi. Chị nào lấy báo Hoàng nha. Mã số 1 là mấy chị nè coi nè. Đẹp giả may chưa. Một cái quần như vậy nè. Đó 29.000 thôi, quần này bây giờ mấy chị ra chợ mua là không bao giờ dưới giá 110.000 cái á. Quá đẹp luôn, chị nào lấy chốt Hoàng nha. Cái màu đen này nè, dễ phối đồ lắm. Chị nào lấy chốt cho Hoàng mã số 1, 29.000. Mã số 1, 29.000 nha mấy chị nha. Rồi, mã số 2 nè, Hoàng bán mini game cho mấy chị 25.000 thôi. Mã số 2 này là nó giống như là chấm muối tiêu. Mà không biết nữa. Nói chung là không biết nè. Áo dài cách tân dạ không chị. Áo dài cách tân còn không có bé đâu chị. Áo dài cách tân đó của người lớn mà chị. Áo dài cách tân là của người lớn mà chị ơi. Áo dài cách tân là của người lớn đâu có bé đâu. Bé em bán hết rồi. Đây mấy chị, mã này Hoàng bán mini game cho mấy chị nè. Cũng là cái ri đó luôn. Nhưng Hoàng thích thì Hoàng bán mini game cái này 25.000. Tại vì cái này có 3 cái thôi, thích bán mini game. Mấy chị chốt cho Hoàng mã 225 nha. Ưng thì bán vui vui vậy thôi. Trong cái ri đó luôn mà nó có nhiều màu. Ưng thì bán 25.000 cho vui. Mà chất này nhiều khi nó cũng mềm hơn á. Rồi 25.000 mấy chị chốt lên cho Hoàng. Quy ơn cho mấy chị luôn. Rồi ok nè. Cho mã số 2 nè mấy chị nè. Mã số 2 cho cô Kim Loan nè. Hoàng ưng Hoàng bán vui vậy thôi mấy chị ơi. 25.000 nè. Mã số 2 cho cô Kim Loan nè. Mã số 2 cho, mã số 2 mua hết rồi. Cho Út Trần nè. Ok nè, mã số 2 cho Út Trần nè. Rồi 25 nè. Rồi tiếp tục mấy chị, mã số 2 cho ai nữa, chị nào lấy báo Hoàng cho Thanh Trúc nè. Hình như tới Thanh Trúc là hết mã số 2 rồi sao. Cho Thanh Trúc nè. Thanh Trúc nè. Thanh Trúc mã số 2 này 25.000 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn. Tiếp tục chị nào nữa nè. Ok cho Kim Sang nè. Còn cái cho bà bé Kim Sang nữa là hết luôn rồi. Kim Sang nè 25.000 nè. Ok cho Kim Sang nè. Út Trần có rồi, Kim Sang hai cái hả? Nhưng mà chị Hoàng bị hết rồi. Chị Hoàng còn có một cái à. Chị Hoàng còn có một cái hết rồi nha. Hết rồi. Rồi mọi người chấm bài đi, chờ Hoàng chút xíu đi, cây bút nó bị hết mực rồi. Rồi, cái mã số 2 đó là còn Kim Sang có một cái thôi bị hết rồi em. Cái mã xám này 25 Hoàng còn một cái thì chị nào lấy chốt cho Hoàng mã xám. Thì là cái mẫu đó luôn, là cái ri đó luôn. Nhưng mà cái nào nó có 1-2 cái thì Hoàng ưng Hoàng bán mini game cho mấy chị nè. Đây, cái mã xám này nè, 25.000 này, cũng là cái loại đó luôn mấy chị. Mấy chị nhận hàng về là cũng y chang nhau hết vậy luôn á. Nhưng mà cái này nó có 1-2 cái Hoàng thích thì Hoàng bán mini game, hiểu không? Nó không có số lượng nhiều. Hoàng bán mini game cho mấy chị chia sẻ cho Hoàng. Chị nào lấy xám chốt xám nha. Đây 25.000. Mấy chị chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Chia sẻ livestream cho Hoàng mấy chị, hoàn toàn là xả cái này, Hoàng xả không á. Chị nào chia sẻ livestream Hoàng mới ưu tiên Hoàng chốt. Ok nè cho Kim Sang nè. Là cũng là cái đó luôn á mấy chị. Ok cho Kim Sang nè chứ không có lại gì khác hết trơn. Ok nè 25 nè. Cho Kim Sang nè. Rồi Kim Sang trước rồi nha. Rồi còn một cái hồng Hoàng bán cho 25.000 đi. Hồi nãy cái hồng có chị nào mua cái hồng chưa? Sao còn có cái hồng đây? Còn hai cái hồng hả? Rồi ok, bán cái hồng luôn cho mấy chị 25 luôn đi. Bán cái hồng cho mấy chị 25 luôn. Mini game cho mấy chị luôn.
chia sẻ livestream mới chốt hàng cho mấy chị nha. Hoàng bán lỗ mấy chị không chia sẻ là không bao giờ Hoàng chốt, mấy chị chốt lên cho Hoàng mấy chị. Rồi, hồng 25.000, ai nhanh mới có, chậm là hết nha mấy chị nha. Nhanh tay lên, ok, Nguyệt Lê một cái hồng chị nào nữa mấy chị. Nguyệt Lê này, ok, có nè. Ai nữa mấy chị nhanh tay lên, chỉ có hai cái thôi, Hoàng ưu tiên cho chị nào có chia sẻ livestream nha. Ok cho cô Kim Loan rồi, hết mấy chị, hết nha. Ai nhanh mới còn, chậm là hết. Ok cho cô Kim Loan nè. Ok nè, cho cô Kim Loan nè, Kim Sang hết rồi mấy chị thấy không? Cái này là Hoàng bán mini game, là chỉ có một hai cái Hoàng thích bán mini game vui cho mấy chị thôi. Rồi chị nào muốn lấy cái mã số 1 nữa thì mấy chị lấy cho Hoàng này, số 1 29.000, nhưng mà nó siêu phẩm luôn mấy chị, tại vì màu đen này rất là dễ mặc đồ. Cái caro này làm chân mình cũng rất là thon luôn mấy chị, và màu đen này mấy chị cực kỳ dễ phối áo luôn. Chị nào muốn lấy chốt cho Hoàng. Quần này 45.000, Hoàng xả nhanh cho mấy chị 29.000, quá rẻ luôn. Mua nhanh mới còn nha mấy chị nha, chỉ còn một hai cái cuối cùng thôi, nhanh tay lên mấy chị. Nhanh tay lên giúp Hoàng nè mấy chị nè. Quần này nè, mã số 1 nha. Cái dập xuống này nè, làm chân của mấy chị rất là thon luôn. Form này cực chuẩn luôn, 45kg cho đến 65kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Nè mấy chị đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn, 29.000. Chị nào chưa mua được cái mã này thì mua nha. Bình thường Hoàng bán 45 á, bây giờ Hoàng sale cho mấy chị một bữa nay thôi là 29. Mấy chị không mua xếp cất lên kệ, ra năm bán lại giá 45.000 mấy chị. Chứ giờ xả bữa này nữa thôi. Ok, mã số 1 cho Nguyệt Lê này, chị nào lấy nhanh tay chốt cho Hoàng. Cái màu đen này dễ phối đồ mấy chị nha, dễ phối đồ cực kỳ luôn. Ok này, cho Nguyệt Lê này 29.000 này, Hoàng xả tùng quần luôn rồi. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng mã số 1. Mấy chị chốt lên Hoàng mã số 1 nha, mã số 1. Nhanh tay lên mấy chị, mã số 1 nha. Mã số 1 Hoàng xe cho mấy chị luôn, 29.000. Và cái mã caro màu đen là cái mã đầu tiên Hoàng bán này, là còn 2 quần luôn, 29.000 nha. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là caro màu đen 29.000. Cái mẫu này là caro màu đen này, Hoàng còn 2 cái luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay nha. Đây, caro màu đen này Hoàng cũng còn 2 cái luôn. Form này 65kg bao mấy chị mặc vừa đẹp luôn. Còn một cái quần bán có 2 mấy ngàn mấy chị, siêu rẻ luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng cái này là caro này. Mã này caro này mấy chị nè, còn 2 cái luôn. Rồi 29.000 luôn. Rồi mấy chị nhanh lên mới còn nha. Mã số 1 cho Cẩm Quỳnh, ok. Rồi để Hoàng qua mã mấy chị. 45.000 giờ Hoàng xả 29.000, xả lỗ rồi. Mấy chị không mua là cột cất lên kệ thôi, không like nữa. Để dành luôn ra ngoài ngày rồi mình bán tiếp mấy chị. Chứ giờ xả lỗ rồi mấy chị không mua là hết sức rồi, để ra ngoài ngày mình không có hàng mình bán lại. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng quần mặc đẹp lắm. Dạ quần là mặc siêu đẹp mấy chị nha. Quần là mặc là siêu đẹp luôn chứ không phải đẹp. Chị nào muốn lấy thì chốt, Hoàng còn hai mã đó, mã 1 với mã caro với chị. Rồi đợi Hoàng uống miếng nước đã, khát nước thấy mùi nổi luôn. Mã số 1 Kim Như Quỳnh. Mã số 1 Kim Như Quỳnh, ok. Cái bộ đằng bạc bé đằng sau á mấy chị, Hoàng còn cho bé cỡ tầm 8kg 10kg. Chị nào muốn mua cho bé thì báo Hoàng, Hoàng xả rẻ cho mấy chị mua nha. Chỉ còn có mấy bộ như vậy thôi, 8kg, 10kg, 12kg gì đó mấy chị. Như Quỳnh nè, cửa tầm cái khung đó, 29.000 nè, mã số 1 cho chị Như Quỳnh nè. À, mấy chị biết không, cái này Hoàng chỉ còn có mấy bộ vậy thôi nè, 2-3 bộ vậy thôi. Nói chung lại là bé 8kg nha mấy chị nha. Bé 8kg, bé 10kg, bé 12kg mặc vừa, Hoàng xả lỗ cho mấy chị luôn. Chất vải này là chị nào mua rồi là biết đúng không, cực mềm và cực ấm luôn. Cực mềm, cực ấm, thích lắm. Đây chị nào lấy thì báo Hoàng, Hoàng like cho mấy chị nha. Chất vải mềm đúng không, chừa cho con nhóc nhà Hoàng một mớ rồi. Bây giờ này Hoàng có một cái siêu phẩm này Hoàng bán cho mấy chị sáng hôm nay nè. Ưu tiên cho chị nào có chia sẻ livestream cho Hoàng nha. Cái này là gọi là siêu phẩm. Chị em phụ nữ mình sắm quá nhiều rồi. Chị em phụ nữ mình sắm quá nhiều rồi. Và đây là món quà mà em nhập về số lượng cực kỳ ít, bởi vì đây là món quà cuối năm nay em tặng cho ông chồng nhà em. Và em cũng sẽ tri ân cho tất cả các chị có nhu cầu muốn tặng chồng nhà mình nha mấy chị. Thấy cái hộp sang chảnh chưa, tranh xả cho mấy chị nè mấy chị. Một món quà này cho chồng nhà mình bất ngờ mấy chị. Đây, 10 đôi vớ từ than tre hoạt tính chống hôi chân mấy chị nha, chống hôi chân, khử mùi khi mấy chị mang giày luôn. Đây, hàng này là hàng nhập khẩu luôn, xịn sò như chưa bao giờ được xịn luôn. Đây, một set 10 đôi vớ, cổ cao nha mấy chị nha. 13kg hả, 13kg thì mấy cái bộ đó có cái bộ nó cũng vừa mấy chị. Đây nè mấy chị nè. Rồi mấy chị nè, Hoàng sẽ cho mấy chị coi nha. Siêu phẩm đây. Đây là set vớ, đây 10 đôi trong một cái hộp quà mấy chị mua tặng ông chồng nhà mình cuối năm ha. Mua tặng ông sếp cuối năm cũng được mấy chị. Mấy chị muốn tặng ông nào mấy chị tặng, em không biết, nhà em thì em chỉ có một ông sếp thôi. Rồi mấy chị nè. Đây nè, cái này là cổ cao luôn mấy chị nha, cổ cao.
Cái này là set vớ của cao và đặc biệt là làm từ than tre hoạt tính, chống hôi chân luôn. Hoàng chỉ có mấy bộ thôi chứ không nhiều. Tại khi mà Hoàng nhập cái hàng này á, thì là cái người mà đầu tiên Hoàng suy nghĩ là tặng cho ông chồng nhà Hoàng. Tại vì ông chồng ổng đi làm á, là nó thiệt luôn á, cái chân cái vớ gì mà nó hôi dã man con ngang luôn. Mà cái này nè mấy chị này, chống hôi chân luôn, chống hôi chân khử mùi kháng khuẩn luôn. Đây một hộp như vậy hàng nhập cho mấy chị nha. Rồi Hoàng sẽ, cái này á thì Hoàng hên là được người ta sale thôi. Cái này là người ta đang bán là giá là tới 200 mấy chục ngàn lận. Tại vì bình quân là 20 mấy ngàn một đô là bình thường, 10 đô là 200 mấy bình thường. Nhưng mà Hoàng gặp trúng cái lô này là nó sale và Hoàng chỉ có số lượng là 9 hộp thôi mấy chị nha, chứ không có nhiều nha, có nghĩa là 10 hộp. Nhưng mà Hoàng để cho ông chồng nhà Hoàng hết một hộp rồi là Hoàng còn 9 hộp nha mấy chị nha. Rồi, chắc là bán luôn để cho ba mình hộp luôn quá. Rồi tại vì, rồi, vậy ta còn 8 hộp đi mấy chị. Rồi, bán cho mấy chị nè, giá nè bao nhiêu đây, mấy chị chờ em xíu, mấy chị chờ em xíu nha. Rất là xịn luôn, có mấy hộp thôi, chị nào muốn mua là phải khi em nói giá một phát là quánh nhau mua liền nha mấy chị, quánh nhau mua liền. Rồi mấy chị chờ em một chút xíu, em xem lại giá và em cân nhắc một cái giá là cực rẻ cho mấy chị. Rồi em bán cho mấy chị nè, giá sốc nè mấy chị, 79.000. 79.000, em đảm bảo là bao giá toàn hệ thống này luôn, bao giá toàn quốc, bao giá toàn mặt trận luôn. Rồi mấy chị, 79.000 là tính ra là 8.000 đồng cho một đôi vớ đúng không? Nó còn rẻ hơn là cái hàng gì luôn, chứ đừng nói là đây nè mấy chị. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là xét vớ nha, 79.000, Hoàng bao toàn mặt trận luôn. Chị nào mua được cái giá 100.000 thôi, Hoàng nhập cho mấy chị luôn. Được chưa? Chị nào mua được giá 100.000 Hoàng nhập luôn cho mấy chị luôn. Chứ đừng có nói là Hoàng bán giá 79.000, chỉ có 8 combo thôi. Nhanh mấy chị, nhanh lên. Hoàng chỉ nói chung là bên xưởng mà nó sale á thì Hoàng mừng quá. Mà người đầu tiên mà Hoàng nghĩ tới là mua tặng ông chồng mình. Trời ơi, mang giày gì mà nó thiệt á, nó hôi, cái giày nó hôi, cái chân nó hôi. Cái này nè mấy chị, khử mùi hôi. Mấy chị có thể lên mạng tìm hiểu cái set vớ này giúp Hoàng. Mấy chị có thể lên mạng này mấy chị tìm hiểu set vớ này, sau đó mấy chị xuống đặt hàng cũng vẫn còn kịp và sẽ không bao giờ. Rồi mang vớ tới đây cho chị em ơi. Có 8 hộp thôi, hết nha mấy chị nha. Cái này là bán, này là bán tặng cho mấy chị cho vui nha. Bán tặng nè, chị nào muốn tặng chồng giống như em tặng chồng nè. Đây, món quà em tặng cho ổng đơn giản vậy thôi mấy chị. Nói cho ổng thì đâu có cần gì như mình mua cả 1 tỷ bộ đồ, chứ em tặng ổng 10 đôi giới ổng phái bỏ cha luôn. Rồi xong mấy chị, vừa lại cho chồng chị một hộp em. Mà ba mình đâu có đi đâu đúng không mày? Đi đâu đâu mà. Chỉ có ông ngoại đi làm thôi, ông ngoại là hay đi. Tặng cho ông ngoại hộp luôn không? Tặng cho ông ngoại hộp luôn, để tặng cho ông ngoại hộp, để cho hai hộp đi. Tặng cho ông ngoại hộp với chồng chị hộp, còn lại mang ra đây 8 hộp cho chị chốt. Rồi mấy chị, bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt nha, 8 hộp thôi mấy chị nè. Mấy đứa nhân viên nhà Hoàng nó biết mà. Chỉ có 8 hộp thôi. Đây, rồi mấy chị. Chị nào nhanh mới còn cái chậm thời hết thôi, 8 hộp thôi mấy chị nha. Hoàng đây 8 hộp chốt cho mấy chị. Cho ông ngoại thôi chứ ông nội thì không đi đâu, tại vì ông ngoại còn đi làm. Còn ông nội thì không đi đâu, chồng Hoàng thì cũng đi làm, đáng lẽ là để cho ông 2 bộ luôn cũng được đó. Nhưng mà thôi, để tri ân cho mấy chị chứ mà để khi nào nhập được á thì mình nữa. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt được quá trời, chị chốt luôn. 3 bộ bé 10kg hả chị Long Nguyễn hả? Em ơi lựa cho chị 3 bộ bé 10kg coi em. Rồi xíu nữa em nói mấy đứa lựa cho. Ok nè, bây giờ em chốt này cho chị Nguyễn Duyên nè, 79.000. Trời ơi, ngay lập tức đứa nào rảnh lên Google gõ ra thử là cái set vớ mà chống hôi chân này thử người ta bán mấy trăm mà chị bán 79.000 đó. Ok cho Thanh Loan nè, sốc chưa? Bán một cái giá là mấy chị phải nói là dành nhau mua thôi. Nhưng mà lâu lâu Hoàng tìm được cái đồ gì tốt thì Hoàng cũng bán vui cho mấy chị thôi. Ok chốt cho Thoa Huỳnh nè. Có 8 set thôi, em sợ mấy chị chốt không có đủ rồi buồn nữa khổ. Ok Thoa Huỳnh nè. Tiếp tục nè cho chị Hoàng Oanh nè. Rồi thiếu chắc rồi. Nhìn thấy mấy chị khùng mày. Ok nè, anh Kiến nè đúng không? Rồi ok cho Đặng Hạ nè. Rồi chết rồi, hết rồi. Đặng Hạ là 79.000, sợ chi không đủ cho người hộp mấy chị lại buồn. Chị Hoàng Oanh có rồi. Đặng Oanh có chưa? Comment một lần thôi em. Hoàng Oanh nè, Đặng Hạ nè, Hoa Huỳnh nè, Thanh Loan nè. Cái này là chị Nguyễn Duyên 245678. Đặng Oanh chưa nè. Bây giờ chị chốt cho Đặng Oanh nè, 79.000 nè. Nguyễn Thị Thanh Dung ok nè. Nguyễn Thị Thanh Dung nè, 79.000 nè. Trời ơi không dám tin luôn, 79.000. Ok cho chị Nhung Ngọc nè. Rồi đâu có đủ chia đâu. Cho chị Nhung Ngọc nè, 79.000 nè. Không có đủ chia, một đống ở dưới không đủ chia luôn, chị Nhung Ngọc thôi. Rồi tới Kim Mai là không có, chị Long Nguyễn không có, Đặng Hạ, nói chung là Kiều Thủy không có, nói chung lại là không ai có hết, Quỳnh Võ không có. Nói chung là rất nhiều chị không có, em chỉ bán được 8 hộp như vậy thôi là hết với chị. Cái này là em hên. Dạ ok, chị cứ gác cái nhân viên của em ở trên đây đó chị.
Nói chung là cái này em hên, em nhập về thì chỉ là nghĩ là mình tặng quà cho chồng với lại cho ba thôi, chứ còn thiệt ra là khi á mà nó sale như vậy, em lên mạng em tìm hiểu em thấy có chỗ bán cái này tới 200 mấy luôn, 10 đô vớ lận mà, 79 ngàn là tính ra một đô có 8 nghìn thôi, không ai bán cái vớ mình này nè, đóng hộp đàng hoàng mấy chị hết rồi. Em ơi lấy cho chị cái hộp bột tẩy ra năng đi em. Rồi hết cho mấy chị thông cảm chứ bây những chị mua lại sao không có. Thiệt sự là em cũng có đủ để chia cho nhiều người lắm, nhưng mà hàng đó là thiệt sự nó rất là hiếm luôn. Rồi mấy chị nè, chị nào bây giờ mà chưa chà nồi chà son, mấy chị cuối năm có phải là mình bưng hết son nồi ra mấy chị, chà hết các đáy son, đáy nồi, vành son, vành nồi, vành nắp bung đồ không? Mấy chị chà bằng xà bông hoặc nước rửa chén không bao giờ sạch nổi, mà nhiều khi cái tay mấy chị móc tay đen xì luôn. Mấy chị mua liền cái này cho Hoàng, bột tẩy đa năng Hàn Quốc, tri ân cho mấy chị nè. Cái này Hoàng cũng còn ít nha mấy chị nha, Hoàng còn cỡ tầm 10 hũ thôi chứ không còn nhiều đâu. Tri ân nhanh cho mấy chị, 35.000 một hũ, chốt lên liền cho Hoàng là bột tẩy đa năng 35.000 một hũ. Mấy chị nè, chà xong là nguyên cái dè son nồi chén bát nha mấy chị á. Nói chung lại là nồi này son này, đồ bé treo trên tranh hả, 35.000 một bộ ấy, xe 35.000 nhưng mà size nhỏ thôi. Rồi em rảnh em lại lựa cho chị 3 bộ 10kg cho chị Long Nguyễn đi ha. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng là bột tẩy đa năng, bột tẩy đa năng 35.000 một hũ mấy chị, 35.000 một hũ mấy chị nè. Mua về mấy chị tẩy hết nè, nồi nè, son nè, nắp vung nè, thau nè, những cái thứ gì mà từ inox, những cái thứ gì mà mấy chị chà rửa bình thường nó không ra, ngay lập tức bây giờ mấy chị hãy mua chà. Hoàng cam kết là nồi son nè, mấy chị coi nè, nồi son chén bát là nó gọi là nó trắng sáng lên luôn mấy chị. Tại sao mình không mua, mình về nè, bây giờ này rảnh đúng không, mang hết nồi son chén bát ra chà cho nó mới bóng đi mấy chị, chà chà hết đi cho nó mới, cho nó sạch hết nồi son chén bát. Tết kho thịt kho đồ nói ngon, họ hàng tập trung thế, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mấy chị. Nhanh lên chốt liền cho Hoàng là bột tẩy đa năng 35.000, cái này Hoàng bán tặng cho mấy chị nha, không có lời đâu mấy chị ơi, cái này là Hoàng bán không có lời đâu, chị nào lấy chốt lên nha. Cái này còn cỡ 10 mấy hũ nữa thôi, mấy chị rửa bằng xà bông rửa chén sao mà sạch được, làm sao mà cái nồi inox nó sáng được, làm sao mà nó kim kít được. Mấy chị phải mua cái này về mấy chị tẩy nè, đó những cái vết mà rỉ sét, những cái vết mà ố màu lâu năm á nó sẽ trắng sáng ra. Rồi quăng cho chị cục băng keo đi em. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt nè, quăng cho chị cục băng keo màu vàng đi tiên. Rồi lấy cho chị thêm một hũ bột tẩy đa năng nữa đi em. Rồi số 1 á, số 1 thì nó mặc vừa em ạ, 10kg số 1 hoặc số 2 gì đó cũng có như nhau. Ok nè, cho Nguyệt Lê một hũ nè, cho Đặng Hạ một hũ, chị nào lấy báo Hoài nha. Đặng Hạ, Nguyệt Lê. Chị Đặng Hạ này để xuống đó đi em. 35.000 nè. Rồi cho Nguyệt Lê một hũ nè. Bộ dao không? Bộ dao thì chị Hoàng không. Trước thì chị Hoàng có nhưng mà có ít chà, chị Hoàng bán hết. À bộ dao chị Hoàng còn, cái bộ dao kìa, mang bộ dao tới đây cho chị sale cho khách luôn. Bộ dao Nhật à. Ok nè, cho Đặng Hạ nè. Rồi cái này là cho Nguyệt Lê nè, bán xả hết cho mọi người luôn. Nguyệt Lê 35.000. Hoàng bán những cái thứ này là thực sự cần thiết cho chị em nhà mình luôn. Ai không mua đến khi mọi người hả muốn mua, rửa bằng rửa cái chén đó ra đâu, đó sạch đâu. Thanh chốt nè, có 35.000 à, rẻ không? Chà sạch hết nồi son chén bát luôn mấy chị. Thanh chốt này 35.000 nè. Chị nào lấy chốt lên cho Hoài nha. Bột tẩy đa năng, lấy cho bé trai 8kg 3 bộ, 12kg 3 bộ hả? Trân Ngân hả? Chị Hoàng đâu có đâu, 8kg thôi chứ 12kg thì sợ chị Hoàng sợ không có quá. Chị Hoàng sợ không có quá. Rồi đưa cái bộ của cái chị Long Nguyễn này, chị ơi em lựa cho chị 3 bộ bé 10kg này chị xem. Bé 10kg ha. Rồi đưa đây. Bé 10kg nhưng mà cỡ 1 tuổi thôi chị nha. 1 tuổi 10kg hả? Rồi đây mấy chị Long Nguyễn này, chốt cho chị 3 bộ bé này cỡ 10kg này ha. Em có con cháu 2 tuổi mà 11kg nó cũng mặc vừa mấy chị. Em có con cháu nha. Đó, cái này là cỡ 10kg nè, chị Long Nguyễn nè, một bộ này, cái này thì gái trai gì cũng ok hết. 35.000 một bộ, 3 bộ 105.000, cái này là em bán quá lỗ rồi cho nên là mấy chị ơi, quá lỗ rồi đây nè, của chị nè, 3 bộ 3 màu này chị Long Nguyễn ok giúp em không? Ok ha. Rồi em lựa cho chị 3 bộ cho Trân Ngân. 3 bộ 8kg thì có chứ 3 bộ 12kg thì chị không biết là có đủ không nghe. Chị Long Nguyễn này, của chị 3 bộ này, 3 màu này. Ok không chị? 35.000 một bộ. Mấy chị cứ thử nhận hàng đi. Xong mấy chị thấy là 35.000 của mấy chị có giá trị hay không? Nếu không giá trị, Hoàng nhận hàng lại cho mấy chị. Chịu tiền ship quay đầu cho mấy chị luôn nha. Con gái nhà Hoàng này cũng chưa lại, cháu nhà Hoàng cũng mặc này cực ấm luôn và chất vải là cực mềm nữa chị nha. Cái này Hoàng không biết là vải gì, không phải là vải nỉ đâu, không phải là vải nỉ đâu. Vải gì là
Nói chung là vải gì Hoàng không biết, mà nó rất là mềm và ấm mấy chị, đủ độ ấm và đủ độ mềm cho bé nhóc luôn. Mà cam kết luôn, con nhóc nhà Hoàng mới đẻ được có mấy tháng nó cũng mặc mà mấy chị. Dạ yeah, kệ nó. Chị. Rồi. Thôi bán chịu không nè. Cái này là mấy ký? 18 ký đó. Số 1 là nhỏ nhất hết rồi. 8 ký còn 3 bộ đấy hả? Dạ. Giờ còn 12 ký. Còn đó, còn 2 bộ đó. Lấy cho chị đem một hũ này nữa ha. Ok nè, cho chị Hiền Phạm này một hũ bột tẩy đa năng này. Chị Long Nguyễn ok rồi đó. Chị Long Nguyễn ok rồi, lấy bỏ qua cho chị Long Nguyễn đi. Nè, ghi tên cho giúp chị. Cái này là cho chị Hiền Phạm này, cái này Hoàng xã mấy chị. À rồi Thanh Trúc, Thanh Trúc cho chị xin hoãn hồi. Mấy chị nào mua cái bộ này mà size lớn rồi, bé nha mấy chị đang mặc rồi, cho Hoàng xin hoãn hồi để cho mấy chị mua sau này mấy chị khỏi phải lăn tăn. Mấy chị trước đây là Hoàng bán nó sẽ đủ số nha, nhưng mà cái số lớn thì nó thiệt mấy chị là bán hết da rồi, còn số nhỏ còn đó đó Hoàng cứ cất miết. Hôm qua mới nói nhân viên là treo lên cho chị để chị xả luôn đi cho nó dọn kho. Mấy đứa nó mới bắt đầu treo lên. Rồi cái này của chị Long Nguyễn nè em, bỏ vô cho chị đi. Bột đa năng sử dụng sao hả? Rồi dễ lắm em. Bột đa năng đúng không? Em bỏ cùng với lại nước rửa chén, sau đó rồi dùng cái đồ trà son, trà nồi cọ sát lên cái vật mình muốn cọ sát. Như vậy là thôi là nó sẽ trắng sạch luôn. Chị Long Nguyễn ok rồi nè. Còn cái bé gì ta? Còn cái bé là Trân Ngân đúng không? Trân Ngân thì bây giờ là 8kg thì có chứ 12kg mô. Không, có bộ số 3. Có một mấy bộ xưa 12kg, mấy bộ ý là mấy. Rồi có 3 bộ 8kg và 1 bộ 12kg, em có ok không thì chị Hoàng chốt nè. Trân Ngân nè, Trân Ngân này có 3 bộ 8kg là 1 bộ này nè, 1 bộ màu hồng này nè, Long Nguyễn em, 1 bộ màu xanh này nè, với 1 bộ màu cam này nè. Đây là 8kg em được 3 bộ, 12kg em có 1 bộ, 12kg hay ha? 12kg em có 1 bộ, Trân Ngân này có ok không thì báo Hoàng. 12kg em còn 1 bộ màu này, và 8kg thì em có 3 bộ 3 màu này. Ok thì báo Hoàng. Khách mới có đơn mọi người cứ chủ động nhắn tin số điện thoại địa chỉ và Messenger sẽ có nhân viên chốt hàng cho mọi người. Còn nếu như không thì nhân viên sẽ alo và mọi người lưu ý nè. Hàng Tết hối hả rồi, nhân viên alo 3 lần mọi người không nghe máy, nhân viên sẽ xả hàng ra và không bao giờ bán nữa ha. Tại vì rất là nhiều hàng luôn mấy chị, chứ không thể một khách mà mình gọi từ sáng đến chiều rồi qua ngày mai gọi từ chiều đến tối mấy chị nha. Rồi đây mấy chị nào muốn nhân viên chốt hàng nhanh nhất cho mấy chị thì mấy chị chủ động nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giúp Hoàng. Rồi cái này là 3 bộ bé 8kg nè, 1 bộ bé 12kg đây. Rồi Trân Ngân có lấy ok báo Hoàng đó, ok thì báo Hoàng nha. Rồi bây giờ là hết rồi đúng không? Còn bộ 10kg nữa, chị nào lấy chốt cho Hoàng bộ 10kg còn bộ này, không ai lấy thôi để cho giao tay mặt ra đi. Bán có 35.000, bán làm chi để giao tay mặt còn bộ đây. Rồi bộ dao rồi mấy chị, màu kệ thôi luôn, chứ có bán có 35.000 là cần chi bán. Rồi một bộ dao này mấy chị nè, mặc ấm vải êm lắm chị, ok. Chị ơi dồn đơn này đi luôn cho em được không, nãy giờ em chưa mua dồn. À thì ý là thì chị dồn hết cái đơn này cho em à, vải mặc ấm rồi ok nè. Một bộ dao như vậy nè, một bộ dao, cái này hàng Nhật nha mấy chị, hoàn toàn 2 bộ. Hàng này là hàng Nhật. Áo thun hồi tối còn không chị ơi? Áo thun hồi tối là áo thun chi ta? Trân Ngân, à, Trân Ngân ok, Trân Ngân ok nè, bỏ hết cái đồ đó cho bé Trân Ngân là của em. Chỉ có 3 bộ 8kg với 1 bộ 12kg thôi, còn 1 bộ 10kg màu hồng. Bé nhóc nhà Hoàng là có cái màu đó rồi, Hoàng là đúng là không lấy đó, nhưng mà thôi lấy luôn, không sao hết. Mùa này lạnh, nó mặc rồi, ví dụ như hôm nay giặt ngày mai mặc lại bộ đó cũng đâu có sao đâu, con nít mà. Trân Ngân hả chị? Trân Ngân. Nè, bộ dao Nhật nè, giờ hàng xã cho mấy chị giá sốc nè. Bộ này là 250 đó. Bộ này là 250. 19k hả? Đợi chị xíu em. Áo phông rộng 19k hả? Không biết có còn không? Em thấy cái áo phông rộng 19k mà phông rộng mà mình còn không em? Dạ không, áo đó mà không còn mấy cái chị xả hết. Chị bán hết luôn rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ nè, Hoàng xe cho mấy chị nè. 145.000 bộ dao. Thề với mấy chị luôn, nếu như bộ dao này Hoàng lời mấy chị được 500 đồng thôi. Mất hết lọc. Bán là tri ân cho mấy chị, không lời mấy chị được 1.000 luôn nha. Lời 1.000 mất hết lọc. 250 một bộ, giờ tri ân cho mấy chị 145 bộ, có 2 bộ thôi. Đây nè, đây nè, nè nó sẽ có cái bào này, cái kéo này, cái dao này, dao này, dao này. Đây nguyên một bộ như vậy. Và cực bén luôn nha. Cái này là cực bén luôn. Nó rất là bén luôn. Dao này là dao Nhật các em à. Màu sắc nó như vậy nhưng mà nó bén cực kỳ luôn. Nó bén lắm. Cái này là Hoàng bán cho khách trước, là Hoàng bán cho khách ghét cửa hàng là 180.000 một bộ này. Người ta bán 250 thì Hoàng bán 180, bây giờ tri ân cho mấy chị 145. Không có còn lời một xu, một hào, một đắc nào hết. Còn hai bộ chị nào lấy chốt cho Hoàng là bộ dao Nhật này mấy chị nè.
bộ dao Nhật 145.000, còn đúng 2 bộ thôi. Xả nhanh cho mấy chị, tại vì cuối năm rồi, dọn dẹp xả kho không có lời, bán khúc trước lời chứ bây giờ không có lời. Còn 2 bộ này chị nó lấy chốt hoàng dao Nhật nha. Bộ dao kéo tùm lum hết Nhật nha, chị nó lấy chốt lên cho Hoàng. Còn 2 bộ 145.000. Trời ơi, Hoàng nói chứ bây giờ không nó xạo đâu, đi siêu thị mua một con dao thôi hết mẹ 145.000. Đi siêu thị á mà về xài cũng không thấy bén biết gì hết trơn. Cái này mấy chị nè, rất là bén luôn. Mà đặc biệt mấy chị, đây là dòng thép không rỉ, quên giới thiệu mấy chị, đây là thép không rỉ. Mấy chị sắt đồ ăn không bao giờ nó ra tan ra tét nha, tại vì nó là từ thép không rỉ mấy chị nha. Giống như cái kéo Nhật vậy đó, nó sử dụng từ nguyên liệu thép không bao giờ rỉ, không phải là sử dụng từ nguyên liệu inox hay là nguyên liệu là sắt đồ đâu, nó ra tan với này. Này là từ thép không rỉ luôn mấy chị, cực bén mà không bao giờ rỉ rét luôn. Đây trời ơi, chị nào lấy chốt cho Hoàng bài dao quá rẻ luôn. Chị nào lấy thôi, chút nữa lấy bộ xà chơi luôn. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng 145.000, quá bèo luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là bộ dao Nhật áo phôm rộng 19.000. hồi tối bán hết rồi, hay nhân viên chị nó nói chị bán hết rồi, chị xả hết rồi. Nhiều khi chị bán chị cũng không nhớ luôn á, má ơi luôn, bán cũng không nhớ là mình bán nữa, khổ tiền hết rồi em. Bây giờ là chị còn áo phơm rộng kèm theo nấu sale 25.000 thì còn ít á. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha, chấm bài lên cho Hoàng. Còn mấy cái áo này xả cho mấy chị nè, 50k 3 áo nha, 50.000 ba cái áo crop top siêu đẹp luôn. 50.000 ba cái áo crop top siêu đẹp nha. Còn mấy cái à, xả luôn cho mấy chị nè. Chung cha cái áo này người ta tự nhiên người ta bán hả 35.000 cái, các tôi đem về tôi bán hả là 100.000 ba cái, các tôi bán còn có 50.000 ba cái, nó lỗ sập mắt luôn. Má ơi, đây cái này là màu vàng nha, cái này là foam là 40-60kg mặc vừa. Rồi màu cam này, cái này là rất là đẹp luôn. Rồi màu hồng này 40 nha cho đến 60 nha, màu hồng nè. Rồi này, cái này là màu đỏ này mấy chị, cái này là màu đỏ nè. Rồi chốt màu luôn, ứng lựa màu là lựa xả kho mà chơi luôn. Rồi cái ni màu đen, cái ni màu trắng, còn cái chừng ni áo à. Trời ơi, ta nói bỏ 100.000 mua 6 cái áo này, trời mặc sướng không. Ta nói sáng thứ hai là ngày đầu tuần, bé mặc đến cuối tuần bé vẫn chưa hết màu, tính rửa. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng, chị nào lấy chốt cho Hoàng. Một màu vàng này, một màu cam này, một màu hồng này, một màu đỏ này, một màu đen này, một màu trắng. Ghê không mấy chị, rồi lấy liền cho Hoàng. 50.000 ba cái áo rẻ như cho, mà chất thun này rất là mịn đẹp nha. Chị nào mà nhận hàng á mà chất thun không mịn không đẹp á, hoàn đền cho mấy chị luôn. Rất là mịn đẹp, hoàn tổng xả kho đó. Ok, bộ dao cho Cẩm Quỳnh nè. Bộ dao cho Cẩm Quỳnh nè. Ok nè, còn bộ nó chị nào lấy hoàn xài luôn. Cuối năm hoàn xả lỗi á chị nó không xài đâu. Ok nè, cho Cẩm Quỳnh em. Cái áo một kem của chị hay là cái áo của ai nữa? Áo phao á. Áo chị vừa áo mình bán hả? Giờ chị đang like hay sao để em biết lựa thêm. Chứ chị không like là chị là sao? Chứ chị đó bà. Giờ chị đang like hay sao? Bà này chắc bà hay đi coi cái chỗ người ta bắt phát lại livestream, cho nên là bà bị trong người, bà lúc nào cũng sợ là chị phát lại livestream. Xin kính thưa với tất cả các quý khách hàng đang xem livestream của shop Hoàng My, chưa bao giờ shop Hoàng My phát lại livestream. Một là phát trực tiếp, chốt hàng trực tiếp, hai là nghỉ không có like, không dùng phần mềm phát lại livestream dưới mọi hình thức. Ok. Rồi, màu đen, màu cam chốt 3 áo 50.000 kim sang 3 áo em. Màu đen với màu cam với màu gì nữa cục cưng? Màu đen với màu cam với màu gì nữa? Màu đen với màu cam rồi nè. Giờ hay còn màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu trắng lấy thêm một cái nữa em. 50.000 ba cái. Mấy chị em nên nhớ là khi đến với shop Hoàng My, một là phát trực tiếp, hai là ngừng không phát livestream, không phát lại livestream dưới mọi hình thức nha. Không dùng phần mềm phát lại livestream, mấy chị em yên tâm. Hoàng đang tương tác thật với mấy chị luôn á, không có phát lại livestream, mấy chị em cứ yên tâm. Những cái nơi khác là người ta hay dùng phần mềm để phát lại, thật ra thì Hoàng làm cái điều đó cũng bình thường thôi. Người ta phát có một lần rồi chiều người ta phát lại cái livestream, tối người ta phát lại cái livestream, khuya người ta phát lại cái livestream, nhưng mà Hoàng không thích làm điều đó, mệt. Cho nên người ta đâu có bao giờ dám đọc tên, người ta sao biết đường tên mà người ta đọc, người ta nói lên số điện thoại là chốt đơn thành công chứ người ta đâu có biết tên ai đâu người ta đọc. Ok nè, cho kim sang nè. 50.000 nè. Kim sang 50 nè. Đen trắng đỏ hả? Chết rồi, hết đen trắng đỏ, bây giờ Hoàng còn có 3 màu này thôi. Trắng hồng vàng, trắng hồng vàng mấy chị, như chơi lô tô vậy. Rồi đóng tiền mẹ giống không mẹ. Rồi đây mấy chị, còn trắng hồng vàng mấy chị, hình như 201 hay sao mẹ.
Rồi trắng hồng vàng, mà còn ba cái trắng hồng vàng chị nào super xôi giúp Hoàng luôn. Xả kho dậu dẹp sạch sẽ, trời ơi, cái áo này mặc lên đẹp tét nách. Rồi chị nào lái chốt cho Hoàng cái áo này hơi bị đẹp lắm. Nếu như mà thì cũng á, không lẽ giờ ta kêu không, mới làm người mẫu cho chị coi, trời ơi, mặc cái áo này nó đẹp, giả mang mà thôi. Có ba cái áo nói đùa với chị thôi, chứ cần chị làm mẫu với chị mua thôi, mua nghỉ chơi. Chị nữa? Mua chân quen. Alo. Có chân lan, con bông, con hoa chi kinh nữa. Nó ngoài mua cái áo thì sao về đó, chồng nó giải được việc mà ngon rồi, nó siêu mua cho chồng ba bộ. Rồi mấy chị qua áo ba lỗ này mấy chị nè. Qua áo ba lỗ này cũng 50.000 ba cái. 50.000 ba cái. Nếu như ai đó đã theo dõi Facebook của người khác thì biết cái áo này người ta bán 25.000 đúng không? 100.000 bốn cái đúng không? Nhưng Hoàng bán cho mấy chị nè, 50.000 ba cái áo thôi. Hoàng bán mà không rẻ thì không ai bán rẻ hết. Mọi người cứ yên tâm rồi chốt lại cho Hoàng. Cái này là ba lỗ crop top nha. Mặc lên với cái quần linh đơn cao là siêu đẹp luôn. Áo màu trắng chị treo là áo phao hả? Chính xác áo phao em. Còn một cái màu trắng thôi. Màu cái này là màu đen nè, màu cam nè, màu hồng nè, màu đỏ nè, màu vàng nè. Chốt cho Hoàng ba lỗ kèm màu mấy chị. Chốt lên cho Hoàng ba lỗ kèm màu. Áo đó nhiêu ký vừa? Cái áo ba lỗ này 40kg cho đến 60kg luôn. 40kg đến 60kg luôn nha. Nhưng mà nó là ba lỗ crop top như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Đây, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu đen. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng ba lỗ. Chị Long Nguyễn là em còn ba áo hot girl crop top kia thôi. Chị có lấy thì chốt cho em chứ không còn màu chị chọn. Ba lỗ Hoàng thì nói chung là chị nào comment trước thì được trước vậy thôi. Rồi Hoàng uống miếng nước rồi qua mẫu khác cho mấy chị nha. Lâu quá. Ủa em, áo khoác phao màu xanh mình còn cái chuyện này cái đây hả? Dạ. Còn 3 cái đây hả? Cái bỏ trong bỉ đó là. Rồi mấy chị, áo khoác pha sáng hôm nay Hoàng xe cho mấy chị luôn nha, 99.000 một áo. Có màu kem với màu xanh. Màu xanh, màu kem. Trời ơi, cái áo khoác phao này bán 99.000. Tao nói đố ai trên cái Facebook này nó dám bán. Còn mỗi màu 2-3 cái gì đó, chị nào lấy thì chốt nha. Áo khoác phao này mấy chị nè. Hoàng nói thiệt anh nội, cái lông này người ta làm. Ai mà nó kêu Hoàng làm ra cái áo này bán 1 triệu, Hoàng cũng không biết đường làm luôn. Đừng có nói là bán 99.000 ác. Cái này là từ 40kg mấy chị cho đến 60kg mang vừa. Chị nào cao cao thì có thể 65 nha. Chị nào cao cao có thể 65.000. Áo khoác phao xả luôn 99.000. Màu xanh với lại màu kem. Áo khoác phao này người ta bán mấy trăm ngàn luôn. Người ta bán mấy trăm ngàn chứ không có ai án có áo khoác phao này mấy chị. Mà 99.000 đâu, thề với mấy chị luôn. Hoàng cọc mấy chị không mua là hết. Hết này không bao giờ mấy chị có cơ hội mua được hết. Hai bên túi là có khóa kéo bảo vệ luôn. Em ơi, khách nào lâu quá mà không ghé lấy hàng em, xả ra giúp chị nha. Cho nó gọn, cái bây giờ cuối năm rồi. Mình live stream đến cuối tháng này là mình không có live được nữa đâu. Xả hàng ra để bán hết đi, dọn dẹp cho nó gọn kho. Chị đi về quê ngoại ăn Tết. Rồi mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là khoác phao. Đây, có khóa kéo bảo vệ ở hai bên túi như vậy luôn mấy chị nè. Rồi khoác phao 99.000. Có màu xanh và màu kem. Phôm này 40kg đến cỡ 65kg mặc vừa. Trời ơi, cái áo khoác phao này mà dân ngoài Bắc đó, nó bán hả? Trời ơi, tiền đâu mà mua. Tiền đâu mà mua. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là khoác phao nha. Nói chung lại là nó từ 40kg đến mấy 40kg đến 65kg em. Con nhỏ nhân viên nhà chị á hả, nó gầy nhôm gầy nhổm luôn. Hân lại hơn mặc cái áo này coi. Con bé nó có 40kg á, cái này không mặc được này, không mặc là này. Nè cái áo Hoàng mặc như vậy này, không mặc luôn cái áo này cho khách xem là hai chị em mình mặc có gì khác nhau. Đó, bây giờ chị mặc chị làm mẫu trước cái xong Hân mặc Hân làm mẫu sau. Hân cởi đồ ra, có 40kg á, nó mặc cũng bình thường mọi người nha. Lưu ý nè, hàng của Hoàng á là trên livestream hạn chế đổi trả nha mấy chị nha. Ai đổi trả Hoàng phiền quá mấy chị ơi, thiệt luôn á. Bây giờ gần Tết rồi, mấy chị nhớ. Rồi đây nè, nói chung là nó là dễ mặc lắm, nó dễ mặc lắm, Hân vô đi cưng. Nè, đổi ra, thì đổi cái ly nước cho chị ta khóc không mày. Thì nó chật dữ rồi, cái này 65kg mà chị 69kg mà. Mày ớn quá, mày mới kéo nổi chị mới lạ. Rồi màu kem nè, rồi chị nào lấy chốt cho Hoài. Rồi Hân vô đi không? Con nhỏ có 40kg nó cũng mặc được nha mọi người. Cho nên đừng có ai nói rộng với chật giúp Hoài. Áo khoác mà rộng với chật gì đâu. Kéo lên không? Thấy chưa? Chị mặc vậy mà con Hân nó cũng mặc có là vậy, thấy không? Người mình béo thì nó phình cái hết ra. Người nó gầy gầy thì nó cũng. Cái người nó gầy thì cái áo nó nhỏ lại luôn à. Thấy chưa? Nó cũng vậy, trời ta nói cái người gì y như cái dây mà nó cũng mặc được. Hay thiệt.
đó mấy chị. Cái áo này free size con nhỏ có 40 ký là cũng mặc được, cái thảm luôn mấy chị, có nghĩa là nhiều ký cũng mặc được hết mấy chị ơi. Cái con nhỏ nhân viên nhà Hoàng nó có 40 ký đó mấy chị, còn Hoàng là 70 ký, cách nhau 30 ký luôn mà vẫn mặc được. Ghê rồi đó không? Mấy cái thiệt không? Rồi mấy chị, đây là màu kem nữa mấy chị, chị nào lấy màu nào lấy, Hoàng xả luôn nha mấy chị nha, Hoàng xả luôn. Xả luôn là Hoàng xả luôn cho mấy chị là giá là 99.000. Tại vì còn có mấy cái Hoàng xả luôn. 99.000 nha mấy chị nha. Màu này là màu kem, màu này là màu xanh, hai bên khoác là nó đều có cái khóa kéo bảo vệ hết. Bé nhân viên nhà Hoàng nó chỉ có 40 ký thôi đó. Còn Hoàng thì tới 70 ký. Ủa mà sao tao 70 ký tao cũng vẫn mặc bình thường nè. Thành ra cái người ta là cái chi. Ngày xưa mà có năm mấy ký là tao cái gì tao cũng mặc được hết. Ai mặc được là mình mặc được, mà bây giờ 6 mấy ký mà vẫn còn bon chen xà beng được như vậy là biết rồi. Ôi cái màu trắng này đẹp quá, mặc như công chúa. Rồi chị đâu? Công chúa Quỳnh Hương. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi màu xanh với lại màu kem, 99.000 một áo, siêu rẻ luôn. Áo khoác phao mà ai bán giá này, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Còn cái màu kem với cái màu xanh, mỗi màu còn 2 áo, 3 áo gì đó là hết à. 99.000 chị nào lấy chốt nha. Chốt màu lên giúp Hoàng. Lông gì mà ấm ơi là ấm luôn, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Chị nào lâu quá thì đưa cho chị xả đi em, cho nó gọn đi em. Rồi ok nè, em cho mẹ nè. Cái gì Kiều Thủy? Đổi cho em màu kem đi. Ủa hồi tối Kiều Thủy là lấy màu xanh hả em? Dạ, màu xanh chị. Màu xanh em đổi cái màu kem này cho Kiều Thủy đi. Kiều Thủy nói là đổi cái màu kem cho mẹ Kiều Thủy. Rồi ok chị đổi rồi. Rồi ok chị đổi cho em rồi. Phao xanh cho Quốc Đại hả? Ok chị Quốc Đại một cái phao xanh nè. Quốc Đại là chị phao. Kiều Thủy đưa đây chị gạch đây, chị bỏ chị ghi tên chị Quốc Đại đi. Quốc Đại ok, em bỏ cho Kiều Thủy cái áo đó đi. Cho chị Quốc Đại nè. Tới cái bị màu đen mà đựng á. Cái áo này to quá mà. Nó quên cái áo này nặng quá. Một cái phao xanh cho Bùi Thị Mỹ Nhân. Bùi Thị Mỹ Nhân một áo khoác phao nó to dày lắm. Bùi Thị Mỹ Nhân nè. Hàng ai lâu quá thì gom xả đi em. Hết, sát đứt rồi. Ok nè, Bùi Thị Mỹ Nhân nè. Là một cái phao xanh này ok nè. Phao kem hả chị, lấy vừa phao xanh vừa phao kem luôn hả chị? Chị Quốc Đại á, vừa phao màu xanh vừa phao màu kem luôn hả chị? Quốc Đại nè. Cái này là màu kem đây. Ủa cái màu kem này nó không có nón đúng không? Lấy cái đó cho chị Quốc Đại. Ủa mà chị Quốc Đại chị lấy màu xanh rồi là chị lấy màu kem luôn hay sao chị? Nguyễn Thị Thanh Dung cũng màu kem luôn, màu kem hình như mình biểu hết rồi sao? Có 2-3 cái màu kem nha mấy. Chị lấy màu xanh rồi chị lấy màu kem nữa hay sao vậy chị? Còn cái màu kem này nó không có nón để mình bán mini game cho mấy chị luôn. Cái màu kem này là cái phao này là nó không có nón rồi Hoàng bán cho mấy chị luôn. Cũng y chang như vậy nhưng mà nó không có nón, nhưng Hoàng bán cho mấy chị 35.000. Chị này bán giá phải luôn chị. Để Hoàng hỏi thử. Chị Quốc Đại chị lấy cái phao xanh rồi chị lấy cái phao kem nữa đúng không chị? Đúng ok giúp em chị ơi. Em bỏ vô bị đi, em cứ ghi tên chị Quốc Đại thì thấy comment vậy thì ghi vậy chứ cũng chưa biết luôn. Rồi còn một cái phao, cái này nè em bán cho mấy chị 35.000. Cho chị nào chia sẻ live stream cho em ha. Vẫn có túi, vẫn có tiết, vẫn bình thường hết. Nhưng mà nó chẳng thấy cái nón luôn hết, không có cái nón lông, em bán luôn. Út Trần 35 nè em, cái này cho Út Trần nè. Rồi Út Trần 35, rồi hết nha. Hết mấy chị, hết luôn. Còn gì không? Hết màu kem rồi. Còn hai cái màu xanh nè. Quốc Trần rồi xong. Chị Quốc Đại có phải không chị? Chị Quốc Đại có phải là vừa cái phao màu xanh mà vừa cái phao màu kem không chị? Không phải, để em chốt cho bé Nguyễn Thị Thanh Dung nha chị nha. Hết rồi mấy chị ơi, có một cái đó em bán mini game. Bây giờ em còn hai cái áo màu xanh này, treo lên nha em. Còn hai cái áo màu xanh, treo một cái màu xanh này lên thôi là hết rồi mấy chị nha, hết rồi. Trong đây còn cái nữa chị. Màu xanh trong đây còn cái màu xanh nữa. Đâu? Rồi treo hết ra đi em. Rồi còn ba cái phao xanh nữa, rồi ai mua thì chốt luôn xong. Mấy chị phao 35.000 hết cái rồi, bán lỗ vui thôi mà, đâu có đâu. Thằng báo giá mấy đứa nhân viên cột tiết nữa, nó nói ui để em. Rồi hết nha mấy chị nha. Này này hàng xả cũng cắt ra nè. Hai cái kéo bỏ lại hộp đi em. Cái nào lót lông, cái nào cũng lót lông thì chị hai màu. Cái nào cũng lót lông là sao? Lót lông con chồng á. Cái lông lót lông. Mà cái nào không lót lông chị? Áo phao thì cái nào không lót lông? Cái nấu cái không có nấu được.
Ờ, mà có một cái đó không nón lộn vô thì em bán 35 ngàn thôi, chứ cái nào không lóc lông chị. Mua hàng không đồng kiểm giúp em nha mấy chị ơi. Chị không ok là để em bán cho khách quen cho nó khỏe. Dạ. Đổi tạm cái sáng đó. Dạ đúng rồi. Đó tên khác nữa. Chị ơi, mua hàng uy tín giúp em cho mấy chị. Hàng cuối năm rồi em xả rồi, chị nào mà bơm á hả, là Tết, mùng 1 Tết em đọc câu thần chú cho mấy chị nghèo suốt năm luôn. Cho mấy chị nghèo hoài, mấy chị không có tiền để mấy chị mua hàng online luôn. Mấy chị đừng bơm nha. Ví dụ, mấy chị mua hàng mẫu này mà em gửi mẫu kia, mấy chị mua hàng mới mà em gửi hàng si, mấy chị mua hàng xịn mà em gửi hàng dớm, mấy chị mua hàng này mà em gửi hàng kia, thì mấy chị bơm em. Mấy chị nói mà em không giải quyết thích đáng, mấy chị bơm em bằng giá nào em cũng đền. Còn mấy chị mà bơm là khổ mấy đứa nhân viên nhà em, khổ cả shipper và khổ luôn em. Là mùng 1 Tết em đọc con thằng chú á, em biểu này, ba đứa bay nè, mấy đứa nhân viên nhà em nè, đọc lại em sẽ đọc thằng chú ô cầu chân em suốt năm đó mấy chị nha. Nhớ đó, em mà chị nào mà mua nhiều mà bơm là em đọc con thằng chú á, cho mấy chị nghèo suốt năm luôn, cho mấy chị không bao giờ có tiền để mấy chị mua hàng nữa. Thế tại vì mấy chị nghèo mấy chị mới bơm. Ai mà bơm em chửi kinh lắm. Mặc dù nhiều khi em tiết chế là đừng có chửi khẩu nghiệp, mà lúc em tức là em vẫn chửi. Nghĩ là cái công mình bán rồi, cái công nhân viên cái chốt hàng rồi, cái công bưu tá nó chạy tan tác đi giao, rồi đơn hàng nó đi bục dòng nó quay lại mẹ cái cửa hàng của mình. Tại sao lúc đó mình lại không chốt cho cái khách mua uy tín giùm mình đi? Tại vì khách, những cái khách mua uy tín là những cái khách cũ của em, người ta mua hoài. Thế mà người ta chốt em lại không chốt, em chốt cho khách mới á. Cho nên mấy chị nhớ mua hàng uy tín cho em. Rồi kéo nhật này em xả luôn. Ngày máy nghỉ đó chị hả, ngày 31 là hết đi hàng được rồi em. Ngày 31 là ngày cuối cùng live stream rồi. Bây giờ mấy chị bơm hàng là mấy chị biết không, phải ra Tết cái cục hàng bơm nó mới về được tới em nha. Cho nên vì sao là em cân nhắc cho khách mới lắm. Tại vì là mấy chị biết không, bây giờ mấy chị đi từ nay đến cuối tháng mấy chị nhận được. Mà cuối tháng là bô tá lúc đó nó đã nghỉ vận hàng rồi, là phải ra ngoài ngày nó mới trả hàng cục bơm lại cho mình được. Kinh không? Cho nên là mấy chị lưu ý, chị nào bơm là hàng nó phải ra ngoài ngày nó mới về lại được chỗ em, chứ phải là nó về lại liền cho em bán đâu, thì nói là anh chi. Rồi mấy chị, kéo nhật nè, Hoàng Tri Ân 39 ngàn thôi, em nói chung là em nói vui vẻ thôi. Chị nào mà mình làm một việc gì đó thì mình phải cân nhắc ha, mình phải cân nhắc. Chứ nếu như mà mình làm cái gì đó mà mình để lại cái gì đó thì người ta đủ mình thì mình cũng chịu thôi, rồi em không biết. Rồi mấy chị này, kéo nhật nè. Cái gì nữa hả, bồn quá hay nói vậy. Rồi kéo nhật mấy chị, 39 ngàn xả luôn. Em bán cái giá này còn rẻ hơn là giá sỉ mấy chị. Kéo nhật này mấy chị nè, nói chung lại á là người mua thì lầm, người bán không lầm. Là bởi vì sao? Người bán là người ta đã nắm được cái đầu vô hết. Nhưng mà hàng cuối năm thì hàng xả qua kho này mấy chị để ý nè. Cái cây kéo này ở đây nó có ghi chữ SK5 và cái chữ ở trên đây là có mắt in Japan luôn. Còn bình thường mà kéo nhật cái dòng này nó nhái, mà hàng Việt Nam nó nhái thì nó sẽ không có cái dòng chữ ở trên cái cây kéo này. Tại vì cái này là người ta đúc vào đây mà, mấy chị hiểu không, người ta đúc cái dòng chữ này vào đây. Hàng Việt mình thì nó nhái theo á thì cũng có, nhưng mà nó lại không có cái chữ mắc in Japan và SK5 ha. Cái này là kéo nhật này, cái này làm từ thép không rỉ. Mấy chị mua mỗi người một cái, hai cái cũng được. Về á là mấy chị cắt cái này, mấy chị cắt đồ ăn chín á không bao giờ rỉ rét luôn. Mấy chị thậm chí mấy chị cắt cả chanh luôn, có nghĩa là những thứ mà chua có chứa axit luôn, nó cũng không bao giờ bị oxy hóa cái cây kéo. Còn bình thường mấy chị xài bằng cây kéo bằng sắt á, như em á, cắt thịt cắt đồ không á mà lười quá không có rửa chén liền á, ngày mai á là bắt đầu mới rửa chén đúng không, là cái cây kéo này rửa xong nó vẫn ra ten. Cho chị mượn cái kéo sắt đây. Cái kéo sắt kia mà Hoàng mua ở ngoài chợ cũng đã ba đây nè, đây mấy chị nè, cái kéo bằng sắt này Hoàng mua ngoài chợ này cũng 30 mấy ngàn, chứ cũng có rẻ gì đâu. Mà trời ơi, cái này mà mấy chị cắt đồ ăn chín đúng không, hay là đồ ăn gì á không rửa kịp nè, mấy cái này nè nó ra ten ra tét vàng. Mà thậm chí cái miếng thịt của mình cắt ra đó, ngửi cái miếng thịt nghe mùi sắt luôn á. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng kéo nhật 39 ngàn. Đúng rồi, rồi cảm ơn bà Tinh Nguyễn. Bà niệm cho tôi giàu, tôi có tiền tôi mua hòa cái đó. Ok, cái đó không có, tôi niệm cho nghèo thì được. Tôi niệm cho giàu được thì tôi cũng niệm cho tôi giàu má nó luôn, cho tôi khỏi bán đồ. Niệm thằng chú nghèo thì được nha mấy chị nha, chứ niệm thằng chú giàu là cái đó hoài cũng không có niệm được. Rồi còn khoát kem không em, chị có màu xanh rồi. Ai biết chị lúc nãy chị cũng khùm men chi, bây giờ người ta mua hết trơn rồi còn đâu mà còn. Mấy chị em chỉ biết niệm thằng cú nghèo thôi mấy chị nha, chứ em không biết niệm thằng chú giàu đó. Nếu như mà em biết niệm là em niệm cho em đầu tiên là em giàu khỏi bán hàng luôn rồi. Mấy chị chốt cho em kéo nhật 39 ngàn. Mấy chị nói em buồn cười quá. Rồi chị nào lấy kéo nhật, chốt kéo nhật cho em mấy chị nha. Rồi kéo nhật giúp em mấy chị, kéo nhật nha. Ok, cho cô Châu Minh một kéo nhật nè, 39 ngàn nè.
Trời ơi, bán rẻ như gì vậy? Cô Châu Minh một kéo Nhật ok này. Thêm trần một kéo Nhật nè. Thêm trần một kéo Nhật nè. Bán lỗ sắp mặt ra. Cuối năm là làm không đủ trả tiền cho ba đứa nhân viên. Chị nào bơm nữa chắc là sắp mặt luôn. Rồi lấy cho chị Cúc Nguyễn một cái kéo Nhật nè. Chị Cúc Nguyễn này là em cô Loan này. Bỏ cái bị cho chị. Lấy cái bị bỏ vô xong đem lại chị ghi Cúc Nguyễn ghé rồi tụi em cất lên. Khi nào chị ghé đưa cho chị đó. Chị đó là em cô Loan á. Chị Cúc á. Rồi, của cái gì đây? Cái gì một đống hàng khách nói ghé đây hả? Trời ơi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em? Trời ơi, hẹn biết mà đang không thấy ai tới thì ác khớp rồi bay. Ok nè, mấy chị chơi gì mấy chị cứ hẹn hò hoài gì mấy chị. Rồi cái này cho chị Cúc Nguyễn ghé nè. Thành ra là mấy chị mà cứ hẹn biết 10 năm sau em chưa bán luôn mấy chị nè. Hẹn cái chi hay nữa ta. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều hả? Ủa cái con Nhi Trần này nó nói là hôm nay nó ghé mày. Nó nói hôm nay thì thôi em cứ để thử chờ hết hôm nay đi em. Ai mà nói hôm nay mình cũng ráng. Ủa cái con bé Nguyễn Nê hả? À con bé Nguyễn Nê nữa nó ghé tới chị lấy rồi. Tại vì bữa chị không có tìm thấy cái này chị bán cho nó cái khác rồi. Tội nghiệp con bán mang bầu gần đẻ bay đừng ác bay. Cho chị hai hũ cơm gà khô cháy. Ủa đồ mà. Lấy hai hũ cơm trái khô gà với xàm nghe. Rồi mấy chị chốt lại cho em hai hũ cơm trái khô gà cho chị Cúc Nguyễn bỏ vô cái bị đó cho chị luôn. Chán ghê. Xàm nghe. Bỏ vô cái bị kéo á. Rồi bưng kéo tới đây cho họ cho chị. Bưng cái kéo lên cho chị. Bưng thùng kéo lại đây cho chị chốt cho khách. Còn mấy cứ đem đồ bỏ cho chị Cúc Nguyễn đi. Ta nói ta lơ đãi một phát rồi bay cứ ngất ngất trên cành quắt á. Nhay quá. Còn có hộp hả? Có hộp thôi lẫm luôn đây. Rồi Trần Ngân này ok nè. Trần Ngân nè. Trần Ngân một kéo Nhật 39.000. Nó giỡn với chị nào mua kéo Nhật thì chốt kéo Nhật nha. Xàm rồi đó. Rồi ok cho chị Nhung Ngọc nè. Mấy chị mua tặng ba mẹ mình cái kéo cũng được. Mình mua tặng ảnh cái kéo mình nhờ ảnh làm cá ảnh mới làm. Ví dụ như Tết nay mấy chị đúng không? Không có thời gian làm con gà tréo cánh tréo cổ để cúng. Mấy chị nói má làm giùm cô con gà này con bù tiền công như má cái kéo Nhật này. Xài cái loại này đi vứt cha kéo nhà má đi. Là coi chừng ảnh cũng phái ảnh ảnh làm con gà cho mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là kéo Nhật 39.000 rẻ mà. Ok cho chị Quốc Đại nè. Hoàng nói thiệt mà. Mấy chị cứ lên mạng mấy chị tìm hiểu ra cái kéo Nhật ai mà bán cho mấy chị giá 39.000. Còn bán lỗ sắc mặt ra. Rồi ok chị nào lấy chốt cho Hoàng. Còn hàng tao không đáy chiều gáy và đáy khớm. Em ơi coi thử cái bị đồ của Hồng Ngô có còn không em. Cái này nè, rồi bỏ kệ đi, chiều về gái lấy ok. Hết chiều này không gái lấy là mai xả. Nói chung lại là ai hứa hẹn là phải gái liền. Tại vì nhà Hoàng lúc nào cũng có nhân viên hết trơn á mấy chị. Lúc nào cũng có nhân viên một đám đứa mà mấy chị cứ tới cho nó phục vụ cho tụt quần. Đó đứa thì massage, đứa thì mát gần. Rồi mấy chị, rồi qua bảo nha. Rồi cái chi nữa, đồ này ai xả ra đây. Cái gì đây, cái này là cái gì vậy? Cha cái áo này bữa bán không có bán này giờ tao tức quá tao bán luôn. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng này áo suất này. Đó bán cho mấy chị này giá sốc này. Đơn em đi luôn nha chị ok cục cưng 15.000. Chốt cho Hoàng. Cái đó là chi nữa? Nguyễn Nê á hả? Yeah. Nguyễn Nê đem rồi đây cho chị chốt. Một hũ thì lấy thêm hũ mực nước dừa luôn. Không có. À, nhà em vẫn còn hai hũ cho chị Cúc nhưng mà chị Cúc muốn mua mực hấp nước dừa lấy luôn. Rồi lấy cho chị Cúc đi. Đem rồi đây cho chị em. À rồi ok ok. Rồi áo 15 này cho Út Trần nè. Bàn chải đánh răng bô mang tới đây cho chị Út Trần nè. Để chị bán tặng cho mấy chị coi. Hôm nay mình vui vui mình bán coi. Út Trần này 15.000 nè. Mấy con để cái bị cho bàn chải đánh răng đó. Chi nữa. À lấy hũ mực. Lấy hũ mực ok. Lấy hũ mực cho chị Cúc á. Bỏ vô cái đó luôn. Ý là nó nói là bán cho chị Cúc xong hai hũ cơm cháy khô gà là chỉ nhà mình chỉ còn có một hũ trên kệ thôi. Chứ không phải là của chị Cúc còn một hũ. Nhưng mà chị Cúc lấy mực thì chị Cúc cứ lấy đi. Tại vì bây giờ hàng á nó sắp hết á. Trời ơi cái quần này nè. Ai là người xả cái này ra đây. Úi giời. Cô Hồng hỏi con đồ thu đông còn không? Dạ còn. Đồ thu đông nó đẹp bá cái bộ chét luôn. Nè mấy chị nè, em tức quá em bán cái quần này luôn. 35k. Mấy chị nè, quần này quần u mì nha. U mì mà u mì nhái.
Rồi nói chung lại là rất là xịn luôn với chị. Cái quần này là em bán nhiều với chị biết rồi chi nữa. Nó như là cái quần ôm mì vậy đó. Đây form bự cho bá luôn nha. Mà một quần này em bán là 45 hay mấy đó. Giờ em share cho mấy chị nè, 35.000 luôn. Hàng này là khách hứa hẹn em để ra ngoài em xả 35.000 nha. Thành ra là em cứ xả rồi lần sau khách mua em chẳng bán nữa. Vì là khách giả bộ khách dụ em để đây, xong khách không lấy làm em xả lỗ. Trời, nó bị nylon đứng đen xuyên nhiều xanh lè. Vậy nào lấy chốt em quần 35 nha. Quần này là form lớn nè. Quần này hoàn bán mấy chị nhớ rồi chứ chi nữa. Đâu có còn đâu. Quần này là dành nhau mua rồi, bây giờ hàng xã này mấy chị 35 nha, chốt cho hàng quần 35. Quần này là nó như là quần ô mì vậy đó, 35.000. Quần 35.000. Lê Trang nữa, Lê Trang là ai? Ai? Nè, cộng tiền đi đi. Like rồi xã trả quại quại không chị? Cộng tiền đi đi. Cũng quạo chứ, nhưng mà trừ biết làm răng. Biết làm răng được. Giờ khách lúc mà khách dặn trên livestream thì khách hứa với mình mà hứa thật nhiều, rồi thất hứa thì cũng thật nhiều, ai mà biết được. Lúc mà khách nói ôi chị ơi cứ lễ hàng đó đi, mai em ghé lấy liền, nhưng mà không biết là mai là khi nào. Mở mắt ra thì cũng là mai, cái lại ngày mai mở mắt ra nó lại mai, cứ mai hoài chứ không khi mua thấy mốt luôn á, trời ơi ai biết. Rồi một cái quần này size 27 nè, sale luôn 65.000 nè. Nè bữa bán cho khách nè mấy chị nè, 45.000 đó, giờ bán 65.000, hỏi xong khóc tiếng miên chưa. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là đây, đây chị nào lấy chốt cho Hoàng nha. Quần này 35 hả, cho Long Nguyễn hả, quần 35 cho Long Nguyễn nè. Này nữa hả, niệm thằng chú liền hả, thôi giờ hết niệm thằng chú hết. Em thâu một nó có khác. Ok nè, cho Long Nguyễn này cái quần 35 ngàn hết niệm thằng chú được rồi, xàm quá. Tự nhiên nãy giờ chị thấy để đó cho em sách đâu. Bà nói là mất hồn. Cái chị với tụi bay cái cãi nhau ôm sồn ở chỗ chị bán hàng bay. Rồi đây, chị nào lấy chốt cho Hoàng cái quần riêng size này, 27 nha. Quần riêng size 27, riêng trơn này, sale 65.000 luôn. Đó, bán 85.000, sale 65.000. Thì mấy chị nghĩ thử là lời bao nhiêu 65. Chị nào lấy chốt cho Hoàng xã luôn. Nè, bán 85.000 nè, nó có thần thánh luôn. Tự nhiên thiên địa vô dành cho được cái quần của người ta. Xong giờ người ta sale ra, nó lỗ sắp mặt ra. Rồi lao để lao mấy má. Rồi ok nè, cái này cho Đặng Hạ nè, size 27 cho Đặng Hạ không có thiệt chứ. Phải giỡn đâu, nó lỗ đó. Thành ra là nói là ghé là phải ghé mấy chị. Nhiều khi Hoàng đã ưu tiên Hoàng để ra rồi, mấy chị không ghé là Hoàng bán lỗ sắp mặt. Ok nè, cho Đặng Hạ nè, 65.000 nè. Hàng mà của khách thứ ghé không ghé vừa Hoàng xã nè. Cho nó gọn chứ cái gì lung tung sờ bung hết vậy. Cái gì đây, ui tung cha trong đây có áo đẹp nữa nè. Trời ơi, xả hết luôn, xả nha mấy chị nha. Ôi một cái quần bé ghi nè, cái này là chị nào á mà có bé nhóc á mà nó cỡ 30 kg, 35 kg là mặc vừa. Con nhóc Suri nhà Hoàng á, nó học lớp 2, nó 31-32 kg gì đó, mặc cái quần này rất là đẹp luôn. Tại vì người lớn mà là bé ghi á thì con nít là nó vừa luôn, đẹp lắm. 65.000 luôn mấy chị, chốt cho Hoàng là xanh nhạt. Cái này là nó là nằm size cỡ 26-27, nhưng mà nó là baggy mấy chị ha, chắc là có co giãn luôn. Người lớn mình mặc là nó sẽ thành cái quần baggy, nhưng mà trẻ con nó là quần dài vừa luôn. Nhóc seri Hoàng nó lấy nó mặc là mấy chị này 65.000. Chị nào lấy chốt cho Hoàng xanh nhạt. Bữa cái xanh nhạt thì là con bé Hồng Nhung Sài Gòn nó dành quá trời thì không được nè. Rồi chị nào lấy xanh nhạt, chốt xanh nhạt nha. Cái đó xe cho mấy chị là 65.000. Ok này, cho cute nè, cute phô mai que nè. Ok nè, 65.000 nè, bét ghi nè, size này 26-27 gì đó nè. Cho cô te nè, ok nè, cô te là bé heo, vàng heo quá em à. Rồi bây giờ những cái đồ này cũng đồng xỏa hết ra nè. Rồi một cái áo này nè, xe cho mấy chị luôn 35.000, vô Hoàng bán luôn cho mấy chị một cái giá này 19.000. Chị nào lấy chốt cho Hoàng 19.000. Ủa cái áo này mình mặc vừa không ta? Nếu như vừa không bán, có 19.000 bán là cái chi? Để em à, mặc vừa em không bán nữa chị nha. Em mặc không vừa em mới bán. Thôi em mặc hơi chật rồi. Đó, nói chung lại là 60kg thôi. Nói chung là 60-62kg thôi, chứ Hoàng 69kg nó hơi chật rồi đó. Rồi chị nào lấy áo chốt cho Hoàng là áo 19.000. Áo này là lô áo hàng sốt mấy chị ơi. Đây, lô áo hàng sốt đây. Rồi 19.000 chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Lô áo hàng sốt đó nha. Đây nè, bán cho khách 35.000 nè. Giờ xả luôn cho mấy chị luôn 19.000, chị nào lấy chốt cho Hoàng 19 nha, áo 19. Khỏi đi nắng thiệt luôn á. Đúng rồi,
khỏi đi nắng khỏi lửa chi cho nó mệt. Ở nhà nó hàng ship tới tận nhà khỏe luôn chị Thủy ha. Có mấy khách nhà chị vậy đó, sướng. Khỏi đi. Ok nè, cho Thanh Loan nè, 19 nè. Thanh Loan nè, 19 ngàn nè, ok nè. Rồi hoài còn cái hoa hồng này 25 ngàn nữa chị nè. Hoa hồng 25 ngàn nè mấy chị. Hoa hồng nè, áo này hàng xốp nè. Đây, hôm này 65kg mặc vừa nha chị, nào lấy hoa hồng, chốt hoa hồng. Ủa hồi nãy là Nga Nguyễn được cái áo màu trắng này với cái áo màu hồng, Nga Nguyễn có được không em? Hồi nãy Nga Nguyễn chị thấy chốt cái áo thôi. Em coi cái cục hàng của Nga Nguyễn đâu. Hồi nãy chị nhớ có khách nào chốt cái hoa này mà chị nhớ Nga Nguyễn á. Có hồng rồi ha. Vậy là Nga Nguyễn hồi nãy lấy cái trắng á. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng. Đây. Đây, rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng nè. Áo hồng này ok nè, cho cô Huỳnh Hồng nè. Cho cô Huỳnh Hồng nè. Đây là Hoàng xã nè. Cho cô Huỳnh Hồng ok nè. 25 ngàn nè. Huỳnh Hồng 25 ngàn. Rồi xong nha. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái đầm phôm sung của Hoàng này. Rất dễ sợ chứ. Đầm hàng Thái của mình tự nhiên rồi. Bữa khách mua quá trời không có bãi. Giờ xả ra sợ vô. Đồ thu đông là Hoàng đang còn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị đầm phôm sung rất là đẹp luôn. 65kg mặc vừa đầm này đầm Thái nha. Bán luôn cho mấy chị 29 ngàn luôn. Còn cái màu này là màu bò. Màu nâu, màu bò. Màu vàng với màu hồng mấy chị nè. Xả luôn 29 ngàn. Xả luôn 29 ngàn chị nào lấy chốt cho Hoàng. Đầm này đầm Thái nha, phun sung rất là đẹp luôn. 65kg bao mặt vừa thoải mái. Chất này là chất đầm Thái nha mấy chị nha. Xả luôn. Cái màu này là màu nu nu á. Rồi một cái màu vàng, một cái màu hồng nữa mấy chị. Cái hàng này là Hoàng nói với chị là bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn. Đầm nha mấy chị, hàng này là đầm Thái luôn. Nó siêu phẩm luôn mấy chị nè. Đó mấy chị nè, với lại một cái màu vàng. Cái gì nữa? Hai đứa hai cái. Cái khách ở trên đây nó comment hết rồi. Mấy bạn ngơ ra, lúc thì bỏ ra không lao lái. Đó, bây giờ khách chốt rồi cái xong nó không được hả? Chửi hả? Cái tội ngơ ngáo ra không chịu lấy. Đầm màu bò với màu hồng cho chị Hoàng Oanh nè. Màu bò nè, với màu hồng cho chị Hoàng Oanh nè. Rồi ok nè, cho chị Hoàng Oanh nè. Còn cái màu vàng 29 nè, cho chị Hoàng Oanh nè. Nè. Rồi ai biểu lúc nãy vừa đưa lên lo chốt liền đi, nó lấy liền đi đây. Rồi khách ở trên đây chốt hết trơn rồi. Hoàng Oanh nè. Rồi bỏ cho chị Hoàng Oanh đi. Cái đầm màu hồng với cái đầm màu. Rồi Hoàng còn một cái đầm màu vàng mấy chị. Hoàng còn cái đầm màu vàng với màu đen. Mấy chị Hoàng còn một cái vàng cái đen. Chị nào lấy báo Hoàng. Cái này 65kg mặt đẹp. Màu đen mặt trắng da đẹp. Bất mơ luôn. Này mi mặc đi thật tối chồng mi á là nó mê luôn. Rồi ok. Màu bò bỏ ra em. Màu bò bỏ của chị Hoàng Oanh ra. Em lấy màu bò cho Bùi Thị Mỹ Nhân đưa cho chị. Bùi Thị Mỹ Nhân màu bò đúng không? Rồi mấy chị comment giúp em một lần thôi mấy chị nha. Đừng có comment qua comment lại chút nữa. Em đọc thần chú tiếp á. Mấy chị comment cái gì lung tung quá. Một cái bị mà em nói em gặp tơi bời hoa lá luôn. Mấy chị comment một lần thôi. Lấy cái nào comment giúp em một lần duy nhất thôi. Quyết định mua cái màu vàng hay cái màu hồng hay cái màu bò hay cái màu đen. Comment một lần duy nhất giúp em nha mấy chị nha. Phải xóa từ lưa hết. Rồi đây mấy chị còn một cái màu đen với một cái màu vàng nữa. Chị nào lấy báo em. Còn một cái màu đen và cái màu vàng. Đây là đầm Thái mấy chị. Chất vải rất là mềm mịn mát luôn. Đầm suông luôn. Em nói 29 nghìn là mua là cái đầm mặt đi chơi chán. Xong về mặt ngủ vẫn ok luôn cái gì nữa. Làm cái đầm thiết kế bỏ đây. Sao nó cứ lung tung sờ bung bỏ cái giỏ này ra ngoài đi em. Rồi chị nào lấy báo Hoàng còn một cái đầm màu vàng và cái đầm màu đen. Chị nào lấy báo Hoàng nha, cái này treo lên đi em. Chị nào chốt thì chốt, còn không chốt thì treo lên. Màu vàng cho cô Châu Minh nè. Màu vàng cho cô Châu Minh nè. Trời ơi nó là đẹp ơi là đẹp luôn á. Xả rồi nó lỗ rồi nó bù thấy mồ. Màu đen cho cô Châu Minh nè. Cái gì? Châu Minh nè, ok nè. Cho cô Châu Minh nè, 29 ngàn nè. Màu đen cho chị Long Nguyễn nè. Còn vẫn còn một cái màu đen nữa mấy chị. Chị nào lấy báo em. Xả kinh quá. Chị nào xả kinh thiệt cái chứ. Ok nè. Cái này là cho chị Long Nguyễn nè. 29 ngàn. Hoàng vẫn còn một cái đen nữa mấy chị nè. Còn một cái đen nữa nè. Lục ra bỏ hết đứa chị đẹp. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng. Hoàng còn một cái đen nữa mấy chị nè. Đầm Thái đựng trong bị đục nè. Em thấy chị không Hoàng? Em đâu thấy chị comment gì đâu. Em đâu có thấy chị Nhung Ngọc comment gì đâu. Đầm đen cho chị Nhung Ngọc này ok nè. Rồi em hết cho mấy chị nha. 29 ngàn em xả hết rồi đó. Cái này em bán lỗ xả. Mấy chị chia sẻ livestream cho em với. Đầm vàng hết rồi chị tiền.
hết rồi, em xả hết rồi. Đồ bộ này nè, giờ bán luôn. Đồ bộ này giờ hoàn xả luôn. Đồ bộ này giờ hoàn xả luôn cho mấy chị nè. 19.000 đồng một bộ. Chị nào chia sẻ livestream thì hoàn chốt, còn không chia sẻ livestream là nhất định không chốt. Ủa cái ly nước ta đâu rồi? Đưa đây em biết rồi. Em ơi cái đồ này nè, còn một ly nè, đem ra chị bán tri ân cho mấy chị 19.000 đồng một bộ. Bộ này nè, bộ thun cô tâm xịt này nè. Bộ cô tâm chất xịt nha, bán cho mấy chị 19.000 đồng một bộ. Chị nào chia sẻ livestream mới chốt, không chia sẻ livestream nhất quyết không chốt nha mấy chị nha. Mở màu ra cho chị em. Form này rất là lớn luôn, bộ này hoàn bán 35.000. Giờ mini game cho mấy chị 19.000. Bây giờ hoàn ra hoàn kiểm tra lượt chia sẻ nè. Mấy chị thích màu này chốt mã 1 nha, nó có 2-3 màu lận. Mấy chị thích màu này thì chốt cho hoàn là xám đậm đi ha. Xám đậm nha, nó có 2-3 màu. Hàng bán hết 10 bộ cho mấy chị giá 19.000 thôi. Cái này mấy chị chốt cho hàng là thổ cẩm nha. Màu này là mấy chị chốt cho hàng là màu xám đậm nè. Được chưa? Màu này mấy chị chốt cho hàng là thổ cẩm nè. Đồ này là siêu đẹp luôn. Hàng bán cho mấy chị 19.000. Chị nào chia sẻ livestream bằng chốt hàng, không chia sẻ livestream nhất quyết không chốt mấy chị nha. Bộ đó em mặc vừa để em. Bộ này thì 10 em cũng mặc vừa luôn chứ không phải là em luôn. Rồi 19.000. Chị nào chia sẻ livestream thì chốt. Bộ này là chốt cho hàng là bộ ngôi sao, xanh ngôi sao. Bộ này mấy chị hoàn nhập vô 30.000 một bộ, hoàn bán 35 giờ tri ân cho mấy chị 29.000. Đây có 3 form siêu khổng lồ luôn, 40kg, 65, 67kg đều mặc vừa hết. Đây là màu xanh ngôi sao nè, đây là màu thổ cẩm nè mấy chị nè, và đây là màu xám. Đây, chia sẻ livestream mới chốt. Bây giờ hoàn quay trở ra nè, hoàn thấy là cái tương tác nó hơi buồn rồi, hoàn mới bán mini game cho mấy chị đó. Nhanh đây mấy chị, chia sẻ livestream mới chốt nha. Bây giờ hoàn quay ra ngoài hoàn coi. 19.000 đồng một bộ cho chị nào chia sẻ livestream. Không chia sẻ livestream rồi hoàn không chốt nha, nhất quyết không chốt rồi đó. Bây giờ nó chỉ có 165 lượt chia sẻ thôi mấy chị. Chia sẻ nhiều lên nữa hoàn chốt nha mấy chị nha. Tăng lên mấy chị, tăng lượt chia sẻ lên, chốt màu theo ý mấy chị luôn. Ở kho hoàn hiện tại là có thứ nhất là màu xám, thứ hai là ngôi sao, thứ ba là thổ cẩm. Rồi bán cho mấy chị 19.000 một bộ thôi. Cam kết là không ai có bán giá này luôn. Đây mấy chị nè, tại vì hoàn nhập vô là 30 mấy ngàn rồi đó, 30 ngàn, ba mấy ngàn đó, hoàn bán 35 ngàn bộ vừa hoàn xả luôn cho mấy chị nè. Đây thổ cẩm này, bộ này thì thôi chứ quá xịn luôn, mà form mà quá to luôn. Rồi bây giờ hoàn chốt cho mấy chị nha, chia sẻ livestream bây giờ hoàn sẽ bắt đầu chốt cho mấy chị nè. 19.000 đồng một bộ, bây giờ hoàn sẽ tiến hành chốt cho mấy chị nè. Tiến hiền chốt cho mấy chị nha. Thổ cẩm xanh ngôi sao ok cho cô Nga Trần này. Thổ cẩm này, xanh ngôi sao này, ok này. Cái này cho cô Nga Trần này, chia sẻ livestream cho con với nha cô yêu nha. Ok này cho cô Nga Trần này, lấy cái dây cột lại em. 19.000 nè. Rồi lấy cái dây cột lại cho cô Nga Trần này. Ngôi sao cho Đặng Hạ này. Ủa từ từ. Cô Nga Trần, cái của em thì em có cột bình thường đây, chị đang làm công việc của chị mà cái chim ấy cũng giật mình lại. Rồi bây giờ hàng sẽ chốt nè mấy chị nè. Còn đồ hôm qua đâu em, đồ hôm qua mà mấy cái áo cái gì đâu, hân mang ra đây cho chị xả cho mấy chị em. Xả hết cho mấy chị luôn. Xanh ngôi sao cho Nga Nguyễn luôn. Ok nè, xanh ngôi sao cho Nga Nguyễn nè, 19.000 luôn. Xanh ngôi sao cho Nga Nguyễn 19.000. Mấy chị chia sẻ livestream ra xíu nữa, mấy chị không chia sẻ có hoàn thu lại luôn. Xanh ngôi sao cho cô Kim Loan. Xanh ngôi sao cho cô Kim Loan. Xanh ngôi sao cho cô Kim Loan nè. Rồi xanh ngôi sao cho Nga Nguyễn rồi nè. Rồi. Rồi mấy chị ai lấy cái bộ nào gửi ra được em ơi, kêu Khả Ngân cọc giúp chị 200.000 mới gửi hàng em ơi. Cọc chút chị ít nhất là cạc Việt theo 100.000 em ơi, chứ đâu có gửi hàng như vậy được, trả giá gì được, chưa được đâu em ơi. Rồi mấy chị, ngôi sao và xám cho Nguyễn Thị Thanh Dung. Ngôi sao và xám này cho Nguyễn Thị Thanh Dung này. Ủa, ngôi sao và xám hả? Nguyễn Thị Thanh Dung này. Nguyễn Thị Thanh Dung này. 19.000 này, bỏ cái bộ đó vô cột với bộ này cho Nguyễn Thị Thanh Dung này. Rồi bây giờ hình như là em hết cái mẫu ngôi sao rồi sao? Em hết cái mẫu ngôi sao rồi sao mấy chị ơi? Rồi bây giờ em hết cái mẫu ngôi sao rồi, bây giờ em chốt đại. Chị nào chị chốt đại thì em chốt thôi. Cho cô Châu Minh thổ cẩm nè. Cho cô Châu Minh nè thổ cẩm nè. Cọc cho chị mới chốt hàng được em.
chị mới đi hàng được em, còn không là đưa đây cho chị xã ra chị bán. Không có khách mới, không có mua nhiều, hồi tối trên livestream chị đã nói rồi, không có bán đi hàng như vậy được, toàn là hàng bánh kẹo không, hoặc chị còn đang không có hàng để bán luôn nè. Đặt bên công ty là giờ không có hàng để bán luôn nè. Chỉ có khách mới là mua bao nhiêu, khách cũ mua bao nhiêu cũng được. Còn khách mới, em không lựa màu được, chị để em 3 bộ, ok cho Tiên Nguyễn 3 bộ 3 màu đi nè. 1 bộ nè, 2 bộ nè. Ai chốt lại đi Hoàng chốt cho, ok cho 3 bộ nè. Ok này cho Tiên Nguyễn 3 bộ nè. Tinh Nguyễn này, ok nè. Cột lại đi em. Chị 3 bộ 3 màu ok cho chị nè. 1 bộ nè, 2 bộ nè, 3 bộ nè. Cho chị Nhung Ngọc 3 bộ nè, 3 màu nè mấy chị. Bây giờ nó màu gì lung tung em không biết đường, em chốt thí chốt lụi luôn mấy chị ơi. Ok nè, cho chị Nhung Ngọc Khánh Hòa 3 bộ nè. Cái này bán xả mà mấy chị lựa hồi nó hết da màu mất. Bộ ngôi sao hết rồi Đặng Hạ ơi. Ok nè, cho Nguyễn Huỳnh 2 bộ nè. Nguyễn Huỳnh 2 bộ nè. Cái này bán xả rồi mấy chị lựa màu, có chút nữa mấy chị lựa trước nó có, mấy chị lựa sau đâu có đâu. Nguyễn Huỳnh 2 bộ nè. Rồi chị nào chưa được, em chốt cho chị Nhung Ngọc mà 3 bộ rồi, chị Su Nguyễn Huỳnh 2 bộ rồi, Tiên Nguyễn là có 3 bộ rồi. Nói chung lại là xanh ngôi sao không có, cho nên giờ mấy chị chốt nữa em cũng khóc tiếng miên luôn, không có. Nhưng mà em thì em thích cái màu này hơn, chứ màu xanh thì mặc cái thấy vậy thôi chứ nó cũng không có đẹp đâu, màu này nó sạch sẽ hơn chứ mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt lên cho em. Ok cho Trần Thi một bộ màu xám đậm nè. Rồi em còn có mấy bộ nữa thôi, chị nào muốn lấy gì? Cho dạ. Nó Nguyễn Huỳnh nè, cột lại lấy cái cọng dây thun á, cột cái đó lâu quá thì lấy cọng dây thun vàng. Ok cho Trần Thi nè. Một bộ nè. 19.000 nè. Cái này là hoàn bán để tương tác với chị nha, chứ không phải là bán lời đâu, nó lỗ sách mặt ra. Bánh kẹo là khách mới là phải cọc hết, không cọc là không bao giờ đi hàng. Bởi vì là nếu như mà nó hoàn về là ra Tết mình mới nhận được hàng. Mà ra Tết nhận được hàng có nước mà cúng luôn, quá luôn thì được rồi. Mà trong khi bánh kẹo nhà mình là bây giờ không có hàng để bán luôn, nó đã hết rồi. Rồi mấy chị còn mấy bộ mấy màu đây. Chị nào mà uy tín là bán thuộc quần mình cũng bán, chị nào không uy tín là phải cân nhắc. Chị nào không dám cọc là cũng hủy luôn. Chị nào mình yêu cầu cọc mà không dám cọc mình cũng hủy đơn với chị luôn. Đó phải. Cứ làm cho chị là có cơm ăn. Rồi mấy chị, chốt lại cho Hoàng nè. Còn mấy bộ này, nói chung lại là trong đây nó có cái màu khác, nhưng mà Hoàng không biết màu gì hết mấy chị. Chị nào lấy giờ chốt cho Hoàng là bộ 19 thôi. Một bộ, hai bộ, ba bộ gì đó. Bây giờ nói chung lại là hồi nãy là Hoàng thấy có màu xám đậm này đúng không? Giờ nó lòi ra cái màu này khác khác một xíu, rồi nó lòi ra màu này khác khác xíu. Nhưng mà nói chung lại là nó khác kiểu khác màu, nhưng Hoàng không đọc màu được nữa, mệt quá rồi. Rồi xả 19 ngàn mấy chị nhanh thì còn, chậm thì hết nha. Đây còn chừng này bộ chị nào thích thì còn mới cho Hoàng là bộ 19 thôi. Bộ 19 thôi được không mấy chị? Ok, bộ 19 cho cô Huỳnh Hồng nè. Ok, bộ 19 cho cô Huỳnh Hồng nè em. Cái áo ngày hôm qua đâu em? Cái áo ngày hôm qua còn ít đâu mang cho chị. Ok cho Đặng Oanh nè. Ờ đúng rồi, Đặng Oanh nè, 19 ngàn nè. Cái mẫu nào còn thì mang ra like xả hết cho khách em. Cô 2 bộ nữa đây. Ok cho cô Nga Trần 2 bộ nữa nè. Ok cho cô Nga Trần nè. Xả kho mấy chị ơi, em xả kho cho cô Nga Trần 19 bộ nè. Bộ này rất là đẹp luôn mấy chị. Cô Nga Trần nè 2 bộ nè. Rồi ok nè. Cho chị Hoa Giấy 2 bộ nè. Ok nè. Hoa Giấy 2 bộ, hoàn toàn 1 bộ nè. Cho chị Hoa Giấy nè, em xả kho với chị. Nó giỡn vui thôi chứ em xả kho với giá lỗ sắp mặt luôn với chị. Nhưng mà em đang tổng giả xả kho luôn. Ok cho chị Hoa Giấy nè, 19 ngàn nè. Em còn một bộ cuối cùng, chị nào lấy hốt lại giùm em luôn, em cảm ơn. Còn một bộ cuối cùng nè mấy chị nè, chị nào lấy chốt đây em cảm ơn. Rồi bây giờ em qua mẫu cho chị. Em tổng xả kho toàn bộ tất cả các ngành hàng ở trong cửa hàng mấy chị. Còn một bộ cuối cùng nè. Nói chung lại là nó cũng màu xám, nhưng mà hình này hình kia, nhưng mà chất này đẹp lắm. Mấy chị nhận hàng mấy chị mới biết là rất đẹp. Form thì lớn nữa. Lấy thêm một bộ ok cho Trần Thi là hết luôn nha. Trần Thi nữa là hết rồi em. Rồi hết nha cả nhà nha. Hết cho Trần Thi là hết, hoàn tổng xả kho. Cho nên xả nhanh mấy chị. Bộ này hoàn bán 35, xả 19, lỗ tắt mặt ra. Rồi hết nha mấy chị nha. Rồi bây giờ qua cái mẫu này cho em. Rồi mấy chị chốt lên cho em nè. Áo 15. Đây nè mấy chị, chia sẻ livestream cho em. Hôm nay em tổng xả kho tất cả các ngành hàng ở trong cửa hàng luôn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị chia sẻ livestream cho em bằng chốt hàng. Em bán lỗ cho mấy chị mới có 180 lượt xe thôi, còn ít lắm. Mấy chị share livestream thêm cho em đi mấy chị. Mấy chị chia sẻ livestream thêm cho em đi.
Rồi mấy chị nè, áo này hàng shop này hôm nay Hoàng xả cho mấy chị 15.000 luôn. Tan mạc đầy đủ và có giá bán ở trên từng cái áo luôn. Form này là 40kg đến 55-57kg mặc được, chất vải là siêu đẹp. Cái này nó chỉ hở cái vai như vậy thôi, dây lên đây đúng không, cái tay nó vẫn có và nó hở ra một khoảng như vậy thôi, chứ không phải là áo dây nha mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là sọc đen nè mấy chị nè, sọc đen nha. Giá bán một cái áo này là 165.000 nè mấy chị nè, có giá bán được từng áo luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là sọc đen, form này 40kg, 55-57kg mặc vừa. Chị nào lấy sọc đen 15, chốt lên cho Hoàng sọc đen 15. Chị nào lấy sọc hồng 15, comment lên sọc hồng 15. Nhanh lên mấy chị, Hoàng xả kho hết luôn mấy chị, sọc đen 15, sọc hồng 15. Lấy chốt lên cho Hoàng, sọc đen, sọc hồng với chị còn có mấy cái thôi, chị nào nhanh mới chốt được. Đây nè mấy chị nè, hàng này là hàng shop mấy chị nha, siêu phẩm luôn, nhanh tay lên. Sọc đen, sọc hồng mấy chị, sọc đen, sọc hồng 15.000 một cái áo. Bán tri ân lỗ tục quần luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Nó dây nhưng mà nó vẫn có cái tay như đây nè. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Sọc đen sọc hồng nha mấy chị nha. Áo 15 sọc đen. Ok nè, bây giờ Hoàng chốt này sọc đen cho chị Nhung Ngọc nè. Sọc đen cho chị Nhung Ngọc nè. Ok nè. Sọc đen cho chị Nhung Ngọc nè mấy chị. Chị nào lấy chốt lên liền cho em nha. Tổng xả kho toàn bộ tất cả các ngành hàng trong cửa hàng. Mấy chị nhanh mới mua được, chậm là hết nha. Em tổng xả kho luôn. Chị Nhung Ngọc ok sọc đen nè. Cho Hồng Nhung Lê nè. Giá hồng Nhung Lê 15.000 nè. Mấy chị nhanh tay lên giúp Hoàng mấy chị nha. Đúng rồi, bữa Hoàng bán 35.000 chính xác rồi. Nay Hoàng tổng xả kho tất cả các ngành hàng. Chị nào nhanh mới mua được, chậm thì là không có nha mấy chị nha. Chậm thì là không có. Rồi, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng sọc đen hoặc sọc hồng. Sọc đen sọc hồng mấy chị 15.000, quá rẻ quá bèo luôn, quá rẻ quá bèo luôn. Lấy chốt lên cho Hoàng mấy chị, sọc đen sọc hồng nha, sọc đen sọc hồng ok cho cô Nga Trần nè. Hoàng xả luôn 15.000 mấy chị ơi, bán lỗ sắp mặt ra. Ok nè, cho cô Nga Trần nè, 15 nè. Rồi chị nào lấy báo Hoàng nha, cho cô Nga Trần sọc đen có sọc hồng có luôn. Áo này là hàng sốt mấy chị, chất vải là xịn lắm. Ok nè, rồi chị nào lấy nữa báo Hoàng nha, chút nữa treo hai áo này lên làm mẫu em nè. Sọc đen sọc hồng, rồi nha mấy chị nha, rồi Hoàng xả luôn. Rồi hai mẫu này nè, lá xanh với lại lá hồng cũng 15.000 luôn. Lá xanh lá hồng Hoàng còn mở đây nè, Hoàng còn có tí tẩm này nè, Hoàng xả luôn cho nó hết mẫu luôn, xả cho hết mẫu luôn mấy chị. Rồi lấy chốt lên cho Hoàng. Ê, em ơi, nước xả mà Thái Hiren á, lấy cho chị một bị đen. Cái bị nước xả kia đó bữa giờ khách chờ quá trời luôn đó chị, bị đó, cái bị đó bữa 70.000 hay nhiêu đó, lấy vô cho chị. Chị Hằng vỡ giận thùng rồi còn lấy vô cho chị. Sọc đen ok cho chị Băng Tâm nè. Sọc đen cho chị Băng Tâm ok. Sọc đen cho chị Băng Tâm nè, ok nè. Sọc đen cho chị Băng Tâm. À chị Băng Tâm vô rồi thì em lấy cho chị bộ thể thao size XL đi cho chị coi. Ok, sọc đen cho chị Long Nguyễn nè. Sọc đen cho chị Long Nguyễn nè. Dạ con sinh ngày 1 tháng 11 năm 1987 cô. Rồi chị Long Nguyễn 15 sọc đen ok. À, lấy cho chị một bộ size XL, bộ thể thao cho chị thằng Băng Tâm coi luôn nha. XL em còn có một màu thôi. Còn nước xả comfort, em lấy cho chị mấy cái bị nước xả comfort luôn. Nước xả comfort xe cho mấy chị 25.000 18 gói. 25.000 18 gói nước xả comfort. Rồi đây mấy chị chốt lên cho Hoàng, cái này là lá xanh này, lá hồng này, form 40-55kg bao mặt vừa và đẹp, và lô này lô hàng shop luôn, giờ Hoàng xả luôn cho mấy chị đồng giá 15k, 15 ngọn. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng, lá xanh, lá hồng, rồi hàng này nó siêu đẹp luôn, bà tổ cha nó nhập cái lô shop này về bán lỗ sắp mặt ra. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng, lá xanh, lá hồng 15 luôn, lá xanh, lá hồng 15.000 luôn, lá xanh, lá hồng 15.000 mấy chị. Rồi mấy chị, lá xanh lá hồng xả luôn 15.000 đó, xả lỗ cỡ đó đó, 15.000 một áo như mấy chị, chứ không phải hai áo 15.000 chết bời luôn. Ok cho sen đá nè, ok cho sen đá nè, 15.000 nè. Chia sẻ live stream bằng chốt hàng nha. Lá xanh lá hồng ok cho chị Nhung Ngọc nè. Mấy chị chia sẻ live stream cho Hoàng nha. Nhung Ngọc nè, em bán lỗ sắp mặt ra đó cho chị Nhung Ngọc nè, 15.000 nè. Cho Nhung Ngọc nè. Hả? Chị không có ghi Úc Thảo là em sẽ tự biết đó là Khánh Hòa ha. Đừng hỏi chị nha, chị đang live stream. Rồi ok nè, cho Hồng Nhung lá hồng nè. Đừng có xếp hai một người hai ba đống rồi chút chiều không tìm thấy hàng rồi chốt hàng. Hồng Nhung Lê 15.000 lá hồng nè. Rồi ok cho cô Loan hai cái hai màu ok nè, cô Loan hai cái hai màu này cho cô Kim Loan nè. Còn một cái lá hồng mấy chị ơi, cho cô Kim Loan nè, 15 nè. Cho cô Kim Loan 15 nè. Rồi một cái lá xanh, một cái lá hồng. Lá xanh hết rồi chị Long Nguyễn ơi, em còn một cái lá hồng.
cô Kim Loan. Cô Kim Loan ơi, hốt giùm cô cảm ơn. Còn cái lá hồng nữa nè, mình cứ tụng hết cho cô Loan đi. Đó, mình cứ tụng hết, còn cái cuối cùng mình tụng cho cô Loan luôn. Cho nó gọn. Cô Loan yêu quý của lòng cô Loan cứu con đi. 15 qua, 15 qua con tụng hết cho cô Loan. Nó dữ á, còn dư một cái lá màu hồng chơi luôn cho cô Loan luôn. Rồi xong. Rồi mấy chị chấm bài lên cho Hoài nha. Bây giờ này mấy chị cơm pho chốt cho Hoàng 25.000. 25.000 18 gói cơm pho. Một vét như vậy trong đây là có 6 gói cơm pho và nó sẽ có hai hương mấy chị nè. Cơm pho hàng Thái, hàng khuyến mãi của bên Thái nè mấy chị nè. Đây, Hoài sẽ bán một combo là 18 gói với giá 25.000. Chốt mấy chị. Chốt lên cho Hoàng nè mấy chị nè. 25.000 18 gói cơm pho chốt lên mấy chị, nhanh lên mấy chị nè. Siêu rẻ luôn. Mấy chị cầm 25.000 mấy chị ra tạp hóa mấy chị chỉ mua được 10 gói đến 12 gói là tối đa đúng không? Cái này 18 gói giúp Hoàng mấy chị chốt lên. 25.000 tổng xả kho tất cả các ngành hàng trong cửa hàng luôn. Chị nào hôm nay bước ra khỏi livestream là một cái thiệt thòi rất là lớn. Chốt lên giúp Hoàng nha. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng cơm pho một combo này 25.000 đến 18 gói cơm pho cực thơm, cực thích luôn. Nhanh lên mấy chị. Rồi cho chị xem bộ thể thao, lấy cho chị một bộ thể thao size XL em. Rồi số tài khoản 996 4810 4810 2051 56996 đúng rồi, chính xác số tài khoản Aribank của chị em, số tài khoản Batibank, bên tiền qua đi cục cưng. Rồi đây đây nè mấy chị, chốt lên cho Hoàng này nha. Cái gì năm xét, cái gì năm xét, đừng chốt combo đây. Combo cứ một combo như vậy á mấy chị là 25.000. Mấy chị muốn chốt nhiêu combo comment lên cho em, có nghĩa là mấy chị đừng quan tâm em nói cái gì. Có nghĩa là bình thường em gọi cái này là 6 gói là em gọi một set đúng không, thì em bán cho mấy chị 3 set như vậy 25.000. Nhưng mà mấy chị khỏi kêu set chi cho nó mất công. Mấy chị em cứ bán cho mấy chị một combo là 25.000. Mấy chị muốn mua hai combo là 50.000. 50.000 là tương đương 36 gói chính xác. Rồi mấy chị chốt lên cơm pho cho em ha mấy chị nha, cho dễ hiểu nè mấy chị nha. Chốt đi mấy chị. Chốt đi rồi từ từ em cho nhân viên lôi hàng ra, em sẽ chốt cho mấy chị comment đi ha. Siêu rẻ luôn mấy chị nha. 25.000 đến 18 gói cơm pho hàng Thái Lan, siêu rẻ luôn mấy chị, cực kỳ thơm. Chị nào xài rồi biết rồi, số lượng còn ít em tổng xả kho hết cho mấy chị nha. Nhanh tay lên. Rồi size XL coi, chỉ còn một bộ thể thao duy nhất màu này thôi nè, cô băng tâm nè. Rồi đây size XL này con chỉ còn đúng một bộ duy nhất màu này thôi. Rồi 5 combo ok thêm trần. Rồi mấy chị cứ chốt lên đi mấy chị, lôi combo ra đi em. Rồi đây size XL con chỉ còn đúng một bộ màu này thôi, cô quan tâm nha. Rồi lấy báo con một bộ màu xanh lá nè. Rồi đây size XL mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng combo nhiêu comment lên đây. Số lượng còn rất ít, nhanh tay comment tốc hành lên mấy chị. Comment tốc hành lên. Bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt hàng cho mấy chị nè. Rồi nhanh tay lên mấy chị nha. Đây size XL này cô nè. Rồi bây giờ mang cơm pho ra cho chị chốt em. Nhanh lên, rất là nhiều khách luôn, để chị chốt. Bưng hết cái thùng cơm pho ra. Ủa còn có đằng đó thôi hả mấy má? Dạ hết. Mấy má ơi, hết mấy chị. Rồi bây giờ nè, bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt cho mấy chị nha. Nga Nguyễn ok nè, Nga Nguyễn là một combo nè. Ok nè, Nga Nguyễn nè. Cho cô xem bộ thu đông nha con. Rồi ok cô đợi con một xíu. Size XL 75kg vừa không hả? 75kg hả? Con trai 75kg vừa. Con trai thì 75kg vừa. Mà nếu các em muốn ok thì em có thể mua size 2XL á. 2XL là 75-80kg ok ha. Ok cho Nga Nguyễn nè. Cái đó chị Hoàng có size 2XL mà em. 25.000 nè. Một combo cho Nga Nguyễn nè. Rồi thêm trần là 5 combo ok cực cưng nè. Thêm trần 5 combo. Đưa cái này qua đây cho chị cái. Ui chú cha má ơi. Rồi ok cho thêm trần này. Thêm trần là 5 combo luôn hả? Một combo 3 gói, 5, 15 gói mi set đi. Tao mệt quá. Rồi ok, 5 combo bô là 15 gói em. 15 cái cục đó đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Một combo là 25.000. 5 combo là 125.000 đó. Liệu hồn mà set. Thiếu, nhanh lên, làm tốc hành lên. 3 gói là 1 set. Chính xác rồi, 3 gói như vậy là 1 set đó. Nếu 5 set vậy, ngơ ngáo ra. Ok, Nguyễn Thanh này. Nguyễn Thanh này, rồi. Ok này, Nguyễn Thanh này. Ok, Nguyễn Thanh 25.000 nè. Nguyễn Thanh này, rồi ok này. Tiên Nguyễn này, Tiên Nguyễn lấy cho chị 2 set combo đi không? 2 set là 2 combo là 6 gói á. Rồi hết rồi mấy chị ơi, kiểu này tình hình này em nói chung lại là nếu như em bán cái nước xả này không được cho mấy chị, em sẽ bán cái nước xả khác cho mấy chị, giá với tri ân bù lại cho mấy chị ha. Chứ giờ thì cũng không biết tình hình tới đâu. Rồi Tiên Nguyễn đi em. Cho Phương Thúy Trần ok nè. 1, 2. Cái đó của bé thêm trần em. Rồi cái này cho bé Phương Thúy Trần nè. Còn cái của em là cho bé Tiên Nguyễn nè.
Nói chung là bây giờ là không đủ thiếu gì hết. Nhưng mà ai mà chốt không đủ thì mày sẽ bù cái nước xả khác cho. Phương Thúy Trần 25.000 em. 5 set đó là 125.000. Nguyễn Thanh có rồi. Ok nè. Để Hoàng coi thử coi, quá trời chị chốt nhưng mà rất là nhiều chị cũng không đủ thì đừng có buồn. Rồi ok cho đợi Hoàng xíu, còn một set cuối cùng để Hoàng coi thử chị nào nha. Ok cho Hồng Nhung Lê. Rồi hết nè. Cái này cho Hồng Nhung Lê nè. Rồi mai cái nước xả dây Thái qua cho chị, cái nước xả Hire nè. Bán bù cái mã đó cho mấy chị luôn. Rồi cái này cho Hồng Nhung Lê nè. 25.000. Cái này cho ai đây? Cái này là cho bé Nguyễn Thanh nè. Nguyễn Thanh này là chung với Nga Nguyễn nè. Bỏ vô bệnh cho con bé đi. Chị quan tâm nha. Còn ví dụ như mấy chị 70kg đến 80kg thì mấy chị ráy với Hoàng. Lấy mỗi màu một dây thôi em. Mỗi màu một dây. Bây giờ Hoàng sẽ xả cái nước xả này cho mấy chị nè. Nước xả Hiren hàng Thái Lan. Nước xả đẳng cấp nhất của bên Thái luôn mấy chị. Thơm từ sáng đến chiều. Thơm từ sáng đến chiều cái đồ mình vẫn còn thơm nha mấy chị nha. Nước xả Hiren, dòng nước xả cao cấp nhất bên Thái luôn mấy chị nha, nhất bên Thái luôn. Nội địa bên Thái người ta xoàn xài nước xả này. Người ta comfort thì nó sản xuất ra nhưng mà nó chỉ là vận chuyển qua các nước lân cận thôi, chứ bản thân bên nó xài nội địa là nó xài cái nước này nè mấy chị nè. Rồi hôm nay Hoàng sẽ tri ân luôn cho mấy chị nè. Lấy em hai bộ size XL. Em ơi lựa cho chị hai bộ size XL á, 2XL nha, 80kg như chồng chị mặc á. Để em lựa màu qua đây cho con bé này nó coi. Rồi ok mấy chị, cái này là Hoàng còn 4 màu nha. Một dây là 12 gói. Một dây 12 gói này Hoàng bán giá sốc cho mấy chị, bù cho mấy chị nè. Rồi mấy chị, xanh, hồng, trắng, đen mấy chị nè. Mấy chị nha, cái này là màu đen giúp Hoàng nè mấy chị nè. Một dây như vậy là 2 gói nha, một bộ nha chị hả. Ờ ok, lấy một bộ thôi. Lấy một bộ, cái bộ con trai thì em lấy màu xanh biển cho nó đi. Nữ mặc được không hả? Nữ thì em lấy mấy cái màu. Nói chung lại là nữ á, thì nữ thì em mặc xí trên L thôi. Nữ 75kg trên L được không? Thôi chắc phải là 2X trên L. Nữ 75kg thì phải mặc 2X mới được. Chị xấu. Con gái hay con trai em? Gái con trai gì mặc không được bà. Bà thích mặc bà mặc thôi chứ. Đồ thể thao mà. Chị Hoàng kéo xuống mấy cái livestream trước Hoàng mặc đó. Đây nè em nè. Chị cho em coi màu sơ nha. Cái này nè có màu đỏ nè em nè. Size 2X trên L màu đỏ nè. Cái này là 2X là bự cho bá lửa luôn. Bự này là từ 60kg đến 70kg nè. Đây nè, đây nè, em thích mặc cái màu gì em mặc, nữ nam gì mặc được hết. Đồ này là đồ của nam, mình thích mặc thì mình mặc ké, chứ mấy người kia nó mặc ké đồ chồng thì sao. Rồi mấy chị, rồi lấy bộ đỏ chốt đỏ cho Hoàng nè. Cái này Hoàng khỏi mở ra nha. Cái này là chốt cho Hoàng là xanh lá nè. Cái này là chốt cho Hoàng là xanh biển nè. Rồi cái này là hồi nãy con Hân nó nói là cái này xanh dương nè. Đó đúng không? Tao mà tao không biết là tao quýnh mi á. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng. Rồi đó có một đó màu đó, lấy thì chốt cho Hoàng. Bộ nữ mặc em thích mặc bộ nào mặc. Giờ bây giờ Hoàng qua nước xả nè mấy chị nè. Nước xả Hiren hàng Thái Lan. Nếu như lúc nãy chị nào mua cơm pho bị hụt, ngay lúc này mấy chị mua nước xả này. À, cô có nước xả không con? Cô Nga Trần có nước xả không em? Lúc nãy có chốt cô Nga Trần có được không em? Dạ không. Nga Nguyễn này, Hồng Nhung Lê nè, Tinh Nguyễn này. Nga Trần có được không? Thêm Trần thì được rồi, cô Nga bên Hàm Đức á. Có được không? Không hả? Hình như không được hay sao? Cô mấy đứa nó nói không có, con không biết luôn. Rồi mấy chị, nước xả Hiren hàng Thái Lan nha, hàng này hàng Thái. Mấy chị có thể mua về mấy chị xài là thơm đồ từ sáng đến chiều luôn. Cái này là màu hồng giúp Hoàng nè mấy chị nè. Rồi cái này là màu trắng nè, màu đen nè và màu xanh. Hôm nay Hoàng tri ân bộ thể thao xanh lá hôm bữa có rồi, nhớ lấy XL dùm cô nghe. Bộ thể thao màu xanh lá hôm bữa có rồi, nhớ lấy size XL dùm cô nghe. Băng tâm, cô băng tâm là bữa tụi em lấy size gì đó. Cô cái màu xanh lá đó cô có rồi mà lấy size XL cho cô. Dạ rồi, xíu nữa khi nào nó chốt đơn cô thì con sẽ nói nó kiểm tra thử có phải size XL không. Hân ơi ghi chú vô đi em. Cái cô băng tâm á là với Thanh Loan á, là cái bộ thể thao của cô á, là bữa cô lấy bộ xanh lá rồi, là cái xanh bia đó rồi. Nhưng mà nhớ coi thử có phải size XL hay không. Sẵn tiện cái cục đồ của cô đó mua ra moi ra coi thử coi. Băng tâm á. Rồi mấy chị, 12 gói nha, xe cho mấy chị 40.000 hai dây, chốt lại cho Hoàng. Chốt lại cho Hoàng 40.000 hai dây mấy chị nha. 40.000 hai dây xả kho cho mấy chị luôn với giá lỗ luôn. 40.000 hai dây mấy chị được phép chọn màu thoải mái. Cái này là Hoàng bán là 49.000 hai dây đó. Bây giờ Hoàng tri ân cho mấy chị nè.
rẻ hơn cái hàng trong tạp hóa mua gấp triệu lần. XL vậy đúng rồi cô. Vậy là đúng rồi, đúng 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 rồi. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng, chỉ một livestream duy nhất thôi mấy chị nha. Lưu ý nè, chốt màu lên cho Hoàng luôn. Và lưu ý là chỉ một livestream này thôi. Chị em nào xem lại livestream chiều mua trong tin nhắn cũng không được giá này. Bây giờ ngay lập tức mua và chia sẻ livestream mới được giá 40.000 nha mấy chị nha. Nhanh lên chốt lên cho Hoàng mấy chị kim sai chốt màu đi cục cưng. Trắng đen cho Kiều Thủy ok. Nước xả để khỏi cần quảng cáo. Giá là mấy chị nắm hết trong lòng bàn tay. Mùi thơm hương thơm mấy chị đã nắm hết rồi. Nước xả này là nước xả đẳng cấp của bên Thái luôn. Xài xong là chỉ có ghiền thôi. Thơm từ sáng đến chiều vẫn còn thơm cái bộ đồ nha. Cho dù gặp thời tiết không thuận lợi, trời mưa, nó vẫn rất là thơm luôn. Rồi bây giờ chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi trắng đen cho Kiều Thủy ok nè. Trắng đen cho Kiều Thủy ok. Kiều Thủy hai dây trắng đen nè, em bỏ vô bị đây chúng chị. Xanh biển còn size L hả? Xanh biển size L à, xanh biển size L cũng hết luôn rồi cô ơi. Xanh biển size L hết luôn. Xanh biển size L hết. Cô quan tâm cô có thể lấy size 2 chứ. Thì mới còn. Lấy em 2 kéo nhật nữa đi, người ta gửi mua dùm ok ok. À, em chốt cho bé thoa hình đi, đơn bé thoa hình nó nói lấy thêm kéo thêm gì đó em. Hồng với đen ok cho Lợi Nguyễn Võ Xu. Đưa đây cho chị Hoàng đi cho nè. Này là cho Kiều Thủy nè. Kiều Thủy 40 nè. Xả cho mấy chị đủ đơn luôn, xả lỗ luôn. Trắng đen ok nè. Màu trắng, màu đen, đợi xíu Hoàng chốt. Mấy chị chốt lên đi, trắng đen cho Kiều Thủy nè. Mang tới đây cho chị em, mang hàng tới đây em. Kim Sang chốt màu cho Hoàng nha. Lợi Nguyễn Bỏ Xu chép màu nha. Hồng với đen, Lợi Nguyễn Bỏ Xu mang hết combo ra đây. Mình đang lan cái nào là mình mang hết ra đây cho chị chốt cho khách cho nó lẹ nè. Rồi mấy chị comment lên đi, 4 màu chưa bao giờ bán cái giá 40.000 hai dây, bán tặng cho mọi người để mọi người cảm thấy là nó thơm nó ghiền đúng không? Mai sau mua hai dây 49.000. Mai sau mua hai dây 49.000. Bây giờ là bán là lỗ hết á. Ok nè, hồng đen này cho Lợi Nguyễn Võ Xu. Một cái dây đen nè, với một dây hồng nè. Rồi em ngồi rảnh lại cái dây nào mà nó hai dây thì xé từ từ ra, chứ không là nó bị đứt á. Ok nè, hồng đen nè cho Lợi Nguyễn Võ Xu nè. Lợi Nguyễn Võ Xu ok nè. 40 ok cho Lợi Nguyễn Võ Xu. 40 hồng đen có luôn. Cô hai dây đen với xanh ok nè, đen với xanh cho cô Nga Trần. Đó, lấy ra đi em. Cô Nga Trần nè. Này có thời gian là xé ra chứ xé nhanh quá coi chừng nó đứt nó chảy nước đó. Thấy chưa? Nói mà không bao giờ nghe. Rồi xé cho chị một dây màu đen đi không? Rồi ra xử lý cái đó đi em ơi, chùi rửa đi. Để cho cô Nga Trần này, cái đó để cho chị xả luôn. Xé cái này không phải là nhanh là được đâu. Nga Trần nè. Ok cho cô Nga Trần nè. 40 nè. Ok cho cô Nga Trần là 40 nè. 2 dây màu trắng ok cho Long Nguyễn nè. 2 dây màu trắng cho Long Nguyễn nè. Ok nè. 2 dây màu trắng cho Long Nguyễn. Kim sai chốt màu gì báo chị nha. Hả? À chưa chưa ai biết không? Chị Hoàng hồi nãy giờ livestream không biết nữa. Long Nguyễn nè, 40. Đen với xanh cho Kim Sang nè. Đen với xanh cho Kim Sang nè. Chùi đi em. Đen nè. Xé cái này á, muốn xé cái này á thì á, không lẽ là mỗi việc là phải chỉ chứ thì khổ ghê đời. Muốn xé cái này mà không đứng là người ta phải cuộn lại như vậy nè, và người ta làm như vậy nè. Đó, thì nó không bao giờ đứt. Cầm ở trên mà kéo xuống như vậy thì rồi mười nó cũng đứt nữa. Đen với xanh nè, ok cho Kim Sang nè. Bày hoài, mỗi chút phải bày cực khổ dã man. Đen xanh nè, cho Kim Sang nè. Đen xanh cho Kim Sang nha. Thì là xả lỗ rồi đó, rồi nó còn kèm theo lỗ nữa. Nó sắp mặt ra. Ok Kim Sang nè, 40 nè. Ok nè, đen xanh cho Kim Sang nè. 2 dây đen xanh cho Đặng Hạ nè. Đen với xanh cho Đặng Hạ nè. Ok nè, đen xanh cho Đặng Hạ nè. Chị nào lấy màu nào nhớ comment lại cho Hoàng nha. Muốn lấy nhiều thì lấy. Hôm nay Hoàng xả 40.000 2 dây là hết sức luôn rồi. Bình thường Hoàng bán 49.000 2 dây á. Giờ cuối năm Hoàng xả luôn cho mọi người, xả cho thơm tho luôn. Rồi chị nào lấy báo Hoàng nha. Màu gì báo lại cho Hoàng. Chị nào lấy báo lại cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi, bốn màu á, bốn màu Long Nguyễn có rồi nè, cô Nga Trần có rồi nè, Lợi Nguyễn Bỏ Xu có rồi nè. Rồi chị nào muốn lấy thêm báo Hoàng mấy chị. Chị nào muốn lấy thêm báo Hoàng có bốn màu nha mấy chị nha. Bốn màu. Đen trắng xanh hồng, đen trắng xanh hồng, đen xanh cho Đặng Hạ,
của Đặng Hạ hình như chị chốt rồi mà. Đen xanh cho Đặng Hạ có rồi mà. Có rồi. Đen xanh cho Đặng Hạ có rồi. Rảnh xong xé ra xong xé vô cái sọt kia chị. Đây. Nước xả này là bao thơm luôn, thơm từ sáng đến chiều luôn. Thơm từ sáng đến chiều vẫn còn thơm luôn nha, chị nào lấy thì chốt. Rồi, nước xả Hydrain là Hoàng về cái dòng này nữa nè. Hoàng mới về lại thêm nè, 70.000 một túi, 1,8 kg luôn. Một túi này là 1,8 kg luôn, 70.000 chị nào lấy thì chốt cho Hoàng. Nước xả túi 70.000. Nói chung là rất là thơm luôn. Thơm ơi là thơm luôn, chị nào lấy chốt cho Hoàng. Nước xả túi này thì 70.000 nha, 1,8 kg luôn. Đi siêu thị mà cái bịch 1,8 kg này nè là 170.000 á. 170.000 luôn chứ không bao giờ có cái giá này luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Nước xả túi. Còn chị nào lấy dây nữa thì báo Hoàng. Hôm nay xả một bữa duy nhất thôi với giá 40.000 là xả lỗ luôn rồi. Bây giờ Hoàng cho mấy chị xem bộ thu đông nữa, xong rồi Hoàng xuống livestream nha. Ủa cái bộ này không có mà giờ ở đâu rồi, đây. Ủa cái bộ này bữa chị bán nè. Rồi cái bộ pyjama KT Thái loại 1. Cái con Lan Trần nó thích cái bộ này lắm nè. Ở Hàm Thuận Nam á. Cái này là KT Thái loại 1 luôn. Nó rất là mềm luôn nè. Trời ơi, ở đâu xót ra đây. Rồi bộ này giờ Hoàng xe cho mấy chị luôn. 49.000 nha. 49.000 chị nào lấy thì chốt cho Hoàng. Cái này là chốt cho Hoàng là gấu hồng nè. 49.000 chốt lên cho Hoàng gấu hồng. Chất vải KT Thái loại 1 nó rất là mềm như vậy nè mấy chị nè. Nó mềm xèo như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Cái này là gấu hồng chất KT Thái loại 1, form 40kg đến 56-57kg mặt vừa đây. Rồi đây chị nào lấy chốt cho Hoàng là gấu hồng. 2 dây 40.000 đó. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng mấy chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Cái này là gấu hồng nha, có bộ ai xả ra. Rồi bây giờ con cho cô coi đồ thu đông nè. Rồi con cho cô coi đồ thu đông nè. Đồ thu đông là 49.000 một bộ. Cái bộ đó đẹp ơi là đẹp, ok cho chị. Ok là cho chị Cúc Nguyễn nè. Ok cho chị Cúc Nguyễn nè. Cúc Nguyễn nè. Chị Cúc Nguyễn này là em cô Loan á. Rồi 49.000 luôn. Bộ này đẹp ơi là đẹp luôn á. Ai mà bỏ vô cái của chị Cúc Nguyễn đi, có nó lạc ra. Lấy cho chị một hộp bánh mít đi. Rồi bánh mít hồi còn ít hồi xả cho mấy chị luôn. Ngày lắm chị. Rồi mấy chị bộ thu đông này, hôm nay hàng xả cho mấy chị luôn. 45.000 một bộ luôn. Bộ thu đông nha, hàng hiếm đá nha, hàng này là siêu đẹp mấy chị biết rồi. Một cái quần không là đã bán được giá là 35.000 rồi. Bây giờ một cái bộ này hàng xả luôn cho mấy chị 45.000 luôn. Bộ này nếu như không đẹp hoặc cho mấy chị hoàn lại bất chấp luôn. 45.000 đồng một bộ mấy chị nha. Đây, bữa là hàng xả 49 là đã lỗ sắp bật rồi, giờ xả 45 bộ này đính đá này, tay dài luôn, bộ thu đông này mấy chị biết rồi ha. Cái này là từ 40kg nha mấy chị, 45kg nha mấy chị nha. 45kg cho đến 60kg, 65kg vẫn vừa, 65kg cao vẫn vừa, Hoàng mặt vẫn vừa luôn à. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng này. Đây, chốt lên cho Hoàng. Cái mã này, màu này là chốt cho Hoàng là màu xanh đi ha. Xanh, xanh biển đi mấy chị, chốt lên cho Hoàng là xanh biển. Chị nào lấy xanh biển chốt lên cho Hoàng là xanh biển nè mấy chị nè. Chị nào lấy xanh biển chốt xanh biển 45.000 một bộ thu đông. Bộ này rất là đẹp luôn. Đẹp như chưa bao giờ được đẹp luôn. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Đây bộ thu đông đây. Trời cái gì chui vào mũi khóc á. Xanh biển nè mấy chị nè. 45.000 xả kho luôn mấy chị. Hôm nay là hàng tổng xả kho ấy. Nếu như bộ này mấy chị nhận hàng không đẹp còn cho mấy chị trả lại bất chấp thời gian luôn. Đây nè mấy chị nè. Cái quần như vậy với cái áo như vậy nè. Chị nào lấy xanh biển chốt xanh biển nha. 45.000 thôi. Xả luôn mấy chị. Tại vì kho hàng của Hoàng đang nhiều quá đó. Hoàng xả hết luôn. Rồi tại bài bán livestream này bán cuối tháng nữa là hết rồi. Hoàng xả hết luôn mấy chị. Rồi ok nè. Cho Khả Ngân nè. Khả Ngân đơn chưa đi thì em dồn cho con bé này. Khả Ngân này 45.000 này. Chị nào lấy xanh biển chốt cho Hoàng xanh biển nha. Chị nào lấy xanh biển cho Hoàng mấy chị. 45 thôi, bộ này Hoàng mặc vô là mấy chị dành quánh quánh nha mấy chị dành luôn á. Bộ này mấy chị chốt cho Hoàng là bộ màu cam này. Bộ này mấy chị chốt cho Hoàng màu cam này. Đính đá chỗ này như vậy nè, mặc lên là đẹp lắm, cái áo cực kỳ ấm luôn. Đây mấy chị nè, bộ đó đẹp lắm, em 65kg. Ok 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 em, bộ đó đẹp 65kg mặc đẹp giả mang luôn. Ừ 65kg. Chị 69kg chị mặc nó hơi chật xíu, còn 65kg là mặc đẹp giả mang luôn, quần là ấm ru và rù luôn. Có 45.000 bộ bao giá toàn Facebook luôn. Rồi, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng thì cái này là màu cam này mấy chị nè. Chị nào lấy cam chốt cam, bộ này là đúng là đẹp giả mang luôn.
Mùa thu đâm dài nè mấy chị nè. Quần là có túi hết đẹp như vậy, là nguyên một bộ như vậy có 45.000, Hoàng nghĩ là nhiều khi thiệt á. Thành ra là tại sao mà mình đông khách là bởi vì nó quá rẻ đó mọi người. Nó quá rẻ luôn. Mấy chị cầm 45.000 bây giờ lên chợ mấy chị không mua được một cái áo, hoặc không mua được một cái quần điều đó, Hoàng khẳng định 100% luôn mấy chị nè. 45.000 bây giờ mấy chị lên chợ mấy chị cũng không bao giờ mua được một cái quần, hoặc mấy chị cũng không bao giờ mua được một cái áo. Đừng nói là một combo này có 45.000, mấy chị nhận hàng mấy chị cảm thấy trời ơi 45 mình mà mua được bộ đồ này quá giá trị luôn, Hoàng nói thiệt mà. Đó, Hoàng ôm được xưởng sale rồi Hoàng cũng sale cho mấy chị luôn á. Ok cho cô Huỳnh Hồng một bộ này 45 nè. Cuối năm á bên nhà xưởng họ sale á, Hoàng cũng sale cho mấy chị luôn. Ok cho cô Huỳnh Hồng 45 nè. Chị nào mua là tranh thủ mua, Hoàng nói thật luôn á, xả lỗ ơi là lỗ luôn. Chị nào lấy cam chốt cam nha. Rồi qua cái mẫu này là sọc nè mấy chị nè. Chị nào lấy sọc xanh comment cho Hoàng sọc xanh. Không đẹp là không lấy tiền luôn. Đây nè mấy chị nè. Chị nào lấy sọc xanh comment sọc xanh. Cái áo này giả tỷ mấy chị mặc với quần jean nó cũng ok. Mình không muốn phối thành bộ thu đông, mình lấy cái áo này mình mặc riêng vẫn đẹp. Tại vì áo này áo tay dài mà đến đá như vậy nè mấy chị nè. Hoàng nói là mua một cái áo này 45.000 mình cũng thấy xứng đáng nữa. Rất đẹp luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Hoàng xanh hữu trợ luôn tí. Rồi ok ok chờ em xíu, cái này là sọc xanh nè mấy chị nè. Chị nó lấy sọc xanh phần bên cho em là sọc xanh. Rồi chị nó lấy chốt lên cho em nha mấy chị nha. Bán lỗ sắc mặt ra. Xả luôn cho mấy chị luôn. Sọc xanh cho chị Cúc Nguyễn nè. Ok, áo quần xanh biển cho chị Cúc Nguyễn nè. Ok nè. Một cái bộ mà nó rất là dày luôn mấy chị nha. Nó không phải là cái bộ mỏng mỏng bình thường đâu. Em nói 45.000 là rẻ lắm lắm luôn luôn. Ok cho chị Cúc Nguyễn nè. 45.000 em bao giá toàn Facebook luôn. Chị nào mà bà dám bán cái bộ này 45.000 em chịu cái gì em cũng chịu luôn. Ok cho chị Cúc Nguyễn một bộ xanh biển nè. Sọc xanh cho Khả Ngân nè. Sọc xanh cho Khả Ngân ok nè. Nè một cái bộ siêu dày như vậy nè, Khả Ngân nè. Mai bán rẻ như Hoàng hết trơn á mấy chị. Ok Khả Ngân 45 nè. Rồi tiếp tục nè, Hoàng Thu Thảo sọc xanh hả? Khách mới cho Hoàng xin thông tin số điện thoại địa chỉ đi cục cưng ơi. Sọc xanh cho Hoàng Thu Thảo. Khách mới cho Hoàng xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha. 45.000 một bộ này không ai dám bán luôn. Hoàng Thu Thảo khách mới cho Hoàng xin thông tin số điện thoại địa chỉ em. Đơn hàng 100.000 mới chốt gửi nha. Bán 45.000 là xả lỗ. Không đủ đơn hàng là Hoàng không có gửi được nè. Rồi ok nè, Hoàng Thu Thảo 45.000 nè. Với lại bên Hoàng là không có đồng kiểm hàng nha mấy chị nha. Không có đồng kiểm hàng. Nói trước để cho mấy chị mới nào sợ thì mình có thể hủy đơn khỏi muộn được. Rồi mấy chị chốt cho Hoàng cái này là sọc đen nè. Toàn bộ là bộ thu đông đính đá nè. Rồi cái này hả, nhập vô là đã 48-49.000 rồi. Mà giờ xả kho 45.000 nó lỗ sắp mặt ra. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là sọc đen nè. Hoàng lấy mẹ cái áo Hoàng bán cha nó 3.29.000, xong Hoàng bán mẹ cái quần 29.000 đi là cũng được 58.000 cho khỏe chứ bắt bớ bán cái set gì lỗ sắp mặt ra. Rồi chị nào lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen nha mấy chị nha. Đây cực ấm luôn. Rồi chị nào lấy sọc đen chốt sọc đen với Hoàng. Sọc đen cho Khả Ngân ok nè. Chị nào lấy sọc đen comment cho Hoàng là sọc đen nha, Khả Ngân nè. Rồi mấy chị ai đang xem được livestream chấm bài cho Hoàng với mấy chị ơi. Khả Ngân này 45 nè. Sọc đen ok nè cho Khả Ngân nè. Chị nào lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen nha mấy chị nha. Sọc đen cho cô Châu Minh nè. 45.000 nè, Hoàng xả lỗ luôn. Ok nè cho cô Châu Minh nè, sọc đen 45.000. Chị nào lấy sọc đen nữa thì báo Hoàng sọc đen. Khách ghé đó. Khách ghé em cô Loan đó. Rồi chị nào lấy báo Hoàng nha. Chị nào lấy báo Hoàng sọc đen, sọc đen, sọc đen. Sọc đen, sọc đen nha mấy chị nha. Cái này mấy chị chốt cho Hoàng là sọc đỏ nè. Cái này mấy chị chốt cho Hoàng là sọc đỏ nè mấy chị nè. Cái này mấy chị chốt cho Hoàng là sọc đỏ. Giờ mới xong việc hả trời, 45.000 một bộ xả lỗ kinh khủng khiếp luôn. Một cái bộ thu đông như vậy nè mấy chị nè. Cái quần này, cái quần nó là như vậy nè. Rồi ai lấy sọc đỏ chốt cho Hoàng là sọc đỏ. Một cái bộ đồ như vậy 45.000 đấy hả. Trời ơi. Tính ra là mỗi cái chưa được 25.000. Cái áo chưa được 25.000 mà cái quần cũng chưa được 25.000. Đây chị nào lấy chốt lên cho Hoàng sọc đỏ nha mấy chị nha. Chị nào lấy sọc đỏ comment cho Hoàng là sọc đỏ mấy chị. Chị nào lấy sọc đỏ comment sọc đỏ nha.
Chị nào lấy sọc đỏ chốt hoài, sọc đỏ, sọc đen, chốt sọc đen, sọc xanh. Hoàng không thả bỏ ra đi em. Con bé kia nó comment xong rồi nó không thấy cho thông tin số điện thoại địa chỉ. Khả Ngân thì bỏ qua bên kia và con bé Khả Ngân xếp vào đó chi. Để chút nữa cho bé kia nó dùng đơn cho con bé Khả Ngân luôn mà. Rồi ok nè, Hoàng xả cái này ra. Hoàng Thu Thảo không có cho số điện thoại địa chỉ hả? À ok cho rồi ha. Chuyển khoản đi em. Cố gắng chuyển khoản đi em. Hoàng Thu Thảo cho rồi ok để chị ghi lại. Cái này là khách mà lựa chưa đủ đơn là chắc chiều phải lựa thêm quá. Hoặc là tối lựa thêm nha em ơi. Hoàng Thu Thảo nè. Sọc đỏ ok nè. Sọc đỏ cho thêm trần nè. Sọc đỏ cho thêm trần ok nè. Sọc đỏ cho thêm trần nè. 45.000 một bộ thôi. Nói chung lại là chị lời không có bao nhiêu. Chị là cực kỳ thích tiền thôi. Tiền để mà chị chuyển tiền hàng cho xưởng, cho đồ cuối năm á. Chứ còn nói chung lại là bán lời không có bao nhiêu. Mà điện thoại của chị là chị xài thuê bao trả sau không mà. Em có bán cạc cho chị thì chị cũng để đó thôi. Nên là chị thực sự là rất là muốn là em chuyển khoản. Em chuyển qua Aribank không được, em chuyển qua tài khoản Vietcombank giúp chị. Để chị xài hai tài khoản luôn, vừa Vietcombank vừa Aribank luôn á. Rồi cái này ai lấy chốt cho Hoàng nè. Xanh đậm nè mấy chị. Chị nào lấy xanh đậm chốt cho Hoàng xanh đậm. 45.000 một bộ mấy chị nghĩ sao? Đây một bộ như vậy mấy chị nhìn bằng mắt thường mấy chị có thấy đẹp không? Đây chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Đây nè xanh đậm. Cái này chốt cho Hoàng là sọc xanh đậm nè mấy chị. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng sọc xanh đậm. 45.000 một bộ. 45.000 một bộ thôi. Mấy chị thấy sao? 65kg vẫn mặc vừa nha. 45kg 65kg vẫn mặc vừa hết. Đẹp hết luôn. Chị nào lấy chốt cho Hoàng thì nhắn. Hân ơi, em chụp cái màn hình cái thay tài khoản của chị gửi qua cho bé Khả Ngân đi. Chứ sao bé Khả Ngân nó nói chị nhắn Vietcombank cho em thử chị. Em nhắn đi, em gửi lại đi. Vietcombank ở trên đó em. Trong một cái ảnh bìa của chị là vừa có thông tin Vietcombank, vừa có thông tin Aribank luôn mà. Rồi, ai lấy thì báo về nha. Cái đó là xanh đậm đó. Cái đó là xanh đậm đó, ok cho Khả Ngân nè. 45.000 nè, Khả Ngân nè. 45 nè, em cứ chuyển vô Vietcombank cũng được. Vietcombank nó cũng ít khi nào nó xảy ra lỗi lắm. Em chuyển thử xem. Rồi chị nào lấy xanh đậm chốt cho Hoàng là xanh đậm nha. Xanh đậm, xanh đậm. Cái này là xanh ngọc nè. Cái mẫu này màu này hình như Hoàng chưa like sao. Rồi cái này là xanh ngọc nè mấy chị nè. Màu này xanh ngọc nè. Chị nào lấy chốt cho Hoàng là xanh ngọc nè. Chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc đủ sọc đủ viền luôn mà. Cái áo này toàn là áo đính đá chu cha. 45.000 bộ nó đẹp dã man luôn. Bán mà vừa bán vừa tiếc tiếc á. Nhập vô là 49.000 rồi. Đáng lẽ là bán phải 55.000. Giờ sale 45.000 á hơi tiếc tiếc á. Mấy chị rồi ai lấy chốt lên cho Hoài nha. Cái này là xanh ngọc nè mấy chị nè. Chiều Hoàng mặc bộ Hoàng live stream mấy chị coi thử có đẹp không. Nói chung là Hoàng mặc thì cái quần nó hơi căng đó. Tại vì Hoàng 69kg lận. 69kg lận. Cái này 65kg là ok. Chứ 69kg là cũng hơi bé béo rồi đó. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoài nha. Cái này là xanh ngọc nè. Rồi mấy chị ai xem cái gì nữa không. Bây giờ Hoàng xả cái mẫu này nữa là Hoàng xuống live stream nè. Cũng trễ rồi. Để coi thử mấy giờ rồi. Ủa cũng còn mới có 12 giờ kém hả. Xanh ngọc ok cho chị Cúc Nguyễn nè. Mấy cái bộ này 45.000 em xả lỗ mấy chị. Cúc Nguyễn nè. Mấy bộ này em xả 45.000 là em xả lỗ. Em xin thề với mấy chị luôn. Em xả lỗ để dọn dẹp kho hàng á. Vì hàng Tết về nhiều quá rồi. Mà bán được cỡ tầm đến cuối tháng này là nghỉ Tết rồi. Nên em xả cho mấy chị chứ không có lời gì đâu. Rồi mấy chị. Cái này là bánh dinh dưỡng nè mấy chị nè. À, em bánh yến mạch á, chị nào chưa mua bánh yến mạch thì mua nha. Bánh yến mạch là sáng ngày công ty là báo hết hàng rồi. Em đếm cho chị là bánh yến mạch còn bao nhiêu gói là hết luôn nha. Ai dặn trong tin nhắn thì chừa ra xong rồi là hết luôn mấy chị. Bánh dinh dưỡng nè. Bánh dinh mít dinh dưỡng nè. Bánh dinh dưỡng này thì nó sẽ gồm là bánh đồng tiền ở lớp dưới nè. Sau đó rồi nó đổ cái mạch nha lên. Rồi nó bỏ một hột hạnh nhân nè. Một hột điều nè. Một hột mè nè. Rồi hột nho nè. Rồi cái này em bán 65.000. Bây giờ còn mấy hộp nữa thôi. Em tri ân nhanh cho mấy chị 59.000. Chị nào lấy thì chốt. Hàng này là sẽ không bao giờ về hàng nữa mấy chị. Không bao giờ về hàng nữa hết luôn. Nên em xả kho luôn cho mấy chị nè. Lúc trước em bán 65.000 là em có lời. Còn bây giờ em bán 59.000 là em không lời của mấy chị một đồng luôn. Nhưng còn cỡ mấy hộp nữa là hết rồi. Em bán luôn là hết luôn mấy chị hết luôn. Bánh dinh dưỡng. Rồi ok nè, sọc xanh đậm cho cô Huỳnh Hồng nè. Ok nè cho cô Huỳnh Hồng nè. Rồi bánh yến mạch là còn 9 gói thôi. Chị nào muốn lấy thì báo em nha. Ok cho cô Huỳnh Hồng nè.
màu sạch xanh đậm này. Bưng cho chị cái rổ bánh kẹo cái đen rồi dẹp cái confor này qua một bên nữa. Rồi mấy chị này, bánh dinh dưỡng đó là cực kỳ ngon. Còn một ít thôi, em tri ân giá cho mấy chị là 59.000. Chị nào lấy thì chốt này, cái hũ của Hoàng đang ăn này mấy chị nè. Hoàng đói quá, Hoàng sẽ ăn mỗi này. Trên đây là sẽ gồm có là một hạt điều, một hạt hạnh nhân, nho, mè và... Đây là chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Xe cho mấy chị 59.000 luôn. Rồi thì chốt nha. 59.000 bánh dinh dưỡng. Làm cho các hộp dinh dưỡng không mà còn mấy hộp nữa là hết nên Hoàng bán luôn cho mấy chị xong hết cái mảnh này không về nữa. Thì ngồi lấy chốt cho Hoàng là bánh dinh dưỡng 59.000 nha, Hoàng tri ân luôn cho mấy chị hết luôn à. Cái này mấy chị bỏ tủ lạnh ăn nó giòn rộm rộm luôn. Để ở ngoài như Hoàng thì nó dẻo dẻo tại vì mạch nha mà. Yến mạch này Hoàng còn là 9 gói là hết luôn. Chị nào lấy thì tranh thủ dặn nha, 55.000 một gói, hết hàng luôn nha mấy chị. Bánh yến mạch mix ba hương. Cái này là sữa, sô-cô-la, trà xanh. Còn đúng là ăn sô-cô-la này. Còn đúng 9 gói cuối cùng nữa là hết nha mấy chị. Là hết hàng luôn, là không bao giờ có nữa. Bên công ty nó cũng báo hết hàng rồi. Hoàng chỉ còn 9 gói nữa là bán cho mọi người xong là hết luôn á. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là bánh yến mạch Hàn Quốc nha. Bánh yến mạch Hàn Quốc nó mix ba hương ở trong cái bánh này đây. Làm từ yến mạch đây, 55.000 một gói, còn 9 gói cuối cùng. Sô-cô-la thì rất thơm sô-cô-la. Còn trà xanh thì thơm trà xanh. Sữa thì thơm thơm mùi sữa, chị nào lấy báo hả? Bánh này là quá ngon luôn á. 55.000 một gói mà còn 9 gói là hết luôn. Bánh yến mạch Hàn Quốc này. Gói này là 400g. Bánh dinh dưỡng hả? 65 hả? Đúng rồi. Thì phải để cho em bán 65 em mới có lời chứ. Bây giờ là em còn chỉ có 5 cái hũ nữa, em trả 59.000 xong rồi em hết cái bánh đó luôn mà. Em đâu có về lại bánh đó nữa đâu. Chịu anh mua thêm đi. Vì anh bôi tên đi, ai cũng bán 65.000 hết mà. Thì bán 65.000 em mới có lời chứ. Nhưng vậy bây giờ em nhập 59.000 rồi, em bán 59.000 rồi em khóc luôn. Nên là em phải bán 65. Còn bây giờ còn mấy hũ nữa nên em xả cho mấy chị 59.000 là xả 4 cho mấy chị xong là xong luôn đó. Hết rồi đó. Chị nào muốn mua thêm thì mua. Bánh yến mạch thì 55.000, còn 9 bị nữa là hết luôn đó. Hết sớm thì nghỉ sớm cho cái bánh kẹo mà chị bán trong năm này thôi. Chứ không lại bán ra ngoài năm. Ngoài năm ai mua bánh kẹo đó mà em đã là bán tri ân cho mấy chị luôn rồi. Bánh mít hạt ngon. Dạ, toàn là các hạt dinh dưỡng xong nó mới kêu là bánh mít dinh dưỡng đó. Là nó mít các hột dinh dưỡng với nhau đó. Mít hột đào, cái hột điều, rồi hột hạnh nhân, rồi hột nho, rồi hột mè, hột dưa đó. Nó mít toàn là các hạt dinh dưỡng với nhau không á. Rồi bàn chả đá răng nè. Chà là còn không em một hũ ok. Hồng Nhung Lê một hũ chà là 55.000 một hũ đây mấy chị. Hai hũ lại đây. Chà là Hoàng cũng còn ít cho mấy chị. Hàng này là bán trong năm thôi. Ra ngoài ngày đâu có bán được nữa đâu mà bán. Bây giờ Hoàng xả kho với lại Hoàng mà khách hàng dặn từ trước rồi đó. Chà là siêu ngon luôn. Chị nào lấy thì chốt chà là. Chà là cho Hồng Nhung Lê nè, một hũ chà là nửa ký nè. Mà chà là nó rất là ngon luôn, Hoàng bán cho rất là nhiều khách rồi. Chị nào lấy chà là thì báo Hoàng chà là. Cho chị có hộp băng keo qua tiên. Hộp băng keo ra mất tiêu hết trơn rồi. Rồi, cho chị 5 bài chả đánh răng hả? À, chả đánh răng giờ anh xe cho mấy chị luôn nè, là xong luôn nè. Rồi cái này là cho Hồng Nhung Lê nè. Hồng Nhung Lê nè, 55.000 nè. Rồi chà là nửa ký như vậy là 55.000. Chị nào lấy báo Hoàng luôn. Chị Hằng ơi, cái bánh này nó rất là ngon luôn. Chị Hằng bỏ nè. Cái bánh này nó rất là ngon luôn. Chị Hằng chưa có mua bánh nhà em đúng không? Chị Hằng mua thử một cái bị bánh này đi. Em giới thiệu chị ăn mà không ngon á, em đền tiền cho chị luôn. Bánh yến mạch này là cực kỳ ngon luôn. Nó mix ba hương luôn. Mà yến mạch chị ăn không có sợ béo. Mấy chị làm từ yến mạch mà. Sữa này, sô-cô-la và trà xanh luôn.
Hột đào có chưa Hoàng? Dạ hột đào có rồi mà chị. Ủa chị bữa giờ chị anh chưa lấy hột đào hả? Đem hột đào tới cho chị em. Lấy ba loại, cái hũ cao, cái hũ tròn và cái hũ xếp luôn. Chị ăn thử cái bánh đó, nếu như không ngon, không chất lượng em hoàn tiền. Tại vì cái bánh nào ngon em mới giới thiệu cho chị mà. Bánh này là cực kỳ ngon mà làm từ yến mạch thì ăn cũng không có béo. Mà nó cực kỳ ngon, 55 ngàn một gói, rất ngon luôn. Bánh này là bánh Nhật Hàn Quốc, em thì bán toàn đồ Nhật thôi. Chà là chị nào lấy thì báo em chà là nha. Chà là 55 ngàn hộp nửa ký như vậy nè. Chà là cho chị Kim Phụng nè. Cái cục mà keo tao cứ bỏ ra bỏ vô không quên. Lần đầu tiên mua bánh đó hả? Ủa lần đầu tiên mua bánh hả? Nhưng mà bánh nó ngon lắm mà ăn không mập á. Dạy dạy luôn. Rồi lấy cho chị hàng vỏ hai bị bánh yến mạch. Chị ăn thử cái bánh yến mạch ở đây. Chiều nay về chị khui ra. Chị ít thích lắm hả? Chị ít thích bánh hả? Nhưng mà đảm bảo bánh này là chị sẽ cảm thấy hài lòng lắm. Ví dụ như là cái mùi sô-cô-la với mùi sữa thì có thể là con chị thích á. Còn chị mà không thích á, chị chỉ ăn vị trà xanh. Cái vị matcha đó, nó ngon dã man luôn. Đó, mấy chị mà sợ ấy, mấy chị ăn hương matcha này nè. Chị ít thích bánh nhưng mà bánh này là em cam kết là làm chị hài lòng luôn. Cho chị hàng vỏ nè. Tại vì em còn có 9 bị thôi. Mà mấy chị khách quen em sợ mấy chị không mua thì em tiếc á. 55 ngàn một gói thôi. Bánh yến mạch nè. Cho chị hàng vỏ nè, ok nè. Hạn sử dụng của cái này là 1 năm sau luôn. Chị cứ từ từ ăn chứ cũng không hư. Cái lô này em mới nhập về mà. Cái lô này em mới nhập về tất thì luôn á. Dạ. Tại vì biết sao, bình thường là em á, là em thấy chị Hằng có mua kẹo rồi mà chưa thấy chị Hằng mua bánh. Mà cái bánh này ngon quá mà em còn có 9 gói nữa mà hàng này em không có về. 5 bài chải đánh răng nè, ok nè. Hôm nay em share cho mấy chị luôn, 5 bài chải đánh răng 40 ngàn thôi. Cho chị Hằng bỏ luôn, em xả luôn cho mấy chị nè. Rồi 40 ngàn 5 cây bài chải đánh răng hàng nhập luôn nha, em xả luôn. Em xả luôn cho mấy chị luôn, bài chải đánh răng hàng nhập á. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em luôn, em xả kho hết luôn. Xả kho không lợi nhuận luôn. Hạt điều này chịu anh nè. Hạt điều thì em có 3 loại. Hạt điều thứ nhất là hạt điều xếp. Hạt điều xếp. Hạt điều này là nó không có xếp, đều khối lượng là nửa ký hết. Khối lượng là nửa ký hết. Một loại là điều xếp, một loại là điều không xếp. Và một cái điều nữa là điều nó đựng trong cái hũ. Thì mấy chị thích loại nào mấy chị lấy loại đó. 125 ngàn một hũ, nửa ký. Em bán cái hộp này là hộp điều Bình Phước, quê của nhà em luôn. Công ty này sát nhà em luôn, hạt điều Bình Phước nha. Gần chỗ má em, ba má em giờ đang ở luôn. Rồi hạt điều này là hạt điều Bình Phước đây nè. Gần chỗ ba má em ở luôn, công ty này nè. Một cái loại là nó xếp như vậy nè mấy chị nè. Một loại thì nó không có xếp, nó đổ cái ào vô như vậy. Và một loại là hũ cao. Chị nào thích lấy loại nào thì lấy. 150 ngàn một ký. Một hũ nửa ký là 125 ngàn. Ha, chị nào lấy thì bảo em. Chị anh muốn lấy loại nào thì bảo em. Hai gói nhuộm tóc luôn hả? Nhuộm tóc bây giờ nó có màu nâu đen đen đó, chị có chịu không? Chứ em chẳng có màu đen. Chẳng có màu đen. Lần trước thì em có màu đen không, mấy chị ra thích màu nâu đen. Giờ thì nó là màu đen đen không à. Bàn chải đánh răng thì Hằng vỏ à. Giờ thì em chỉ có màu nâu này nè. Đó, màu nâu như vậy thôi. 45 ngàn một gói mà có màu nâu không hả? Cho chị một hũ cao, ok cho chị Hoàng Oanh nè. Một hũ hột điều cao cho chị Hoàng Oanh. Cái điều này điều lụa rang muối thôi. Mà cái này là quê của em, năm nào cũng bán, em bán từ thời bán tạp hóa đến trừ luôn á. Ok cho chị Hoàng Oanh nè. Ok cho chị Hoàng Oanh nè. Màu nâu đen cũng được em hả? Dạ ok chị Hằng vỏ nè. Cho chị Hằng vỏ hai gói nhuộm màu nâu đen nè. Ok cho chị Hằng vỏ nè. Bị lâm hết rồi ta. Cho chị Hằng vỏ nè, ok nè. Bàn chải đánh răng chị nào lấy thì báo em. Sale luôn, 5 cây bàn chải đánh răng 40 ngàn thôi. Là 8 ngàn một cây đó. Mà hàng này là hàng cực xịn luôn. Rồi em bán rứa là hết luôn rồi. Này ra cho chị Hằng vỏ nè. Trời ơi, tự nhiên cái bút nó bị này. 45 ngàn một gói. Rồi mấy chị nè. Cái này là bàn chải đánh răng nha. Hàng này em xả của khách ra để em bán cho mấy chị luôn. Bàn chải đánh răng này là hàng này là cực xịn luôn mấy chị nha. Đây nè, bàn chải đánh răng này chị nào chưa mua thì mấy chị chốt nha. Bàn chải đánh răng An Đông Ghi, thương hiệu của Hàn Quốc luôn á. Làm từ than tre hạt tính luôn á. Nè mấy chị nè, có mã vạch sản phẩm đàng hoàng luôn. Giá bán một cây bàn chải là 32 ngàn luôn. Đó, đây mã vạch sản phẩm nè. Dạ dạ, mấy đứa nó đang chốt hàng đó. Đây chị nào lấy thì chốt cho em sale luôn cho mấy chị luôn. 5 cây 40 ngàn, chị nào lấy thì chốt cho em.
em mua chị 2 năm chị có tặng quà không? Tất nhiên mọi người cứ chấm bài lên fan cứng á. Cái ngày cỡ vài bữa nữa là sẽ có lịch để nhận quà tặng và lịch khách hàng nhận quà. Bây giờ thì chưa, bây giờ đang lung su bu hàng hóa nên chưa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có, nhiều ít gì thì cũng có. Rồi một mực cho em đúng không? Một mực cho Đặng Hạ, em lấy một mực cho Đặng Hạ rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng là bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng nha. 5 cây như vậy 40.000 thay bàn chải đánh răng cho cả gia đình đi. Bàn chải đánh răng để cái lông tơ nó cực mềm luôn, nó kháng khuẩn luôn tại vì nó làm từ than tê hoạt tính, mà giá bán cho một cây là 32.000 này. Giá bán một cây là đã 32.000 rồi, cái này 5 cây là mấy chị biết là 160.000, bán có 40.000 thôi, chị nào lấy thì chốt nha. Rồi chắc Hoàng xuống livestream luôn đã. Rồi mấy chị báo lên cho Hoàng, mấy chị lấy gì báo lên cho Hoàng. Rồi mấy chị lấy gì báo lên cho Hoàng nha. Bàn chải đánh răng, chốt hàng để sẵn. Lát Phan Thiết về bé lấy giờ ok ra chịu anh đi Phan Thiết hoài kinh nữa. Rồi em ơi, soạn của chị Hoàng Anh ra để ra riêng đi, tính tiền đi xíu nữa chị đi Phan Thiết chị ghé lấy, chị có cái hộp điều cao vừa mới chốt á. Rồi còn chị nào lấy bàn chải đánh răng báo em nha, rồi chắc em xuống livestream cái đã. Cho xuống livestream cái đã. Rồi chị em like tiếp hoặc là tối gì đó em like tiếp. Tất nhiên là mấy chị chấm bài thường xuyên để lên fan cứng rồi, mấy chị là khách hàng lâu năm của em thì kiểu gì Tết trước mấy chị cũng sẽ có quà rồi. Nhưng mà từ từ em chưa có tính được cái khúc đó, tại vì bây giờ mới bắt đầu vô đầu tháng Giêng mà. Em đang chạy hàng cái đã, xong rồi cỡ tầm 10 ngày sau đi, 10 ngày sau lúc đó em mới bắt đầu tính quà tặng cho mấy chị được. Còn bây giờ em đang chạy hàng luôn sô bô hết. Cái kẹo sô cô la kia cho chị một hũ đi em. Cái hũ đó giờ chị bán mini game cho mấy chị 49.000 cha đi. Bữa bán 55 đúng không? 5 bàn chải cho Kim Sang, lấy 5 bàn chải bỏ cho chị cho Kim Sang đi. Sô cô la ly xịt nè. Sô cô la ly xịt nè mấy chị nè. Rồi, bán 55.000 hũ mà bây giờ Hoàng bán 5 hũ với giá 49.000 đi. Hoàng bán 5 hũ với giá 49.000. Có nghĩa là chị bán 5 hũ vui thôi nha. Nghe có quà là thích rồi dạ. Kiểu gì mấy chị cũng sẽ có quà dù ít dù nhiều ha. Vui thôi. Tôi cũng có về nhà ăn kiến cái tết các em dọn dẹp cho mẹ chồng. Rồi Kim Sang 5 bàn chải 40.000 em. Rồi mấy chị kẹo chốt cho em. Kẹo này em sale cho mấy chị 49.000. Em bán 5 hũ cho vui thôi nha. Hàng này là nó có đây, hạn sử dụng, ngày sản xuất ở trên đây đàng hoàng. Và nó hộp thiết như vậy hết luôn nè. Chị nào lấy chốt lên cho em kẹo nha, hàng này hàng nhập nè. Chị nào lấy kẹo chốt kẹo 49.000. Kẹo 49.000 nè. Kẹo này 49.000. Rồi chị nào lấy báo Hoài, kẹo này 49.000, bán 5 hũ mở hàng thôi, cho 5 chị ăn thử ngon lần sau mua nữa. Rồi thôi Hoàng xuống livestream luôn, kẹo 49, chị nào lấy báo Hoàng kẹo hũ 49 nha. À còn kẹo xoài muối ớt em lại đây cho chị hũ em, kẹo xoài muối ớt 39, hũ á, dạng hũ á. Mấy chị mua về mấy chị gói cột quà hay mấy chị làm gì cũng được, tùy mấy chị. Xoài muối ớt này, kẹo xoài muối ớt dạng hũ nha mấy chị, 39.000. Kẹo sô-cô-la sữa 49.000, chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Rồi Hoàng xuống livestream luôn nha mấy chị nha. Hoàng xuống livestream luôn. Lo cho bé nhóc đã. Rồi bye bye mấy chị nha. Chị nào mua gì thêm thì nhắn tin cho nhân viên giúp Hoàng. Nhắn tin vào Messenger, nhân viên nó sẽ check tin nhắn nha mấy chị nha.